Chương 1481 lão đại chắp tay nói, "Chúng ta đồng ý, cứ dựa theo quy củ của lão tiên sinh mà làm việc." Lục Châu hài lòng gật đầu, "Rất tốt, bốn người tuần tự báo ra danh tự lão đại Khổng Văn nói, "Lão tiên sinh tinh thông thuật trị liệu, có cống hiến cực lớn đối với đoàn đội, ngài được ưu tiên lựa chọn cũng là điều hiển nhiên minh thế nhân cười nói, "Ngươi là người hiểu chuyện nếu ta nhìn không lầm, tọa kỵ này chính là Bạch Trạch a." Lão đại Khổng Văn nhìn chằm chằm Bạch Trạch trong luồng nguyên khí hỗn loạn của bí ẩn chi địa, Khí tức điểm lành của bạch trạch vẫn nổi bật hẳn lên, có nhãn lực minh thế nhân khen ngợi các hạ đang ngồi trên lưng cùng kỳ. Khổng Văn tiếp tục hỏi trật trật, lợi hại nha. Khổng Văn cười đáp, không đáng nhắc tới tại hạ trà trộn trong bí ẩn chi địa, đương nhiên thuộc nằm lòng danh sách các loại hung thú đám người kéo nhau bay. Về phương bắc nửa ngày sau, bọn họ dừng chân tại một chân núi, nghỉ ngơi chốc lát rồi tiếp tục phi hành. Khổng Văn bay đến bên cạnh lục châu nói, tiếp tục bay về hướng bắc khoảng năm ngày sẽ đến thanh khâu là nơi tiếp cận với chỗ sâu trong bí ẩn chi địa nếu gặp phải thú vương, có thể để ta chỉ huy tác chiến không? Lục Châu ra hiệu cho Bạch Trạch bay chậm lại, nghi hoặc nhìn khổng văn, để ngươi chỉ huy. Lão Tam là Trương Tiền bay bên cạnh nói phụ họa, Lão Tiên Sinh, đại ca ta từng chỉ huy đoàn đội hơn, trăm người chiến đấu ở khu vực Nam Duyên phía Tây Nam, thành công đánh hạ một con thú vương cao đẳng sau đó. Đại ca ta có chút danh tiếng trong bí ẩn chi địa, thường có người mời chúng ta gia nhập, chỉ là nhiều người khó lòng phân chia công bằng, dễ xảy ra tranh chấp, đoàn đội của chính mình vẫn dễ chịu hơn Khổng Văn cười nói, hảo hán không nói, tới chuyện quá khứ quan trọng nhất là hiệu quả hợp tác tu hành giả am hiểu trị liệu, có thể tăng lên năng lực tác chiến cho cả đoàn đội Trương Tiền nói bổ sung, không biết các vị có nghe nói tới liệp đội U Linh không? Đây là đội ngũ tinh anh nhất trong bí ẩn chi địa, đội trưởng Tào Chiết Xuân cũng là một cường giả theo hệ trị liệu hài loa thầm nói, bọn hắn không phải đã chết sạch rồi sao? Một chiêu hủy thiên diệt địa kia của Lục Ngô, vẫn còn hiện ra rõ ràng trong ký ức nàng nha khổng văn thở dài nói, nghe nói bọn hắn truy sát thú hoàng lục ngô, rốt cuộc bỏ mình trong khu vực Tam Sơn tất cả đều bị đóng thành băng, thật là đáng tiếc lục châu vốn định trang bức nói là do mình làm, nhưng cảm thấy không quá thú vị, mà kẻ thực sự giết chết toàn bộ liệp đội U Linh là lục ngô, bè nói, các ngươi có biết lão phu nhìn trúng điểm nào ở các ngươi không? Khổng văn lắc đầu lục châu nói, thủ đoạn truy tung chỉ thế thôi nói xong. Lục Châu khống chế Bạch Trạch tiếp tục bay về phương Bắc, lưu lại đám huynh đệ khổng văn mộng bức ngây ra tại chỗ cùng lúc đó trong một doanh địa trong bí ẩn tri địa mấy chục tên kiếm tu đang lơ lửng canh chừng xung quanh tần chân nhân phía bắc có hồng quang xuất hiện hẳn là thú hoàng mới tấn thăng trong doanh địa tần nhân việt khoanh chân lơ lửng mở miệng nói có xuất hiện thánh thú không thánh thú siêu phàm thoát tục cấp chân nhân trở xuống e là không tài nào phát giác được động tĩnh của bọn chúng đệ tử kia đáp tần nhân việt gật đầu được rồi nghỉ ngơi tại chỗ hai ngày sau đó bay về hướng bắc vân ba ngày sau đoàn người lục châu đến thanh khâu sớm hơn hai ngày so với dự định nghỉ ngơi tại chỗ nửa ngày đám người đáp xuống nhan chân lạc khom người nói thuộc hạ xác định vị trí tam tiên sinh một chút lục châu gật đầu khổng văn vẫy tay với ba vị huynh đệ còn lại bộc lộ tài năng vâng khổng văn tung người nhảy lên một mảnh đất bằng phía trước lấy ra mấy chục tấm phù chỉ xong trưởng chập lại hỏa diễm thiêu đốt phù chỉ hóa thành đom đóm chi chít giữa trời lão nhị thuận thế vẽ ra mấy đạo phù văn trên mặt đất phù văn bay lướt tới đám đom đóm phù chỉ tiến vào trong mây mù lát sau đã biến mất không thấy gì nữa khổng văn quay lại nói chờ một chút sẽ có hồi ứng minh thế nhân hiếu kỳ nói đây là phương pháp gì khổng văn nghi hoặc hỏi trước đây người chưa bao giờ đến bí ẩn chi địa à? lần đầu tiên đó minh thế nhân thành thực đáp mí mắt khổng văn chớp chớp nếu không phải nề mặt đại bắp đùi siêu cấp trị liệu thì hắn đã chẳng thèm giải thích quá ngây thơ rồi đây là phương pháp sử dụng phối hợp truy tung ấn phù và phù văn có thể thu hút thú vương xuất hiện thú vương có trí tuệ không quá cao chiêu này dùng rất hữu hiệu minh thế nhân gật gù thật thú vị gâu gâu gâu. Cẩu tử bỗng chạy tới, vồ lên chụp mấy con đom đóm còn sót lại Minh Thế Nhân, con chó ngu ngốc này, thời điểm then chốt đừng có làm mất mặt chủ nhân như thế chứ. Đúng lúc này, từ phía Thanh Khâu Sơn bỗng chuyển đến tiếng kêu vang rội đại ca, có hy vọng. Khổng Văn đạp đất bay lên không trung, nhìn ra khe núi phía xa vận khí không tệ, là một con ngũ thải thanh loan ngũ thải thanh loan. Loan điểu có rất nhiều chủng loại loan điểu đơn sắc là giống phổ thông, từ lưỡng sắc trở, lên thì là mệnh cách thú ngũ thải thanh loan là thú vương lấy màu xanh làm chủ đạo, bốn màu còn lại là phụ trợ. Am hiểu phi hành khổng văn vẫn rất kiên nhẫn giải thích cho gà con minh thế nhân. Nghe khổng văn nói, lão tiên sinh, ngài am hiểu trị liệu, hãy lưu lại hậu phương, phân chia hai người bảo hộ ngài những người khác đi cùng ta, nghe ta chỉ huy. Ba tên huynh đệ của hắn hưng phấn nói, vâng nhưng mà. Bốn huynh đệ còn chưa kịp phản ứng, vu chính hải và ngu thượng nhung đã lướt tới, hóa thành hai tia chớp nhào về phía ngũ thải thanh loan đám huynh đệ khổng văn. Vu Chính Hải vừa xuất chiêu đã là đại huyền thiên trương, thân ảnh Vu Thượng Nhung hóa thành trăm ngàn bóng ảnh, và kiếm cương đánh tới Ngũ Thải Thanh Loan bị hỏa lực hung mãnh của hai người áp chế, Ngũ Thải Thanh Loan rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khổng Văn nhìn đến miệng đắng lưỡi khô, lắp bắp nói, "Đây, đây là thú vương mà." Minh Thế Nhân nói, "Vì là thú vương nên mới đối phó nghiêm túc như vậy, đó tu hành giả chưa thông qua mệnh quan, tuyệt đối không phải đối thủ của thú vương việc này." việc này. Khổng Văn nhìn kỹ xảo của Vu Chính Hải và Ngu Thượng Nhung, cùng độ phối hợp ăn ý đến hoàn mỹ giữa hai người, trong lúc nhất thời nói không nên lời đây. Mới thật sự là bắp đùi thô nha có đội viên bậc này, lại thêm lão tiên sinh siêu cấp vũ em, chỉ cần không đụng phải thú hoàng và chân nhân, thì có khác gì quét ngang bí ẩn chi địa. Khoảng một canh giờ sau ngũ thải thanh loan, rốt cuộc cũng bị Ngu Thượng Nhung và Vu Chính Hải đánh giết, những người khác hoàn toàn không cần phải động thủ hai người bay trở về lão tứ cất kỹ ngu thượng nhung ném mệnh cách chi tâm của ngũ thải thanh loan cho minh thế nhân mệnh cách chi tâm của thú vương hữu dụng với hai huynh đệ nhưng viên này lại am hiểu phi hành có chút dư thừa tốt nhất là lưu lại cho nhóm sư đệ sư muội minh thế nhân mỉm cười nói thích hợp với cử sư muội nè tiểu diên nhi nghe vậy trong bụng như nở hoa cười đáp cảm tạ sư huynh ơ chia xong rồi khổng văn không khỏi lúng túng nhưng đến cơ hội mở miệng hắn cũng không có vì nhóm bọn hắn còn chưa kịp động đầu ngón tay đã xong rồi lão nhị thọc thọc cùi trò vào hông khổng văn, đại ca, nhìn kìa. Hai người nhìn về phía hai chiếc túi nặng trịch vác trên lưng cùng kỳ đó là túi đựng mệnh cách chi tâm. Sau đó, Lục Châu tiến hành chỉ điểm kiếm pháp cho Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung liên tục gật đầu lắng nghe chỉ điểm xong, khổng văn mới tiến lên hỏi, lão tiên sinh, hai vị này là đồ nhi của ngài. Lục Châu vuốt dâu gật đầu, ngươi có nghi vấn gì? Ách! Không, không có tiếp tục tiến về phía trước Lục Châu nhảy lên lưng bạch trạch, Đám người vọt vào chỗ sâu bên trong thanh khâu đám, huynh đệ Khổng Văn không nhịn được lắc đầu lỗ võ thấp giọng hỏi: "Đại ca, bọn họ trông có vẻ rất lợi hại, chúng ta còn đi cùng không?" Đương nhiên là đi cùng không thể lãng phí viên huyền vi thạch, được chờ đến Bắc vực sẽ là lúc chúng ta có cơ hội phát huy tài năng được bốn. Huynh đệ cấp tốc đuổi theo không đến một khắc đồng hồ sau, mấy người Lục Châu đã đến phía trên thanh khâu sơn mạch nhan chân lạc nói: "Các chủ, đã qua hơn nửa tháng, Tam Tiên Sinh hẳn không cách chúng ta quá xa." Lục Châu gật đầu. Tiểu Diên Nhi bỗng chỉ tay về phía Hắc Vân đằng xa, kia là cái gì? Đám người lần theo hướng tay nàng, quay đầu nhìn sang nơi đó có mấy chục đạo thân ảnh từ chân trời lướt tới, tốc độ như quỷ mị khổng văn vội vàng hạ thấp độ cao, nói, 49 kiếm khách bắc vực sơn cẩn thận lục châu nghi hoặc nhìn hắn, 49 kiếm khách. Khổng văn cấp tốc giải thích, là sư môn của tần chân nhân lão tiên sinh, ta không kịp giải thích, nơi này là trốn mạnh được yếu thua, chúng ta tranh không nổi với bọn hắn, vẫn nên tránh đi thì tốt hơn. Lục Châu nói, có lão phu ở đây, không cần lo lắng khổng văn, sao có thể không lo lắng. Người ta là quân chính quy, chúng ta là quân tạp nham, vừa mới tạo thành đoàn đội huống chi, đối phương còn có chân nhân dẫn đoàn khổng văn lo lắng nói, đây là 49 kiếm khách Bắc Vực Sơn. Là sư môn của tần nhân Việt bọn hắn tu luyện kiếm trận chi đạo, mỗi khi tập thể kiếm khách xuất hiện thường sẽ có đại sự phát sinh tần nhân Việt nhất định, cũng có mặt ở đây khổng văn nghĩ lão tiên sinh là tu hành giả kim liên, có lẽ không biết tần chân nhân là ai, bè nói bổ sung hắn có tu vi cấp bậc chân nhân, đã vượt qua ba mệnh quan từ lâu. Lục Châu vuốt dầu nói, tần chân nhân. Đúng vậy, hắn chính là tần chân nhân, tần nhân Việt. Khổng văn nói nhanh minh thế nhân lườm hắn một cái, um sùm cái gì, chỉ là chân nhân mà thôi, có cần sợ hãi như vậy không? Khổng văn, thực lực của 49 kiếm khách rất mạnh. Lục Châu hỏi hắn không để ý tần chân nhân, dù sao đó cũng chỉ là một người, có thể dùng thẻ đạo cụ và lực lượng thiên tướng xử lý nhưng 49 người thì, quá nhiều khổng văn đáp, 49 kiếm khách bắc vực sơn có thực, lực ngang nhau, đều là 4 đến 5 mệnh cách minh thế nhân cả kinh nói, sư phụ. Đồ nhi cảm thấy khổng huynh đệ nói có đạo lý, vẫn nên tránh đi thì tốt hơn 49 cường giả, đội hình này quả thật rất cường đại lục châu, cũng không ngờ nội tình một tần gia trong thanh liên giới lại lớn như vậy, mà hắn lại còn đắc tội với hai đại chân nhân đại lục đang mất cân bằng. Đám chân nhân và cường giả gia tộc này có thể vượt qua danh giới, tùy thời giết vào hồng liên kim liên lục châu, không khỏi lắc đầu đây chính là thứ gọi là cân bằng. Nhân loại là loài động vật thích nội đấu nhất nếu cân bằng giả không xuất hiện, thanh liên giới hoàn toàn có thể thống nhất đại lục, thậm chí là diệt tộc Kim Liên, Hồng Liên bọn hắn rời đi, rồi bóng dáng 49 kiếm khách đã biến mất trong hắc vụ tốc độ phi hành, của bọn hắn rất nhanh, lộ vẻ gấp gáp cực kỳ, không hề dừng lại một chút nào có người đã nhìn thoáng qua chỗ Lục Châu, nhưng không để ý tới nơi bọn hắn vọt tới chính là phạm vi hoạt động của Đoan Mộc Sinh và Lục Ngô Lục Châu có điều suy nghĩ ben dùng lực lượng thiên tướng quan sát tình hình đoan mộc sinh lần nữa thấy đoan mộc sinh và lục ngô đang yên ổn nằm trong khe núi không xảy ra việc gì lục châu mới yên lòng tiếp tục bay về phương bắc đám người theo sát phía sau trong cung điện bạch sắc lam hi hòa lơ lửng giữa không trung đôi mắt thanh tịnh như đáy hồ bỗng hé mở mấy ngày nay tinh thần nàng hơi mất tập trung có chút dao động nàng quyết định ngừng lại đi ra khỏi cung điện một nữ hầu từ xa bay tới khom người nói nô tỳ đã làm theo lời chủ nhân căn dặn thời thời khắc khắc quan sát bạch tháp lam hi hòa hỏi tình hình bí ẩn chi địa thế nào truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé đại lượng hung thú đang di chuyển về hướng đông hẳn sẽ có không ít tu hành giả đến tìm vận may nữ hầu đáp cán cân công chính đang nghiêng về bên nào nửa tháng trước cán cân nghiêng về hướng đông nhưng không nhiều hôm qua cán cân đã nghiêng đi một nửa lam hi hòa nhíu mày nói hỏi thăm xem gần đây bí ẩn chi địa có đại sự gì không nữ hầu lộ vẻ kinh ngạc chủ nhân bí ẩn chi địa lớn như vậy cố hết sức là được nô tỳ đã biết nô tỳ đi làm ngay trong bí ẩn chi địa đám người lục châu vẫn tiếp tục đi tới nhan chân lạc nói lục ngô đang di chuyển về phía tây đoàn người lập tức điều chỉnh phương hướng tiến về phía tây bắc đến phía trên một khu rừng ẩm ướt âm u khổng văn bỗng nói chờ một chút minh thế nhân hỏi sao thế có động tĩnh khổng văn phát tay lão nhị khổng vũ đáp xuống một cây cổ thụ nhìn đám bò sát trông như chuột bò lúc nhúc dưới đất nói mặt đất có chấn động phía tây có động tĩnh nói xong khổng vũ bay vọt lên không hắn không muốn nhìn thấy đám chuột nhát phủ đầy mặt đất thêm một khắc nào nữa, quá nổi da gà. Lục Châu tùy ý nhìn lướt qua rồi không nhìn nữa Tiểu Diên Nhi che mắt nói, sư phụ, trông chúng thật là đáng sợ khổng văn gật đầu, lấy phù chỉ ra thiêu đốt mấy trăm ấn phù, như con đom đóm bay về phía tây lão tiên sinh. Khổng văn làm tư thế mời vừa vặn lục ngô cũng đi về phía đó, lục Châu điều khiển bạch trạch bay đi càng đi về phía tây, động tĩnh càng trở nên rõ ràng oanh. Oanh, đại địa thỉnh thoảng lại rung động, tiếng như kinh lôi hung thú cỡ nhỏ, dưới mặt đất đang vội vàng lẩn trốn lại có người khổng văn nhíu mày nói mau nhìn. Đằng xa có mấy chục đạo nhân ảnh đang không ngừng phóng thích kiếm cương đâm xuống ngao. Một tiếng giống vang khắp đại địa mấy chục tu hành giả bị đánh văng tung tóe như bùn, phun ra máu tươi lục châu dừng lại, không tiếp tục đi tới hẳn là thú vương cao đẳng có khả năng tấn thăng thú hoàng khổng văn, nuốt nước miếng nói ngu thượng nhung, bay về phía trước đồ nhí đi xem một chút vu chính hải cũng nói, Ta đi cùng đệ hai người bay về phía đó, Khổng Văn Định nói cái gì? Nhưng nghĩ lại trước đó Ngũ Thải Thanh Loan bị hai huynh đệ ngược đãi thê thảm bèn nuốt trở vào, trong lòng bốn huynh đệ không khỏi xấu hổ đúng như Lục Châu nói, tác dụng của bọn hắn chỉ là truy tung, căn bản không cần động thủ sư phụ, chúng ta có đến đó xem thử không? Tiểu Diên Nhi hiếu kỳ nói Lục Châu lắc đầu, an toàn quan trọng hơn, con thú vương này có tiềm lực tấn cấp thú hoàng vương tuy vậy Lục Châu vẫn bay lên cao hơn để quan sát được rõ ràng những người khác lập tức làm theo nhìn Vu Chính Hải, và Ngu Thượng Nhung nhanh chóng bay vượt qua một tòa sơn phong, Khổng Văn nghiêng đầu hỏi Minh Thế Nhân, huynh đệ, hai vị này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Minh Thế Nhân đáp, nói thực, ta cũng không biết lão nhị Khổng Vũ tò mò hỏi, xem lực lượng thì có vẻ hai người không thua gì thiên giới bà xa, bốn mệnh cách nhưng mà. Ta luôn cảm thấy không chỉ đơn giản như thế Minh Thế Nhân liếc mắt nhìn hắn, người cũng có chút đầu óc đấy nhớ kỹ, người cùng cảnh giới nhìn thấy hai sư huynh ta, thì tốt nhất nên giơ tay đầu hàng cho nhanh. Bắt đầu khoác lác rồi tại hạp cốc trước mặt, từng đạo vòng tròn từ khí bốc lên, kết nối với nhau rồi phóng xạ đến chân trời đại địa rung động, thú vương rốt cuộc nhảy lên cao thành một đường vòng cung là chu yếm. Con thú vương có hình dạng như khỉ đột, đầu bạc, chân đỏ chu yếm. Lục Châu hỏi không ngờ lại là chu yếm. Nó được xưng là vô địch dưới cấp thú hoàng, không chỉ có hình thể to lớn mà ngay cả trí tuệ cũng gần bằng thú hoàng chu yếm, là loài hung thú tương tự với nhân loại nhất khổng văn kinh ngạc nói, thật là may mắn. Lão tiên sinh, nơi đó hẳn có rất nhiều tu hành giả, chúng ta cũng nên tận dụng thời cơ đi. Lục Châu chỉ tay về phía năm đạo vòng sáng màu tím có vu sư năm, đạo vòng sáng bị chu yếm quét ngang, tiêu tán tại chân trời cút. Chu yếm đứng thẳng người, thân thể cao ngất nhập vào trong mây, miệng nói ngôn ngữ của nhân loại rất nhiều tu hành giả sợ hãi bay lùi về sau, tránh né đòn tấn công của nó chu yếm bốc đất đá dưới đại địa, ném ra bốn phía đám tu hành giả đành gọi ra cương khí hộ thể, để ngăn trở một số cự thạch văng rất xa, thậm chí đến tận chỗ Lục Châu, bị Minh Thế Nhân ra tay cản lại Ngu Thượng Nhung và Vu Chính Hải, cũng đang quan sát chủ yếm hai người vừa nhìn, vào trong sơn cốc đã nhận ra năm tu hành giả đang đánh, ra vòng tròn tử sắc tôn mộc. Ngu Thượng Nhung nghi hoặc nói năm người này, chính là tổ năm Vu Sư đã rời khỏi ma thiên các chủ yếm, quá cường đại, nằm ngoài dự liệu của chúng ta tôn mộc. Nói chỉ dựa vào chúng ta thì không bắt được nó nếu không được, chúng ta đành phải rút lui. Đồng ý x hai năm người lại ném ra vòng tròn vu thuật tôn mộc lớn tiếng nói, nghe ta chỉ huy, toàn bộ cùng ra tay đánh hạ chu yếm, mệnh cách chi tâm chia đều. Nghe chỉ huy, x bốn năm huynh đệ đứng ở phía trước, đồng thời hô lên mấy trăm tu hành giả xung quanh đồng loạt vây kín lại ngu thượng nhung, ôm kiếm lăng không đứng, lạnh nhạt truyền âm nói, thứ cho ta nói thẳng, các vị không biết lượng sức đám tu hành giả quay đầu nhìn về phía ngu thượng nhung tôn mộc. Cũng ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc nói, nhị tiên sinh, Vu Chính Hải cao giọng nói, dùng vu thuật làm cạm bẫy thì còn được, nhưng dùng để đối phó thú vương cao đẳng thì ngu không ai bằng Tôn Mộc nói, hai vị tiên sinh không ra tay tương trợ thì thôi, sao lại nói lời mỉa mai. Ngu Thượng Nhung từ đầu tới cuối vẫn duy trì nụ cười, chỉ là lời nói thật lòng, nếu tổn thương đến lòng tự tôn của ngươi, thì ta nguyện ý xin lỗi kỳ thực với tính cách Ngu Thượng Nhung, đây là lời thật lòng của hắn, nhưng lọt vào tai Nam Huynh để lại khiến bọn hắn buồn bực cực kỳ chú yếm, không ngừng phá vỡ sơn cốc vòng tròn tử sắc cực lớn đang ngăn trở đường nó chạy trốn tôn mộc hừ một tiếng, hai vị tiên sinh, đạo bất đồng bất tương vi mưu nể mặt các chủ, ta nhắc nhở hai vị một câu, nơi này vô cùng nguy hiểm, hai vị nên nhanh chóng rời đi, thì hơn mười hai vị nhanh chóng rời đi x bốn đám tu hành giả trên bầu trời, cũng nhìn hai người từ lời nói của tôn mộc, bọn hắn vô thức nhận định rằng ngu thượng nhung và vu chính hải, chẳng phải là cường giả dị oanh. Chu Yếm đột nhiên đạp mạnh xuống đất vòng sáng tử sắc lập tức vỡ vụn tôn mộc, cực kỳ hoảng sợ hét lớn, phối hợp với ta, Vâng. Năm đại vu sư đồng thời bay lên giữa không trung, Tôn Mộc và bốn vị huynh đệ thi triển vô số vòng tròn tử sắc, từng vòng đan xen hòa hợp, với nhau kiếm cương xuất hiện đầy trời được các vòng sáng gia trì, xạ kích về phía Chu Yếm nhanh như thiểm điện, Chu Yếm bị chọc giận, bàn tay quạt tới như vì đập ruồi, một đám tu hành giả bị táng bay, rơi lột đột xuống đất kịch đấu một khắc đồng hồ, hơn 10 tên tu hành giả bị đánh giết, mà Chu Yếm vẫn sinh long hoạt hổ không hề hấn gì ha ha. Chu Yếm điên cuồng cười to, ngu xuẩn, hai mắt tôn mộc đỏ bừng, giận dữ hét, hiến tế, hiến tế. X4 bọn hắn ném ra phù chỉ, thi thể mấy tu hành giả lập tức lăng không bay lên thấy cảnh này. Có người nói, các ngươi làm vậy là bất kính với người đã chết. Tôn mộc đáp, hoặc là toàn bộ chúng ta đều chết ngươi chọn đi đám tu hành giả không, còn nói nửa câu uy lực của năm đạo vòng sáng tăng vọt. Quang mang như kim cô chú chói buộc bả vai chú yếm, xiết đến mức hiện ra vết máu chú yếm mất cân bằng, toàn thân nghiêng về sau mấu trăm tu hành giả lập tức ùa lên tấn công chu yếm phẫn nộ dễ dụa, lông tóc toàn thân dựng đứng trên ngực nó xuất hiện hai đạo ấn phù lục sắc, hai mắt tỏa quang hoa nó động mạnh hai tay vào nhau tạo thành luồng khí lãng chấn động. Vòng tròn từ sắc bị đẩy lùi, đám tu hành giả bị đánh bay, kẻ chết người trọng thương đứng từ xa quan sát, khổng văn bỗng nói là năm huynh đệ tôn một người biết bọn hắn. Lục Châu cũng đã nhận ra bọn hắn giống chúng ta, đều là tiểu đội trà trộn trong tầng dưới chót, chỉ là hơi tự cao tự đại bọn hắn không đối phó nổi chủ yếm, loại năng lực như vu thuật phải bố trí, từ sớm mới có thể phát huy uy lực lớn nhất khổng vũ nói lão tiên sinh đây là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay đúng lúc này lục quang trước ngực chủ yếm càng lúc càng cường thịnh quang mang trong mắt cũng sáng rực lên nó đứng lên đánh về phía đám người mỗi trường ập tới đều có mấy tu hành giả bị trọng thương mất đi năng lực chiến đấu năm huynh đệ tôn một cấp tốc tập hợp chiến đấu thất bại rút lui đám tu hành giả bỏ chạy tán loạn chủ yếm vồ tới lập tức có hơn trăm người mất mạng năm huynh đệ tôn mộc vội vã bay đi lúc lướt ngang ngu thượng nhung và vu chính hải còn hô lên còn không mau chạy suy cho cùng ma thiên các từng thu nhận bọn hắn nào phải kẻ thù chẳng qua là người có trí riêng mà thôi nhưng mà khi chú yếm nhào tới ngu thượng nhung và vu chính hải không lui mà tiến đồng thời nghênh đón điên rồi bọn hắn muốn tìm đường chết chúng ta cũng không có cách nào đi thôi năm huynh đệ tôn mộc quay đầu nhìn thoáng qua chợt thấy mấy trăm vạn đạo kiếm cương và đao cương tạo thành một phòng tuyến cực lớn ngăn trở chú yếm năm người không khỏi sửng sốt đại ca chúng ta có phải hoa mắt rồi không? Rõ ràng là bách kiếp động minh mà. Ảo giác đều là ảo giác ngu thượng nhung chuyên chú huy kiếm, dùng tốc độ và kỹ xảo tới cực hạn để ngăn trở chu yếm vu chính hải, đánh ra đao cương ngập trời áp chế chu yếm, hai người hợp lực buộc nó phải liên tiếp lùi, về sau đám tu hành giả đều dừng lại nhìn hai người mạnh như vậy. Không thua gì tu hành giả đã vượt qua mệnh quan. Kiếm cương của ngu thượng nhung đâm vào mọi góc độ trên cơ thể chu yếm, thỉnh thoảng lại dùng liên diệp và trường sinh kiếm, tạo thành vết thương lớn ăn đủ loại tra tấn. Chu Yếm lại lần nữa nổi điên lục quang trên thân nó càng lúc càng nồng đậm hóa, lại mạnh lên rồi. Chạy mau. Vu Chính Hải và Ngu Thượng Nhung không ngờ Chu Yếm lại có thể cường hóa hai lần. Đao cương và kiếm cương trong khoảnh khắc bị đánh nát Chu Yếm đạp đất nhảy lên, xông ra khỏi khu vực phong tỏa của Ngu Thượng Nhung và Vu Chính Hải, lao về phía đám tu hành giả bên ngoài, đấm mạnh một quyền xuống đại địa oanh. Một tòa sơn phong bị nó san thành bình địa, mấy chục tu hành giả bị đánh nát bét nhân loại. Ngu xuẩn, Chu Yếm nhe răng nanh, trong mắt đỏ bừng, lại nhảy lên không truy kích chạy đi. Năm huynh đệ Tôn Mộc bị dọa đến hồn phi phách tán, điên cuồng chạy trốn Chu Yếm không để ý đến ngu Thượng Nhung và Vu Chính Hải, mà nhảy ra khỏi hắc vụ, cú nhảy rất xa nằm ngoài dự liệu mọi người khổng văn ngẩng đầu nói, "Lão tiên sinh, chạy mau." Chu Yếm từ trên trời giáng xuống, một quyền hủy thiên diệt địa ập tới Lục Châu, thản nhiên ngẩng đầu nhìn nắm đấm đang đánh tới trước mặt lão tiên sinh. Khổng Văn gấp đến độ trên mặt đổ đầy mồ hôi thấy Lục Châu bất động như núi hắn lại càng thêm lo lắng lục châu đột nhiên nâng trưởng nghênh đón cự quyền thần thông túc trụ tùy niệm mang theo lực lượng thiên tướng bám vào hạo nhiên thiên cương kim quang trong lòng bàn tay lóe lên oanh tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn về phía chân trời hình ảnh như bị dừng lại đám người kinh hãi phát hiện nắm đấm của chú yếm bị lão giả kia ngăn trở ngay sau đó hạo nhiên thiên cương xạ kích ra từ phía trưởng ấn bành trướng lớn hơn cả cự quyền của chú yếm ầm ngao o, o. chu yếm bị đau gào lên một tiếng giận dữ quay đầu chạy trở về lục châu không lui lại mà lăng không na di tới hai tay chắp sau lưng quan sát chú yếm chỉ dùng một trưởng chấn nhiếp chúng sinh hai mắt khổng văn chừng to như mắt châu lão lão tiên sinh không phải không phải am hiểu trị liệu sao tiểu diên nhi lườm hắn một cái ai nói với ngươi sư phụ ta am hiểu trị liệu khổng văn nghẹn lời tiểu diên nhi làm mặt quỷ với hắn sư phụ ta trước nay vẫn am hiểu đánh người nhất khổng văn dở khóc dở cười lúc này mới ý thức được mình ngu xuẩn cỡ nào mà càng cảm thấy bản thân ngu xuẩn chính là năm huynh đệ tôn mộc sau khi rời khỏi ma thiên các năm huynh đệ tôn mộc đến bí ẩn chi địa đoạn thời gian này đạt được không ít tài nguyên bọn hắn thậm chí còn cười nói ở lại ma thiên các không chỉ không thu hoạch được gì mà còn phải cúi đầu trước người khác nay nhìn vị lão nhân tiên phong đạo cốt tung ra một trưởng đã dọa chú yếm chạy chối chết tự tin của mấy người đều tan thành mây khói là lục các chủ hình như vậy bỏ chữ hình như đi hình như các chủ lại mạnh hơn rồi đã bảo bỏ chữ hình như đi chú yếm đáp xuống giữa hai tòa sơn phong há mồm thở ra một ngụm chọc khí rồi ngẩng đầu nhìn lão nhân, trong lòng không khỏi sợ hãi nhân loại. Cường đại đột nhiên nó chụp lấy một tòa sơn phong, nhắc lên rồi ném về phía lục châu đám người xung quanh nhìn không rời mắt. Nếu bị ngọn sơn phong đâm trúng, lão nhân không chết cũng phải trọng thương lục châu không tránh né mà lấy vị danh kiếm ra, ném về phía trước vị danh kiếm, ngưng tụ ra tia kiếm cương dài trăm trượng nghênh đón sơn phong phanh. Ngọn sơn phong bị chém làm đôi, vị danh kiếm mang theo lực lượng thiên tướng, tiếp tục tiến về phía trước kim sắc kiếm cương nhanh như, hiểm điện xuất hiện trước mặt chủ yếm xoẹt kiếm cương xuyên thủng lồng ngực nó tiếng va chạm tiếng gào thét và chấn động lập tức im bặt kim liên giới từ khi nào lại có cao thủ bậc này gần đến tu vi chân nhân rồi chẳng lẽ không phải chân nhân 17 mệnh cách và 18 mệnh cách khác nhau ở mệnh quan sau khi vượt ba mệnh quan cường giả sẽ nắm giữ đạo lực lượng ta không nhìn thấy đạo lực lượng trên người lão nhân này đạo lực lượng là cái gì có người thỉnh giáo nhân pháp địa địa pháp thiên thiên pháp đạo đạo pháp tự nhiên nói thẳng ra chính là tu hành giả bình thường dùng đan điền khí hải ngưng khí thành cương, sử dụng lực lượng của bản thân, còn chân nhân dùng lực lượng giữa thiên địa vũ trụ nói như, ngươi thì chẳng phải chân nhân chính là vô địch rồi. Đương nhiên không phải con đường tu hành vốn là nghịch thiên, thiên địa có ràng buộc là để trói chân nhân loại người kia tiếp tục nói hầy. Nói thì nói vậy nhưng nhân loại và hung thú đã đấu nhau nhiều năm, vẫn luôn rơi vào thế hạ phong đám người không nghị luận nữa, mà nhìn về phía Chu Yếm đang bị một tia kiếm cương cắm ở giữa ngực Chu Yếm, cúi đầu nhìn ngực mình đang chảy máu tươi cuồn cuộn. cuộn miệng há ra rồi ngậm lại lục châu thu hồi kiếm cương nó lảo đảo lui về sau khi mọi người nghĩ chu yếm hẳn phải chết không thể nghi ngờ nó đột ngột vọt lên nhảy vào trong hắc vụ toàn thân đầy máu tươi gào thét phóng xuống lục châu lục châu khẽ nhíu mày vừa rồi một kiếm kia đã đâm trúng chỗ yếu hại trên người nó lý ra phải ngã xuống không ngờ nó lại có thể dồn sức đánh thêm một lần chu yếm không hề có ý chạy trốn nó muốn đồng quy vu tận băng phong lục châu phóng thích lực lượng mệnh cách của lục ngô Chu Yếm lập tức bị băng phong, tốc độ giảm mạnh hư ảnh Lục Châu lóe lên, xuất hiện trên bầu trời lực thiên quân phiền lung ấn bay ra ẩn vào trong hắc vụ, đến khi ập xuống mới hiện ra trong tầm mắt mọi người, khổng lồ đến mức ai nấy đều phải giật mình kêu lên ẩm. Đến cơ hội chạm vào Lục Châu cũng không có, Chu Yếm hoàn toàn không còn động tĩnh lát sau, nó đoạn khí bỏ mình đám huynh đệ tôn mộc sắc mặt cứng ngắc, cổ họng như kẹt vật gì đó, không thể thốt ra lời Lục Châu thu hồi phiền lung ấn, không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người lấy mệnh cách chi tâm vâng ngu thượng nhung bay lướt tới trường sinh kiếm thoát ẩn thoát hiện chém vào người chu yếm lát sau lấy ra hai khối mệnh cách chi tâm sư phụ có hai viên ngu thượng nhung nói lục châu gật đầu chẳng trách vừa rồi chu yếm lại còn lực công kích thêm lần nữa cũng may nó chỉ là thú vương nếu tiến hóa thành thú hoàng thì sẽ khó đối phó hơn nhiều ngu thượng nhung đưa mệnh cách chi tâm cho minh thế nhân đúng lúc này trong hắc sắc mê vụ có hai thân ảnh xuất hiện sau lưng bọn hắn đều đeo một thanh kiếm trên đầu có múi tóc, thân mặc đạo bào 49 kiếm khách Bắc Vực Sơn. Lục Châu ngẩng đầu nhìn qua đám người ngừng thở, thầm hô một tiếng không ổn đại lão đến cướp bảo vật sao. Loại sự tình này vô cùng phổ biến, trong bí ẩn chi địa tu hành giả cường đại có thể sử dụng đủ loại thủ đoạn hèn hạ, để thu hoạch thứ mình muốn, kể cả cướp bóc cho dù là, cao thủ danh chấn khắp trời Nam đất Bắc cũng không ngoại lệ, chỉ cần giết sạch người chứng kiến. Để diệt khẩu là được thật vất vả mới thở vào được một hơi, nhưng giờ không khí lại trở nên khẩn trương lần nữa ta là Nguyên Lang, một trong 49 kiếm khách Bắc Vực Sơn xin hỏi là, vị cao nhân nào đã đánh giết chú yếm? Nguyên Lang lên tiếng hỏi không ai đáp lời hắn Lục Châu cũng lười trả lời, phát tay xoay người, bay về phía Bạch Trạch xin hỏi là vị cao nhân nào đã đánh giết chú yếm? Nguyên Lang cao giọng hỏi lại đám tu hành giả xung quanh đều chỉ là người quan chiến, Lục Châu không mở miệng, bọn hắn cũng không dám tùy tiện trả lời một khi xác nhận, đám kiếm khách Bắc Vực Sơn cản đường cướp bóc, vậy chẳng khác nào tự mình tìm đường chết hai tên kiếm khách rốt cuộc cũng phát cáo lại cao giọng hô mời tiền bối đánh giết chủ yếm ra gặp một lần em thanh hùng hậu hữu lực ẩn chứa nguyên khí cường đại và lực lượng áp bách dù bọn hắn dùng từ lễ phép nhưng trong xương cốt lại tản ra cảm giác ưu việt hơn người khác trong giọng nói kia rõ ràng mang theo ý ra lệnh lục châu không thèm để ý ngươi hỏi lão phu phải đáp lời mặt mũi lão phu để ở chỗ nào trở lại trên lưng bạch trạch lục châu vất tay áo ra lệnh tiếp tục bay về hướng Bắc Vân Ngu Thượng Nhung và Vu Chính Hải, bay trở về đoàn đội bốn huynh đệ Khổng Văn theo sát phía sau Bạch Trạch, còn chưa kịp di động, Lục Châu bỗng nước mắt nhìn xuống, trầm giọng nói, Tôn Mộc chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Toàn thân năm người Tôn Mộc run lên, vội vàng khom người nói, "Các, các chủ chuyện của các ngươi, từ Vô Nhai đã báo cáo với lão phu năm người sợ hãi, lập tức quỳ xuống đồng thanh nói, "Các chủ thứ tội." Đám tu hành giả mộng bức nhìn một màn trước mắt Khổng Văn, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn Lục Châu, rốt cuộc nghĩ tới một vấn đề. Lão nhân này rốt cuộc là ai? Lục Châu lắc đầu nói, các ngươi cũng xứng. Không xứng ít năm ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Tôn Mộc vẫn không phục. Năm huynh đệ chúng ta sau khi vào các, đều rảnh rỗi không có việc gì hiện tượng mất cân bằng xuất hiện. Thất tiên sinh không chịu hành động, chúng ta không cách nào tán đồng cách làm của hắn. Nên tự mình đến bí ẩn chi địa xin các chủ minh giám Lục Châu lắc đầu nói. Còn nhớ hôm đó các ngươi từng hứa gì với Lão Phu? Những lời lúc đó đã thành gió thoảng bên tai hiện tại, dù nói gì cũng chỉ là xảo biện minh thế nhân thản nhiên cười nói, phản bội ma thiên các mà các ngươi cũng có thể nói đến vô tội như vậy, ta đúng là bội phục các ngươi phản bội. Đám tu hành giả xung quanh nghe vậy đều kinh ngạc mặc kệ là ở chỗ nào, kẻ phản bội đều không được tha thứ, dù là trong gia đình nhỏ, trong tông môn lớn, hoặc toàn bộ thiên hạ, ai cũng đều coi khinh loại người này, lời này ta không tán đồng ta, cũng không tán đồng đại tài sao có thể tiểu dụng. Năm huynh đệ chúng ta chỉ muốn phát huy năng lực của mình Thôi đúng X2 đúng lúc này, Nguyên Lang trên bầu trời đã nhận ra tình huống bên phía Lục Châu hắn, cảm nhận được sự cung kính của những người xung quanh, chỉ có đám người này là chẳng thèm quan tâm đến mình Nguyên Lang hừ một tiếng, cùng tên đồng bọn từ trên trời lao vọt xuống ta đang hỏi chuyện, nhanh chóng đáp lời. Đám tu hành giả thấy vậy, không khỏi lắc đầu rốt cuộc vẫn xảy ra mâu thuẫn trong chớp mắt, hai người đã tiến đến cách Lục Châu mấy thước, định dùng cương khí đánh lui đối phương Lục Châu không thèm nhìn đến bọn hắn, trên người đột nhiên bộc phát kim sắc cương khí miệng còn hôi sữa cút em như kinh lôi, lực như đại hải nguyên lang cùng đồng bọn lập tức bị chấn bay, khí huyết cuồn cuộn, đan điền khí hải bị chấn động kịch liệt, nếu đối phương dùng nhiều lực lượng hơn một chút, bọn hắn ắt bị trọng thương hai người bay ngược, ra sau 50 mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình, toàn bộ ngạo khí và cảm giác ưu việt đều biến mất không còn sót lại chút gì nguyên lang, kinh ngạc hít sâu một hơi, thu hồi thái độ ngạo mạn, khom người nói với Lục Châu, Tần chân nhân mời tiền bối đến gặp một lần Lục Châu vẫn không thèm để ý đến hai người mà nhìn năm huynh đệ tôn mộc nguyên lang có chút khó chịu, bè nói tiếp, tiến về phía bắc có đại kỳ ngộ, chân nhân rất có thành ý muốn mời tiền bối Lục Châu, vẫn không để ý năm người Tôn Mộc Lăng không quỷ bái, tư thế không tốt đẹp gì, thân thể bắt đầu run run, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng rõ ràng các chủ chẳng thèm để tần chân nhân, vào mắt minh thế nhân, xoay người nói với hai tên kiếm khách Bắc vực Sơn, thành ý đâu? Việc này, nếu thật sự có thành ý thì bảo chân nhân của các ngươi tự mình đến đây, tỏ thái độ ghê tởm đó với ai vậy? con chó con mèo nào cũng có thể đối thoại với gia sư hay sao người nghĩ nhiều rồi minh thế nhân không hề nể mặt nói mặt nguyên lang đỏ tới mang tai trong lòng đám người không khỏi cả kinh lão nhân kia hình như không phải chân nhân sao khẩu khí lại lớn như vậy nguyên lang khom người đáp tần chân nhân có việc quan trọng níu chân nếu không chân nhân nhất định tự mình đến mời tiền bối trách ta vừa rồi quá đường đột mạo phạm tiền bối đừng nói nhảm nữa sư phụ ta cũng đang vội nên làm gì thì làm nấy đi minh thế nhân nói dựa vào cái gì chỉ mình ngươi được bận người khác thì rảnh rỗi à? Nguyên Lang bị Minh Thế Nhân nói đến á khẩu không thể trả lời, lát sau mới mở miệng nói, vãn bối hiểu rồi, vãn bối sẽ không quấy dày tiền bối nữa, cáo từ hai người ôm ngực, chật vật rời đi đám người, cứ thế mà đi à? Đó là kiếm khách Bắc Vực Sơn nha. Một giây trước còn ngạo mạn như vậy, một giây sau đã thành khúm núm. Vị lão nhân này là thần thánh phương nào? Bốn huynh đệ khổng văn nuốt nước miếng, miệng nó không cẩn thận ôm nhầm bắp đùi vàng rồi sao? trước đó ta còn đòi bắp đùi vàng nghe mình chỉ huy điên mất rồi nguyên lang và đồng bọn bay đi thật xa mới dừng lại ho khan kịch liệt ngươi sao rồi ta không sao nguyên lang vuốt ngực ổn định lại khí huyết người này lại dám không để chân nhân vào mắt thật là to gan đồng bọn tức giận nói đây là cao thủ nguyên lang bất đắc dĩ nói huống hồ gì các vị chân nhân đều bay về phương bắc nói không chừng lát nữa sẽ đụng độ thôi chúng ta tránh voi chẳng xấu mặt nào lão đầu này cũng là chân nhân cảm giác không giống nhưng âm công của hắn phi thường cường đại cực kỳ hiếm thấy có khi là chân nhân ẩn tàng cũng không chừng chúng ta tụ hợp về chỗ chân nhân trước đã lão tặc diệp chính hẳn là sắp đến rồi được hai người không dám chậm trễ lao nhanh vào trong hắc vụ lục châu vừa vuốt râu vừa nhìn năm người tôn mộc thản nhiên nói các ngươi có biết lão phu hận nhất là gì không năm người lắc đầu phản bội tôn mộc cúi đầu xuống nói chúng ta không hề có ý phản bội ma thiên các mong các chủ minh dám chúng ta chỉ muốn đến bí ẩn chi địa thử thời vận thôi mà vu chính hải hừ lạnh nói Bất kỳ địa phương nào cũng có quy củ Ma Thiên Các có quy củ của Ma Thiên Các mà các ngươi lại dám chạm vào danh giới. Vừa rồi các ngươi nói là đại tài tiểu dụng, có phải không? Năm người không rõ vì sao Vu Chính Hải lại hỏi như vậy, chỉ bằng các ngươi mà cũng dám tự xưng là đại tài. Năm người không dám nói lời nào, trong nội tâm dù không phục cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đúng lúc này, Vu Chính Hải bỗng lách mình bay tới Đại Huyền Thiên trưởng, một đạo trưởng ấn đánh về phía năm người, năm người cực kỳ hoảng sợ, vội đưa tay chống đỡ ầm. Cả năm huynh đệ đều bay ngược ra sau, không dám đánh trả Vu Chính Hải nói, "Đại tài, buồn cười tới cực điểm chỉ một trưởng của ta cũng không đỡ nổi, còn dám mơ tưởng xưng mình là đại tài." Hắn lại đánh ra một trưởng ấn năm người vội vàng thi triển vu thuật, ném ra năm vòng sáng tử sắc để kháng trụ trưởng ấn khi năm vòng tròn tử sắc chạm vào người Vu Chính Hải, uy lực đột nhiên tiêu tán hơn phân nửa, phần còn lại đều bị cương khí hộ thể của Vu Chính Hải đánh tan trưởng ấn vọt tới đập vào năm người oanh. Năm huynh đệ Tôn Mộc Lăng không lùi lại, khí huyết cuồn cuộn, hai tay run lên. Vu Chính Hải nói, quá yếu năm người ngỡ ngàng đại tiên sinh ma thiên các sao lại mạnh như vậy. Ta cũng thử xem một đạo tàn ảnh từ hậu phương bay tới, lấp lóe xuất hiện trước mặt năm người, trường kiếm huy động vù vù, kiếm cương bắn ra đầy trời năm người giật mình lui lại, song trường hợp nhất tạo thành một vòng tròn màu tím phủ đầy đại địa, tử khí bốc lên ngu thượng nhung. Không hề cố kỵ tiến vào bên trong vòng tròn chiêm kim lập tức nói, bày trận. Năm người cấp tốc dệt thành trận pháp vu thuật, tử sắc quang mang lập lòe kiếm quang trợt hiện, ngu thượng nhung, dùng tốc độ cực hạn xuyên qua giữa năm người kim hoàn theo sát phía sau một giây sau, ngu thượng nhung trở về chỗ cũ, trường kiếm cha vào vỏ. Năm huynh đệ tôn mộc, chẳng hiểu ra sao rắc vòng tròn vu thuật dưới chân đột nhiên vỡ vụn, từng đạo kim sắc lợi nhận bay trở về, sau lưng ngu thượng nhung lúc này năm người mới nhận ra quần áo, trên thân đã bị lợi nhận phá nát trong ấn tượng của bọn hắn, ngu thượng nhung chỉ là một kiếm khách nguyên thần cảnh chẳng phải cao thủ gì quan niệm cố hữu của bọn hắn luôn cho rằng Bách kiếp động minh có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là bách kiếp động minh, không có khả năng thắng được thiên giới bà Sa, nhưng sự thật lại tát cho bọn hắn một bạt tai ngu thượng nhung, không chỉ nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn, còn đánh bại tự tôn và thể diện của cả năm người vu thuật, chẳng có chút tác dụng gì vừa rồi lực lượng cường đại khi hai người chiến đấu, với chu yểm không phải là ảo giác. Go go go! Cùng kỳ bỗng sủa vang minh thế nhân nhàm chán vỗ đầu cùng kỳ nói, không thú vị chấp bọn hắn bày đại trận vu thuật sẵn, cũng không phải là đối thủ của ta ta không thích bắt nạt gà con lời này hắn nói rất thật lòng về phần người khác có tin hay không thì minh thế nhân không quan tâm gâu 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 cùng kỳ vẫy đuôi tán đồng sắc mặt năm huynh đệ tôn mộc vô cùng phức tạp lúc này nhan chân lạc và lục ly cũng bước ra chắp tay nói xin thỉnh giáo hai người rất thẳng thắn trực tiếp gọi ra tinh bàn tinh bàn sáu mệnh cách của nhan chân lạc nở rộ giữa không trung tinh bàn của lục ly tuy chưa hoàn toàn khôi phục nhưng cũng hiện ra năm mệnh cách rất rõ ràng đây con ngươi năm người co rụt lại người, cũng lúng túng không kém là bốn huynh đệ khổng văn miệng, nó thật là càng lúc càng xấu hổ hóa ra người ta nói chẳng sai, tác dụng của mình chỉ là giúp đỡ truy tung mà thôi, những việc khác không cần động tay năm huynh đệ tôn mộc, cảm giác gương mặt nóng rát tựa như bị người ta tát tai không ngừng vốn tưởng rằng, ngoài các chủ gia, năm người bọn hắn là mạnh nhất hóa ra hoàn toàn không phải như thế ma thiên cát, sao lại mạnh như vậy? Mạnh đến không có đạo lý bọn hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía hai nha đầu cưỡi, trên lưng bạch trạch tiểu diên nhi lập tức lấy phạm thiên lăng ra chống nạnh nói sư huynh bọn hắn nhìn ta kìa ta muốn đập bọn hắn một trận minh thế nhân lắc đầu nói ách sư muội bất giận chỉ nhìn một cái thôi mà ta cảm giác bọn hắn không phục 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 mà tôn mộc lập tức nói chúng ta cũng phục ích bốn đến sư huynh cường đại còn phải lấy lòng nàng xem ra chính là tiểu tổ tông bọn hắn mà dám gây hấn chính là tự tìm đường chết năm người lại lăng không quỳ xuống các chủ xin ngài tha thứ năm huynh đệ chúng ta nguyện ý trở về ma thiên các sau này thề sống chết tuân thủ quy củ ma thiên các tôn mộc lớn tiếng nói lục châu lắc đầu ngươi cho rằng ma thiên các là địa phương nào nói tới là tới nói đi là đi năm người sửng sốt lục châu xoay người nhảy lên lưng bạch trạch nói chiếu theo quy củ ma thiên các kẻ phản bội nhẹ thì tu vi mất hết nặng thì giết chết không tha vu chính hải ngu thượng nhung và minh thế nhân không khỏi nhìn nhau quy củ đặt ra hồi nào thế Toàn thân năm người Tôn Mộc run rẩy, hai mắt trợn trừng Vu Chính Hải Lục Châu, gọi có đồ nhi phế tu vi bọn hắn đồ nhi tuân mệnh Tôn Mộc, vội vàng dập đầu nói, "Các chủ thứ tội, các chủ thứ tội, năm huynh đệ ta biết mình phạm sai lầm lớn, mong các chủ khai ân." Tiểu Diên nhi nói, "Vậy không được, nếu tha cho các ngươi, về sau ai cũng đòi bỏ chạy thì biết làm sao? Sư phụ ta có nỗi khổ tâm nha." Tôn Mộc đành tiếp tục cầu tình, "Ta nguyện ý lấy công chuộc tội, xin các chủ cho ta một cơ hội lấy công chuộc tội." Lục Châu mở miệng hỏi Nam huynh đệ chúng ta đã từng đi qua một thung lũng, ở bắc bộ cách nơi đây 300 dặm chỗ đó, hẳn là có huyền vi khoáng thạch Tôn Mộc nói huyền vi khoáng thạch. Minh Thế Nhân cấp tốc vung tay áo cưng ấn bay ra bao trùm lấy đám người việc này, để người khác nghe được thì không hay chính là huyền vi, khoáng thạch huynh đệ chúng ta lúc đi ngang đã phát hiện ra Tôn Mộc, nói vì sao các ngươi không đào khoáng. Minh Thế Nhân hỏi lúc đó xung quanh có khá nhiều tu hành giả, thất phu vô tội, hoài bích có tội cho nên, các ngươi muốn đợi đến khi người khác rời đi hết mới đào khoáng? Đáng tiếc, các ngươi thông minh không đúng chỗ, chỉ cần vào Ma Thiên Các thì căn bản không cần lo lắng chuyện tài nguyên và vũ khí, thậm chí còn được ban cho công pháp thượng thừa năm người đã hối hận đến xanh cả ruột lục châu lạnh nhạt nói, từ nay về sau, các ngươi không còn liên quan đến Ma Thiên Các nữa, sống hay chết cũng mặc kệ cút đi Tôn Mộc, thở dài một tiếng, mang theo bốn huynh đệ rời đi tiểu Diên Nhi bỗng nghi hoặc hỏi, sư phụ, người không sợ bọn họ nói dối sao? là thật hay giả thì đến xem sẽ biết ngay lục châu đáp nếu là giả thì chúng ta biết đi đâu để tìm năm tên phản đồ này tiểu diên nhi hỏi ngươi có kiến giải gì mặc kệ thật giả trước cứ phế tu vi bọn hắn đi đã vừa giữ đúng quy củ ma thiên cát vừa lấy được huyền vi thạch ừm đồ nhi cảm thấy biện pháp này tốt thật sự tiểu diên nhi gật gù nói lục châu vuốt dấu liếc nhìn minh thế nhân tiểu diên nhi biết cân nhắc lợi hại thì tốt nhưng còn chưa đủ minh thế nhân hiểu ý nói cửu sư muội nói rất đúng thân ảnh năm người tôn mộc thoáng lay động trên không trung suýt nữa đã rơi xuống lục châu nói lên đường vâng lúc này khổng văn lúng túng đi tới nói lão lão tiên sinh vậy chúng ta có thể đi theo ngài không miệng nó đây chính là siêu cấp đại lão nha cho dù không được chia cho cái gì thì cũng được mở rộng tầm mắt đây là chuyện may khó gặp trong đời lục châu quay đầu nhìn khổng văn vuốt dâu nói tìm được huyền vi khoáng thạch lão phu sẽ không bạc đãi ngươi nghe vậy khổng văn vui mừng quá đỗi lập tức không người khí phách nói xin lão tiên sinh yên tâm, vãn bối nhất định sẽ dốc hết toàn lực vì ngài, mà ra sức lục châu không nói thêm nữa, điều khiển bạch trạch bay, về phía tây bắc đám người nhanh chóng theo sau các tu hành giả quan chiến, đưa mắt nhìn nhau người bị thương, thì lên đường hồi phủ, chỉ có một số ít tu hành giả to gan mới dám đi, về phía tây bắc đám tu hành giả còn lại bay, tới bên thi thể chủ yếm, bắt đầu thu thập những tài liệu có giá trị, trên người nó hoàn cảnh càng lúc càng ác liệt trong lúc phi hành lục châu không thể không gọi ra cương khí bảo vệ bạch trạch tiểu diên nhi và hải loa sư phụ vì sao không bắt đám người tôn mộc dẫn đường cho chúng ta hải loa nghi hoặc hỏi khổng văn cười nói ta cảm thấy lão tiên sinh làm rất đúng năm người này đều có mục đích riêng mang theo bọn hắn không chỉ vướng chân vướng tay mà còn có khả năng gặp trở ngại tại khu vực thung lũng 49 kiếm khách xuất hiện người của diệp chân nhân cũng sẽ đến phi hành một ngày một đêm rốt cuộc đám người cũng đến thung lũng toàn bộ khu vực này đều được sơn mạch vây quanh ở giữa là thung lũng với những cây cổ thụ cao chọc trời, mê vụ lượn lờ bốn phía nơi này, chỉ có những tu hành giả có nhiều kinh nghiệm mới dám tiến vào. Trong thung lũng có khả năng ẩn tàng hung thú cường đại. "Lão tiên sinh, lần này xin để mấy huynh đệ chúng ta biểu diễn một chút khổng văn." Nói Minh Thế Nhân hăng hái nói. "Vậy trông cậy vào các ngươi yên tâm bốn huynh đệ tự tin bay đến biên giới thung lũng." Khổng Văn lấy ra gần trăm tấm phù chỉ, lão nhị Khổng Vũ bắt đầu vẽ ra trận pháp, không bao lâu sau đã hoàn thành bốn huynh đệ khổng văn truyền nguyên khí vào trận đường vân, trong trận sáng lên tỏa quang mang chói mắt trận pháp này có tác dụng định vị mỏ huyền vi, khoáng thạch bên trong huyền vi khoáng thạch có một loại năng lượng đặc thù, một khi ấn phù đến gần sẽ vỡ vụn ra như bông tuyết quả nhiên, những ấn phù kia tản ra bốn phương tám hướng như đom đóm, lao về phía thung lũng xương trắng ngăn trở tầm mắt lão tứ nói, bình thường nơi này sẽ không có xương trắng, ta hoài nghi đám người tôn mộc đã sử dụng vu thuật bao trùm nơi này việc này, đơn giản thôi vu chính hải nói, tung người bay lên phía trên thung lũng bích ngọc đao lượn vòng bay ra lấy bích ngọc đao làm trung tâm huyền thiên tinh mang xạ kích cương ấn ra tứ phía như đại phong sa, cây cối trong phương viên mấy ngàn mét đều bị chém ngang không có rừng cây bảo hộ cuồng phong thổi tới khiến xương trắng dần dần tiêu tán khổng văn gật đầu nói thủ đoạn thật hay truy tung ấn phù nhanh chóng lan tràn khắp thung lũng tại một hẻm núi trên góc phía bắc đom đóm vỡ tan như bông tuyết tìm được rồi thật sự có huyền vi khoáng thạch đám người lập tức bay về phía hẻm núi hẳn là ở chỗ này khổng văn nói huyền vi khoáng thạch cực kỳ thưa thớt nhặt được một khối đã là may mắn để ta đào lên khổng văn liên tục đánh ra mấy đạo cương ấn mặt đất run lên cự thạch nứt toác một đạo quang hoa hiện lên trong khe đá xuất hiện một khối huyền vi khoáng thạch lấp lánh trông như một quả trứng gà kẹt trong khối đá quả nhiên là huyền vi thạch khổng văn mừng rỡ nói hắn cẩn thận đào khoáng thạch ra nâng niu như là trứng vỡ tốn khoảng nửa canh giờ rốt cuộc một khối huyền vi khoáng thạch to bằng nắm tay xuất hiện trước mắt mọi người vận khí quá tốt một khối khoáng thạch này có thể phân giải thành ba khối huyền vi thạch khổng văn kích động nói, đời này ta chưa từng nhìn thấy huyền vi thạch lớn đến thế khổng văn nâng khối huyền vi, khoáng thạch lên đưa cho lục châu mời. Lão tiên sinh nhìn xem lục châu hài lòng gật đầu cất kỹ khổng văn, đưa huyền vi khoáng thạch cho minh thế nhân bốn huynh đệ tuy rất ao ước, nhưng không dám nói một lời lục châu thản nhiên nói, lấy mệnh cách chi tâm, của chu yếm ra đây minh thế nhân ngoan ngoãn làm theo lục châu tiếp tục nói, lão phu biết huyền vi thạch cực kỳ quý giá, lão phu rất cần có nó nhưng đối với các ngươi mà nói, Viên mệnh cách chi tâm này càng có giá trị hơn lục châu vung tay, viên mệnh cách chi tâm bay về phía Khổng Văn, Khổng Văn vui mừng quá đỗi, lập tức quỳ một gối xuống nói, "Đa Tạ lão tiên sinh, chúng ta thụ sùng nhược kinh." Hắn nói rất thật lòng dựa vào thực lực của bọn hắn thì không cách nào đánh bại Chu Yểm, càng đừng nói tới giết nó để lấy mệnh cách chi tâm về phần Huyền Vi, Khoáng Thạch thì hoàn toàn nhờ ôm đùi đại lão mới được nhìn thấy Khổng Văn, hưng phấn cất kỹ viên mệnh cách chi tâm rồi nói, "Lão tiên sinh, ngài có dư phù chỉ không?" Nhan Trần Lạc nói, ta có hắn lấy ra mấy trăm tấm phù chỉ đưa cho khổng văn khổng văn gật đầu nói, thông thường những khu vực như thung lũng đều là nơi tuyệt hảo, cho thiên tài địa bảo sinh trưởng để ta giả soát một lượt truy cập halayzi.com, hoặc link mình để ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Mình thế nhân cười nói, không phải ngươi đã tìm được rồi đó sao? Vừa rồi là tìm kiếm huyền vi thạch, lần này ta sẽ tìm kiếm thảo dược mấy loại thiên tài địa bảo như huyền mệnh thảo, thiên hồn thảo, huyết sâm đều quý giá không thua gì huyền vi thạch khổng văn đáp đám người gật đầu bốn, huynh đệ khổng văn nhanh chóng vẽ phù chỉ, bày ra trận pháp khổng văn nói, các huynh đệ, lão tiên sinh tín nhiệm chúng ta, chúng ta không thể lười biếng tản ra tìm kiếm nào vâng lục châu nói, năm huynh đệ tôn mộc nhất định đã tìm kiếm một lượt, ngươi không sợ uổng phí sức lực. Khổng văn đáp, bọn hắn là vu sư, sử dụng vu thuật để tìm nơi này hẳn cũng đã bị nhiều người tìm qua một lần, tuy vậy huynh đệ chúng ta vẫn có phương pháp đặc thù riêng người khác có thể không tìm thấy nhưng biết đâu chúng ta lại thấy thì sao cho dù không tìm được cũng chẳng tổn thất gì ngươi là người thông minh lục châu khen ngợi đám người khổng văn tản ra bốn phía bắt đầu tìm kiếm toàn bộ thung lũng bị ấn phù đặc thù chiếm cứ khổng văn nhảy lên không trung cẩn thận quan sát xung quanh đúng lúc này một màn quỷ dị xuất hiện toàn bộ ấn phù truy tung nhanh chóng tụ lại một chỗ đám người kinh ngạc trợn mắt nhìn ngay lập tức tiến về phía đó ấn phù tựa như bị một loại lực lượng nào đó thu hút Lao vụt đi thật kỳ quái khổng văn nhíu mày đuổi theo Lục Châu, cũng điều khiển bạch trạch bay tới đám ấn phù vọt ra khỏi biên giới Thung Lũng, bay về trước có chuyện gì thế? Minh Thế Nhân hỏi ta cũng không biết, lần đầu tiên gặp phải cảnh này Khổng Văn nghi hoặc nói không lẽ thật sự có đồ tốt. Cũng chưa chắc Khổng Văn đáp, tình huống này không giống với lúc phát hiện thiên tài địa bảo. Ấn phù này chỉ khi gặp năng lượng đặc biệt mới vỡ ra như bông tuyết hiện tại. Có lẽ là gần đây có trận pháp hấp thu nguyên khí đám người đuổi theo ấn phù toàn bộ ấn phù truy tung đột ngột lao vọt xuống một vực sâu mọi người cẩn thận khổng văn nhắc nhở vực sâu đen ngòm không nhìn thấy đáy trông hệt như hắc thủy huyền động lục châu sử dụng lực lượng mệnh cách u minh lang vương phóng tầm mắt nhìn xuống đám ấn phù đang không ngừng vọt xuống đáy vực sâu tựa như có gì đó thu hút nó cảnh tượng vô cùng quỷ dị lục châu vung tay đánh ra một trường kim sắc trường ấn tỏa kim quang sáng rực từ trên trời giáng xuống tiến vào trong hắc ám dọi sáng cả vực sâu rét một tiếng kêu bén nhọn vang vọng đất trời xuất hiện từ trong vực sâu có đoàn hỏa quang phóng thẳng lên tận trời hỏa phượng. Khổng văn giật này mình thốt lên năng lượng nóng bỏng khiến đám người lùi, về sau khi hỏa quang phóng lên, tới bầu trời, ánh sáng đột nhiên tăng lên gấp trăm ngàn lần. Sải cánh giang rộng ra dài đến mấy trăm trượng bao trùm thiên không hắc vụ, trong bí ẩn chi địa bị hỏa phượng hoàng, dọi sáng như ban ngày. Không ngờ lại là hỏa phượng, hoàng. Khổng vũ kích động nói đám người lục châu cũng kinh ngạc không thôi lục ly thất thanh nói, thần điều hiện thế. Không biết là phúc hay họa, Nhan chân lạc cũng tán thán, không ngờ đời này ta lại được nhìn thấy thần điều hỏa phượng. Trước đây chỉ đọc thấy trong cổ tịch, thì ra hỏa phượng trông như thế này hỏa quang cháy rừng rực, chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng của nó trên đầu hỏa phượng có màu, cái đuôi dài bắn ra hỏa diễm hình thể của nó cực lớn, tản ra sóng nhiệt nóng hừng hực và quang mang rực rỡ, như mặt trời khiến người ta nhìn mà than thờ rác c -c -c -c. Hỏa phượng vỗ cánh Hỏa diễm xuất hiện đầy trời bắn ra tung tóe đám hung thú trên không trung đều bị hỏa diễm đâm xuyên thân thể, rơi là tà xuống đất né tránh. Lục Châu gọi ra cương khí hộ thể ngăn cản hỏa diễm hỏa phượng, mưu sát đám phi cầm xung quanh rồi bay về phương Bắc phàm là những nơi nó lướt qua, chim thú diệt tuyệt, hắc ám bị xua tan. Hỏa phượng dùng sức mình chiếu sáng không gian vạn mét xung quanh khổng văn lúng túng nói, lão, lão tiên sinh. Ta, ta không ngờ lại dẫn ra hỏa phượng xin lão tiên sinh thứ tội. Lục châu lắc đầu, không, người làm rất tốt được khích lệ. Khổng văn mộng bức nhìn lục châu lão tiên sinh, ngài ngài không phải đang định đánh hạ hỏa phượng đó chứ lục châu điều khiển bạch trạch hạ lệnh cùng lên đám người lập tức bay theo khổng văn sững sờ tại chỗ trong một khoảnh khắc không biết có nên đuổi theo hay không đại ca khổng vũ gọi khổng văn rốt cuộc đưa ra lựa chọn cương quyết nói là phúc thì không phải họa là họa thì không tránh khỏi cùng lên đám người cấp tốc lướt qua chân trời khi hỏa phượng nở rộ quang mang cũng là lúc nó bại lộ chính mình lục châu rất muốn dùng một đống thẻ một kích trí mạng để đánh giết nó nhưng đây là hỏa phượng hỏa phượng có một loại năng lực đặc thù Dục hỏa niết bàn trọng sinh sống lại nó còn có một biệt danh là bất tử điểu nó là cấp bậc gì? Lục Châu hỏi truyền thuyết nói rằng hỏa phượng là thánh thú của Thái hư từ thời thượng cổ về sau không biết vì nguyên nhân gì nó ẩn nấp trong bí ẩn chi địa nhìn tình hình này có vẻ nó đã bị giáng cấp không ít nhưng ít nhất cũng là thú hoàng khổng văn cố ức chế tâm tình kích động nói đây chính là nguyên nhân các chân nhân đều chạy tới phía bắc. Lục Châu hỏi trong thời kỳ đỉnh phong. Hỏa Phượng là một trong những hung thú có đẳng cấp cao quý nhất mỗi khi nhất bàn đều là, thời kỳ suy yếu nhất của nó thừa dịp nó còn là thú hoàng, không vị chân nhân nào là không muốn lấy được mệnh cách chi tâm của nó hàng năm, tứ đại chân nhân đều phái người đi tìm thú hoàng, nhưng bí ẩn chi địa quá lớn, thú hoàng lại thích ẩn trốn trong khu vực trung tâm, trí tuệ cũng rất cao lần này hiện tượng mất cân bằng xuất hiện, các vị chân nhân tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội nhan chân lạc lo lắng nói, các chủ, mục tiêu quá dễ thấy, chúng ta có tiếp tục truy đuổi không? Tiếp tục Lục Châu quả quyết nói một con hỏa phượng này, có trăm khối huyền vi thạch cũng không thể so sánh nổi sao Lục Châu có thể bỏ qua. Nửa canh giờ trôi qua hỏa phượng từ từ bay thấp rồi đáp xuống một khe núi cực lớn nằm giữa hai tòa sơn phong, sau đó hỏa quang biến mất khi Lục Châu chuẩn bị đến gần, phía chân trời bỗng xuất hiện từng đoàn tu hành giả lao vọt tới 49 kiếm khách đến, rồi Khổng Văn nhắc nhở 49 tên kiếm khách nghiêm chỉnh bay theo trận hình, cấp tốc lướt tới khe núi, bao vây hai tòa sơn phong không chỉ có bọn hắn tu hành giả từ bốn phương tám hướng nhanh chóng ùa tới, vây kín nơi này Lục Châu xoay người nhìn một lượt, thông tin của tất cả tu hành giả đều hiện ra, trong mắt hắn phát hiện nơi này có không ít thiên giới bà Sa Hắc Liên, chưa tới trăm người đến từ Hồng Liên nhưng rất yếu, cũng có tu hành giả Bạch Liên, một số ít đến từ Tử Liên, hơn phân nửa còn lại là người thanh liên bách kiếp động minh, tới đây cũng chỉ nhặt được đồ bỏ. Dù là, ở đâu cũng có rất nhiều kẻ không sợ chết đám người bắt đầu nghị luận ẩm ý, Người một câu ta một câu 49 kiếm khách lăng không đứng trên khe núi, thỉnh thoảng lại phái người hạ xuống quan sát, dường như đang bày trận bọn hắn chẳng thèm chú ý, đến đám tu hành giả đang xem náo nhiệt trong bí ẩn chi địa, nhân loại có thể vì một bảo bối nào đó, mà tranh đến ngươi chết ta sống trước khi địch nhân cường đại xuất hiện, dùng phương thức nhanh nhất để giải quyết mục tiêu rồi nhanh chóng rút lui mới là, vương đạo khổng văn bay tới bên cạnh lục châu, thấp giọng nói, lão tiên sinh, người đông, cẩn thận có trộm trộm. Bí ẩn chi địa luôn có những kẻ thừa dịp hỗn loạn mà dở trò trộm cắp khổng văn, Nói Minh Thế Nhân nói, yên tâm đi, nơi này có nhiều cao thủ, cùng kỳ không có ngu xuẩn như vậy gâu. Cùng kỳ vui vẻ vẫy đuôi, hưởng thụ lời tán dương của chủ nhân Khổng Văn nói, Hỏa Phượng hẳn là đang tìm chỗ kín đáo để nhất bàn Minh Thế Nhân hỏi, với đẳng cấp của Hỏa Phượng, hẳn là sẽ biết nói ngôn ngữ của nhân loại chứ. Khổng Văn lắc đầu đáp, ngược lại mới. Đúng, Hỏa Phượng tự xem mình là huyết thống cao quý, chúng nó khinh thường học tập ngôn ngữ của nhân loại không ngờ hung thú, cũng có cảm giác ưu việt và kỳ thị giai cấp con hỏa kê này, chảnh như vậy. Minh Thế Nhân kinh ngạc nói hỏa kê. Khổng văn xấu hổ dùng từ ngữ thô tục như vậy hình dung hỏa phượng tôn quý. Có phải hơi quá không? Đám tu hành giả xung quanh nhìn 49 kiếm khách đang bày trận, không ngừng nghị luận có chân nhân xuất thủ. Chúng ta chỉ có thể xem kịch nghe nói diệp chân nhân cũng đang chạy về phía này. Có khi lại sắp được chứng kiến chân nhân chiến đấu đây, không phải lần trước luận đạo ở Thanh Vân Sơn bọn hắn đã đánh một lần rồi sao? Bất phân thắng bại, đôi bên đều không phục nay thần điều hiện thế, tất phải dùng toàn lực chân nhân xuất hiện khiến đám người mất đi ý định tranh cướp, chỉ quan chiến xem kịch nếu may mắn, thì có thể nhặt được chút đồ tốt truyền thuyết nói rằng, lông hỏa phượng có thể dùng để chế tạo vũ khí đặc thù có năng lực phóng hỏa rét. Trong khe núi truyền ra âm thanh bén nhọn 49 kiếm khách ngừng động tác, đồng loạt quay đầu quan sát lục châu gọi, lão tứ có đồ nhí chiếu cố các sư muội cho tốt vâng minh thế nhân và cùng kỳ. Bay đến gần hai vị sư muội Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung vẫn đứng yên bất động, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước bốn huynh đệ Khổng Văn. Nhan Chân Lạc và Lục Ly đứng cùng một chỗ quả nhiên, động tĩnh trong khe núi càng lúc càng mãnh liệt một đạo ánh sáng đỏ rực bắn vọt lên không trung, như một hỏa cầu kéo theo chiếc đuôi dài, hỏa diễm nhanh chóng nở rộng ra mấy chục trượng hỏa phượng phóng tới chân trời, đôi cánh giang ra xoay một vòng 49 kiếm khách lập tức giãn ra, không dám đối kháng hỏa phượng xoay người, cuồng phong phần phật, trên không trung xuất hiện vô số hỏa diễm chút xuống như mưa nó muốn phát động tấn công. Đám tu hành giả giật mình kêu lên khi hỏa diễm đang chút xuống. Lục Châu chợt nghe được một tiếng răng rắc như kết băng, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện tất cả mọi người đều đứng yên bất động, như thời không bị dừng lại chỉ có Lục Châu là, không việc gì trong lòng Lục Châu khẽ động, đưa mắt nhìn quanh, rốt cuộc phát hiện một đạo nhân ảnh mặc trường bào, vừa xuất hiện phía trên 49 kiếm khách Tần Nhân Việt. Không gian đình chỉ vừa rồi là do hắn thi triển. Đám tu hành giả rất nhanh đã khôi phục như cũ, hoàn toàn không phát giác mình đã bị cỗ lực lượng đặc thù kia ảnh hưởng, ai nấy đều kinh ngạc nhìn về phía thân ảnh Tần Nhân Việt. Trên bầu trời trong mắt bọn hắn, tần nhân Việt đột ngột hiện ra giữa trời tần nhân Việt lạnh nhạt nói, người không có phận sự lui, lại 49 kiếm khách nhanh chóng đứng xung quanh tần nhân Việt là tần, chân nhân. Mấy ngàn tu hành giả rủ đến, từ phương nào cũng đều không người hành lễ đám tu hành giả thanh liên giới đồng thanh hô, lên, bái kiến tần chân nhân đây là lần đầu tiên lục châu, nhìn thấy chân nhân chân nhân vì sao mà cường đại. Rốt cuộc đạo lực lượng là gì? Nghe đồn hỏa phượng là thần điều bất tử, cứ cách một khoảng thời gian sẽ niết bàn trọng sinh một lần để tránh thoát thiên địa ràng buộc khe núi này hẳn là nơi nó niết bàn trọng sinh. Thời điểm trọng sinh chính là lúc hỏa phượng yếu ớt nhất ta, cũng là lần đầu tiên được thấy hỏa phượng trước đây chỉ đọc trong cổ tịch. Đáng tiếc nơi này có chân nhân, chúng ta chẳng thể làm được gì có một người quay đầu lại nói. Nói cứ như không có chân nhân thì ngươi có thể bắt được hỏa phượng vậy. Tất cả chúng ta đều chỉ có thể đứng nhìn thôi mấy ngàn tu hành giả đứng xem đều chỉ, vì muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ lục châu nhìn về phía tần nhân Việt. Tính danh, tần nhân Việt thân phận, nhân tộc đại cầm tu vi, thiên giới bà xa phần thông tin về tu vi đúng là vô dụng đến cực điểm đều là thiên giới bà xa nhưng cách biệt như ngày với đêm đó ha ha đúng lúc này nơi xa bỗng chuyển đến tiếng cười sang sảng tiếng cười như kinh lôi khiến mảng nhĩ đám người đau nhức không thôi từ phía tây nam có mấy chục tu hành giả đang bay lướt tới theo hình phương trận chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trên không trung khe núi tần nhân việt lão già nhà ngươi muốn ăn mảnh à có người nhận ra lập tức thốt lên là diệp chân nhân đám tu hành giả thanh liên giới lại không người hành lễ, bái kiến diệp chân nhân người vừa dẫn theo hơn 30 tu hành giả mặc nho bào bay tới chính là diệp chân nhân, diệp chính tần nhân việt lặng lẽ nói: diệp chính, ngươi đúng là âm hồn bất tán bí ẩn chi địa lớn như vậy, sao ngươi lại cứ phải tới đây? diệp chính lắc đầu cười, chỉ có ngươi được đến thôi à? ta không tranh với ngươi cách nơi này trăm dặm về phía tây bắc cũng có một con thú hoàng tặng cho ngươi ngươi mà có lòng tốt như vậy. diệp chính liếc mắt nhìn xuống bên dưới ánh mắt lục châu rời từ tần nhân Việt đến Diệp Chính nếu là một chân nhân thì còn dễ đối phó, nhưng nhoáng một cái đã có hai chân nhân xuất hiện thì khó xử rồi đây, hay là thử thời vận một phát xem sao. Chân nhân, cãi nhau cũng chả khác gì phàm phu tục tử, chỉ là chỗ đứng cao hơn khiến người khác muốn ăn dưa phải mỏi cổ hơn, mà thôi rút thưởng tinh, tiêu hao 50 điểm công đức, cảm ơn ký chủ đã tham gia rút thưởng, điểm may mắn cộng một lại xịt hắn đã tích lũy hơn 111 điểm may mắn, theo lý thuyết cũng nên chúng một lần mới phải vì sao càng lúc điểm may mắn càng phải tích cao hơn trước mới được trúng thưởng. Lục Châu lại rút thêm 5 lần, nhưng toàn xịt bèn từ bỏ rút thưởng trên bầu trời hơn 30 nho sinh đứng chỉnh tề. Sau lưng Diệp Chính Tần Nhân Việt nói, phía Bắc Đích thật có một con thú hoàng khác, nếu ngươi không tin có thể phái người đi xem Diệp Chính lắc đầu cười. Nếu thật có thú hoàng vậy ta tặng con đó cho ngươi, con này để cho ta, thấy thế nào? Mọi việc đều có quy củ trước sau Diệp Chính, ngươi muốn khai chiến với ta ở đây sao? Nói thật, Diệp Chính rất chán ghét Tần Nhân Việt, nhưng nếu thật sự có hai con thú hoàng thì chia mỗi người một con cũng tốt trên đời này, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng diệp chính cười nhạt một tiếng, đừng khẩn trương như vậy, ân oán giữa hai chúng ta tạm thời để sang một bên lần này, chúng ta cùng hợp tác bắt luôn hai con thú hoàng, thấy sao hả? Trong lòng tần nhân Việt thầm mắng một tiếng, lão hồ ly, nhưng ngoài mặt vẫn nói, được diệp chính hài lòng gật đầu, phất tay áo 36 nho sinh cấp tốc bay đi, xen lẫn vào đám người 49 kiếm khách một nho sinh trầm giọng nói, cảnh cáo người không liên quan mau rời khỏi đây. Đám tu hành giả lùi về sau một đoạn khổng văn thấp giọng nói, lão tiên sinh, lùi thôi nhưng Lục Châu vẫn đứng yên bất động, ngẩng đầu nhìn trời các đồ đệ cũng đứng yên tại chỗ chờ mệnh lệnh của sư phụ Z. Hỏa phượng đột nhiên phóng lên tận trời, đôi cánh dài mấy trăm trượng che khuất thiên mạc, quét ngang bầu trời sám xịt 36 nho sinh và 49 kiếm khách đồng loạt gọi, ra cương khí hộ thể, nhưng hỏa phượng dường như đang chờ đợi điều này, lập tức lướt qua đám người, toàn thân bay lượn một vòng phanh phanh phanh. 85 cao thủ bị chấn bay tứ tung như thiên nữ giải hoa, không ít người bị hỏa diễm thiêu đốt toàn thân, có người bị nó đánh trúng, phun máu thụ thương tần nhân Việt và Diệp Chính đồng thời bay lên cao hơn, không gian lại xuất hiện tình trạng đình trệ lục châu nhìn không rời mắt. Hắn phát hiện chỉ có tần nhân Việt và Diệp Chính có thể di động, những người khác đều giống như bị bấm nút dừng lại. Kéo dài trong khoảng hai hơi thở đương nhiên là ngoại trừ bản thân Lục Châu, ra khi hai chân nhân thi triển lực lượng đặc thù này, thân hình hỏa phượng dừng lại một chút hai người lập tức đánh ra trưởng ấn ngập trời công kính hai cánh hỏa phượng hỏa phượng, phát ra tiếng kêu bén nhọn, rơi trở lại trong khe núi hỏa diễm tản mát khắp nơi như cơn mưa lửa đỏ, rừng cây bị thiêu đốt, đại địa bốc cháy ngùn ngụt đám người ngừng thở, không dám chớp mắt quan sát thủ đoạn của chân nhân bảy trận diệp chính và tần nhân viện, đồng thời hạ lệnh 49 kiếm khách cùng 36 nho sinh, lập tức bay trở lại, điều chỉnh đội hình trở về vị trí cũ, ai nấy đều gọi ra tinh bản tinh bàn, phủ đầy bầu trời đêm tạo thành một vòng tròn khổng lồ tinh bàn của 49 kiếm khách nghiêng xuống khe núi tần nhân Việt thản nhiên nói, phóng thích 49 tinh bàn phát sáng, lực lượng mệnh cách toàn bộ bắn ra tạo thành lực lượng, hủy thiên diệt địa xuyên thủng cả khe núi hai tòa sơn phong ầm ầm sụp đổ hỏa phượng, phát ra tiếng rên rỉ, há mồm phun ra từng ngụm hỏa diễm tinh bàn, của 36 nho sinh gọi ra thiên cương hộ thể bao trùm không trung, tạo thành một quả cầu thanh sắc cực lớn ngăn trở hỏa diễm dập trời song phương, không ngừng đối chiến khổng văn nuốt một ngụm nước bọt nói, đây là lực lượng của nhân loại Đừng quên, đó là lực lượng của 85 người, trong khi hỏa phượng chỉ có một minh thế nhân nói ách. Cũng đúng hỏa phượng đúng là quá cường đại hai đại chân nhân vì sao không động thủ. Tiểu Diên nhi nghi hoặc hỏi lục ly suy nghĩ đến xuất thần. Chân nhân cường đại ở chỗ có thể sử dụng đạo lực lượng nhớ ngày đó, tổ tiên lục thị ta. Khụ khụ. Nhan chân lạc ho khan mấy tiếng lục ly lúc này mới phát hiện mình nhập thần quá sâu. Bèn sửa lời, chỉ là chân nhân, các chủ còn không để. Vào mắt 30.000 năm trước bọn hắn còn đang chơi bùn tiểu Diên nhi, gãi gãi đầu, nàng nghe không hiểu cái gì, logic của lục ly quá mức hỗn loạn rồi hỏa phượng vỗ cánh bay lượn, phóng về phía khu vực đám nho sinh và kiếm khách oanh. 85 người, và hai đại chân nhân đều bị đánh bay ra sau mấy chục mét xúc sinh. Bản tọa không phát uy, ngươi cho bản tọa là con mèo bệnh. Hư ảnh diệp chính lóe lên, xuất hiện bên ngoài quả cầu thanh sắc, song trường hợp nhất vũ khí, bội kiếm của đám người đang quan chiến đột nhiên rung động không ngừng. Nhanh chóng bị lực lượng đáng sợ của Diệp Chính hút tới chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Lục Châu thậm chí còn cảm nhận được vị danh kiếm có chút dao động, bèn lấy ý niệm áp chế giúp nó bình tĩnh lại, Ngô Thượng Nhung, Vu Chính Hải, Minh Thế Nhân, Tiểu Diên Nhi và Hải Loa đè tay lên vũ khí, không bị hút đi nhưng bốn huynh đệ Khổng Văn thì không may mắn như vậy, dù bọn hắn ấn lại cỡ nào, vũ khí vẫn bay lên hướng về phía Diệp Chính Lục Châu khẽ phất tay, một đạo cương khí mang theo chút lực lượng thiên tướng, bay tới giữ bốn thanh vũ khí lại bốn người vội vàng khom người nói, "Đa Tạ lão tiên sinh" vũ khí đầy trời đâm về phía hỏa phượng cơn mưa hỏa diễm đột nhiên gia tăng nhiệt độ gấp mấy lần đám vũ khí kia còn bay trên không trung đã bị nóng chảy gãy vỡ rơi đầy đất hư ảnh diệp chính lóe lên xuất hiện phía trên hỏa phượng thừa dịp nó đang phân tâm trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm đâm xuống xoẹt kiếm cương xuyên thủng cánh phải của hỏa phượng hỏa phượng bị đau điên cuồng vẫy chiếc cánh bị thương khiến diệp chính cũng đung đưa theo diệp chính không thể không thu hồi kiếm cương trở lại khu vực phòng ngự bên trong quả cầu thanh sắc đúng lúc này Hỏa Phượng lại xòe hai cánh, há miệng phun lửa hỏa diễm bạo phát. Tựa như núi lửa phun trào, hỏa diễm từ từ thôn vệ quả cầu thanh sắc, nhiệt độ cao càn quét ra phương viên vạn mét, hơi nước trong không khí đều bị sấy khô đám nhao sinh và kiếm khách vội vàng ra cố tầng phòng ngự, chống cự lại nhiệt độ cao đến cực hạn Lục Châu có năng lực chịu lửa của tranh thú, lại thêm mệnh quan thứ nhất được thông qua tại nơi cực hạn dung nham là Thiên Luân, sơn mạch nên hỏa diễm này không ảnh hưởng nhiều đến hắn, nhưng những người khác đều bị thiêu đốt đến khó thở Lục Châu gọi ra cương khí hộ thể bao phủ lấy bạch trạch đám tu hành giả quan chiến đã lùi ra xa nên không bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng đám nho sinh và kiếm khách lại khó chịu dị thường dưới lực lượng thiêu đốt của hỏa diễm có một số người đã lung lay sắp đổ chịu đựng có người cắn răng nói một khi thất thủ 85 người bọn hắn đều sẽ bị biển lửa thôn phệ hậu quả khó mà lường được tần nhân việt và diệp chính cẩn thận quan sát không dám hành động thiếu suy nghĩ thú hoàng vốn là tồn tại có thể sánh vai với chân nhân xúc sinh này không phải đang niết bàn sao vì cái gì lại lợi hại như vậy? Diệp Chính kinh ngạc nói tần nhân Việt cao mày đáp, người hỏi ta, ta hỏi ai? Diệp Chính liếc mắt nhìn hắn, chúng ta tốt nhất nên liên thủ đạo lực lượng trung quy vẫn có hạn tần nhân Việt, không để ý dưới loại tình cảnh này ai cũng có tính toán của riêng mình, người nào động thủ trước, đều có thể bị đối phương chiếm tiện nghi phốc trong 36 nho sinh, có một người đột nhiên thổ huyết không chịu nổi nhiệt độ cao thiêu đốt, tinh bàn của hắn biến mất quả cầu thanh sắc, lập tức xuất hiện lỗ hồng hỏa diễm thừa dịp sông vào oanh. Sắc mặt Diệp Chính khẽ biến lập tức lách mình đến trước ngọn lửa, gọi ra tinh bàn, để ngăn trở toàn bộ hỏa diễm xâm nhập nho sinh bị thương kia vừa rơi xuống, chỉ trong khoảnh khắc đã bị hỏa diễm bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên cùng lúc với pháp thân thiên giới bà sa, không ngừng xuất hiện rồi biến mất rốt cuộc hắn rơi xuống đất đánh ầm một tiếng, hóa thành một cỗ thi thể cháy đen mặc kệ hắn có bao nhiêu mệnh cách, một khi bị hỏa diễm vây lấy thì chờ đợi hắn chỉ có tử vong tần nhân việt. Diệp Chính quay đầu, nghiêm nghị nói Tần Nhân Việt nhún người nhảy lên, gọi ra tinh bàn chiếu dọi bầu trời đêm. 18 đạo mệnh cách phát sáng lục ly nhìn mà tán thán, nghe nói vượt qua tam mệnh quan có thể tranh phong với thiên địa, không biết thực hư thế nào. Tranh phong với thiên địa? Lục Châu nghi hoặc hỏi ta cũng chỉ là nghe nói, không dám xác định cổ nhân nói thiên lôi đánh xuống là trừng phạt ác nhân, nhưng trên thực tế, rất nhiều người không biết khi thiên lôi đánh xuống, cũng là một kiểu vượt qua mệnh quan nghĩa là, muốn vượt qua mệnh quan thứ ba sẽ gặp thiên lôi đánh. Lục Châu có chút kinh ngạc Lục Ly nói không sai, phàm là những lực lượng có thể gia tăng độ lớn cho mệnh cung đều có thể dùng để vượt qua mệnh quan mệnh cung càng cường đại, thì điều kiện để vượt qua càng hà khắc đến mệnh quan thứ ba. Những nơi có điều kiện cực hạn thông thường không còn tác dụng đối với bọn họ nhan chân lạc, phụ họa trong lúc đám người thảo luận, tinh bàn của tần nhân Việt đánh ra 18 đạo thanh mang quang trụ. Hỏa phượng vỗ cánh bay lùi về sau diệp chính, cấp tốc hóa thành tàn ảnh xoay chung quanh hỏa phượng, khi tàn ảnh nối thành một đường thẳng, loại lực lượng đặc thù kia lại xuất hiện hỏa phượng bị vây ở giữa, trở thành bia ngắm cho 18 đạo quang trụ oanh. Nó bị đánh trúng, rơi xuống khe núi, hỏa diễm dập tắt, ánh sáng rực rỡ biến mất khiến không trung lại trở nên tối tăm mờ mịt tần nhân Việt, lăng không quan sát, Diệp Chính cười ha hả, lao vọt xuống dưới tần nhân Việt nhíu mày, ngươi làm gì? Hỏa Phượng bị trọng thương, đương nhiên phải thừa cơ bắt lấy nó, Diệp Chính thản nhiên nói muốn bắt, cũng phải là bản tọa bắt. Tần Nhân Việt vung tay, 49 kiếm khách kết trận, kiếm cương trùng thiên, Diệp Chính lặng lẽ nói, đã sớm biết lão già nhà ngươi sẽ không tuân theo quy củ hắn phất tay. 35 nho sinh cấp tốc hạ xuống, lấy ra trận kỳ cắm xuống mặt đất tần nhân Việt cao mày nói, tam thập lục thiên cương trận kỳ. Có chút nhãn lực nếu không chuẩn bị kỹ càng, ta sao dám đối địch với 49 kiếm khách. Diệp chính nói nhưng ngươi đã thiếu đi một người ngươi sai rồi Diệp chính lấy ra trận kỳ, chẳng phải còn có ta đây sao. Tần nhân Việt, con hỏa phượng này ta nhất định phải có được tần nhân Việt tức giận nói, ngươi. Hắn thật không ngờ tới Diệp Chính có thể lấy được tam thập lục thiên cương, trận kỳ của bắc vực sơn tần nhân Việt nhẫn nhịn cơn tức giận, nhìn đám trận kỳ tung bay trong gió nói, thôi được, hỏa phượng tặng cho ngươi chúng ta đi. Trời đã lục châu đột nhiên lên tiếng đám người quan chiến sừng sốt vô cùng. Ngoài chân nhân ra còn có người dám nhúng tay vào việc này. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào lục châu ai dám xen vào. Hai đại chân nhân lập tức nhìn về phía lão nhân dưới tầng trời thấp lục châu, nhẹ nhàng bay lên cao, dáng vẻ tiên phong đạo cốt và mái tóc trắng xóa khiến người chú mục. Trong 49 kiếm khách có người nhận ra hắn tần chân nhân, người giết chết chủ yếm chính là vị lão tiên sinh này người vừa lên tiếng là nguyên lăng tần nhân viện nhớ mày nói thì ra là thế thất kính thất kính diệp chính không hiểu gì bèn hỏi các hạ là trong đám người dần có người nhận ra lục châu đây không phải là đệ nhất cao thủ đại viêm cơ lão ma à không cơ lão tiền bối sao cái gì mà cơ lão tiền bối vị này là lục tiền bối đã chấn áp hắc tháp cũng là các chủ ma thiên cát lục các chủ một số người đến từ hồng liên hiểu rõ ma thiên các biết lục châu đến từ kim liên cũng biết hắn dùng tên giả họ lục kỳ thực họ cơ hay họ lục cũng chẳng có gì quan trọng cũng là người đã đánh bị bạch tháp lam hi hòa đám người quan chiến nghe được sự tích về lão giả này đều ngừng đầu nhìn lên có tu hành giả thanh liên giới nói phía đối diện có thực lực tổng thể quá yếu với chút thành tích đó cho dù hắn là đệ nhất nhân phía đối diện thì cũng có là gì yên lặng một nho sinh phát tiết cương khí khiến đám người lặng ngắt như tờ lục châu nhìn về phía diệp chính và tần nhân viện, thản nhiên nói theo quy củ trong bí ẩn chi địa, ai tới trước được trước, có đúng không?" Diệp Chính không đáp, Tần Nhân Việt thì gật đầu, "Đúng vậy, Lục Châu nói, lão phu đuổi theo Hỏa Phượng tới đây, cũng là người đầu tiên xuất hiện ở chỗ này, chiếu theo quy củ, Hỏa Phượng lý ra nên thuộc về lão phu lúc này." Diệp Chính đương nhiên hiểu tâm tư Tần Nhân Việt, lập tức cười đáp, "Các hạ đúng, là biết chọn thời điểm xuất hiện ta và Tần chân nhân liên thủ đánh lâu như vậy, mới đà thương được Hỏa Phượng về phần việc ngươi tới trước hay tới sau cũng chẳng ai thấy, sao có thể làm chứng?" Lục Châu nói. Đi về phía nam, trong thung lũng có dấu vết hỏa phượng lưu lại diệp chính lắc đầu, các hạ có điều không biết, người của ta đã mai phục ở chỗ này, từ nửa tháng trước hiện nay ta và Tần chân nhân cùng đánh hỏa phượng bị thương, cho dù muốn nói lý lẽ cũng phải là Tần huynh chứ không phải các hạ Lục Châu, quay đầu nhìn về phía Tần Nhân Việt trong lòng Tần Nhân Việt, mắng Diệp Chính hết 18 lượt, ngoài mặt vẫn nói, đúng là như thế Diệp Chính nói, Tần huynh đã nhường hỏa phượng cho ta, các hạ. Lục Châu không thèm để ý tới Diệp Chính mà nói với Tần Nhân Việt, nếu lời hắn nói là thật, Vậy ngươi có thể đi rồi tựa như trưởng bối đuổi tiểu bối lúc này, Lục Châu mới quay sang nhìn Diệp Chính, lão phu nhất định phải có được Hỏa Phượng Tần Nhân Việt nhường ngươi, nhưng lão phu thì không Diệp Chính nhíu mày, trong lòng cũng mắng Tần Nhân Việt đến 18 lượt lúc này, chẳng phải nên liên thủ với hắn chống địch sao? Phía bắc cách nơi này trăm dặm có một con thú hoàng khác tên là Lục Ngô Diệp Chính, nói Tần Nhân Việt liếc hắn, ngươi đã sớm biết, Diệp Chính mặc kệ Tần Nhân Việt, tiếp tục nói, con thú hoàng này không thua gì Hỏa Phượng ta nhường nó cho các hạ đám người quan chiến lập tức sôi trào thì ra con thú hoàng kia là lục ngô chính là lục ngô đã dùng một chiêu mưu sát toàn bộ liệp đôi u linh sao nghe nói con thú hoàng này biết nói tiếng người trí tuệ cực cao vô cùng khó đối phó thú hoàng này từng có chủ nhân nên không dễ thuần phục thú hoàng vốn có thể so sánh với chân nhân so ra mà nói thì hỏa phượng khi đang niết bàn sẽ yếu hơn dễ bắt được hơn thế nên các vị chân nhân mới tranh giành hỏa phượng thay vì lục ngô đám người liên tục gật gù trên không trung Lục Châu một tay vuốt râu, một tay chắp sau lưng nói, "Ngươi sai rồi hả?" Lục Ngô vốn là thủ hạ dưới trướng lão phu, sao phải cần ngươi nhường? Diệp Chính, Tần Nhân Việt, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đám tu hành giả nghị luận ẩm ý, ngoại trừ kinh ngạc chính là ba chữ, "Tin chết liền Diệp Chính và Tần Nhân Việt còn không?" Nắm chắc có thể hàng phục Lục Ngô, vị lão giả nhỏ yếu đến từ Kim Liên giới này lại dám tuyên bố, trước mặt mọi người Lục Ngô là thủ hạ của hắn. Cảm giác đầu tiên của đám người chính là trí thông minh của mình đang bị người ta hung hăng vũ nhục cảm giác thứ hai là lão nhân này quá con miệng nó khoác lác gòi có đôi khi lục châu cũng rất bất đắc dĩ lão phu thẳng thắng đối đãi câu câu là thật thì lại chẳng ai tin diệp chính lạnh nhạt nói nói như vậy các hạ không định nhường rồi lục châu nhìn hắn lúc này tần nhân việt khẽ nháy mắt ra hiệu với nguyên lang truyền âm hỏi người xác định chính là người này nguyên lang đáp tuyệt đối là hắn chính hắn đã nhẹ nhõm đánh giết chú yếm tần nhân việt phất tay nguyên lang bay trở về vị trí cũ diệp chính tần nhân việt đột nhiên cao giọng nói ngươi nghĩ xong rồi diệp chính hỏi đúng là đã nghĩ rõ ràng ta cảm thấy vị lão nhân này nói có lý mọi việc phải có trước có sau diệp chính lập tức trừng mắt nhìn hắn tần nhân việt tần nhân việt nở nụ cười chỉ cho ngươi chơi ta không cho ta chơi ngươi lần này ta xem ngươi kết thúc thế nào tọa sơn quan hổ đấu ta ở đây làm ngư ông đắc lợi cớ sao lại không làm diệp chính nhìn xuống khe núi hắc ám trầm giọng nói ta và các hạ không oán không thù cần gì phải hùng hổ dọa người không oán không thù. Lục Châu lắc đầu nói Diệp vô Thanh cấu kết với liệp đội U Linh đánh lén thu Hoàng Lục Ngô của lão phu. món nợ này làm sao mà tính? quá phận. nổ một lần thì thôi đi, ngươi nổ tới nghiện rồi. đám người nghe mà tặc lưỡi lắc đầu Lục Châu, không nhắc đến tần mạch thương đối với Lục Châu. hai chân nhân này đều là đối thủ tiềm ẩn, phải xử lý từng người lấy một đối hai là đồ ngu xuẩn sắc mặt Diệp Chính trở nên nghiêm túc. hắn nhớ lại lúc mình đi tìm Diệp vô Thanh, không khỏi cao mày nói, là ngươi chính là lão phu tần nhân Việt vừa nghe được hai người có quen biết, hơn nữa lại còn là đối đầu, lập tức gọi 49 kiếm khách lui về sau trăm mét diệp chính, cũng phát giác được điểm này, thầm mắng một tiếng lão hồ ly rồi hạ lệnh, chuẩn bị trận kỳ 35 người theo thứ tự đứng bên cạnh trận kỳ diệp chính, đã xem lục châu là, cao thủ đồng cấp hư ảnh lóe lên, hắn ném trận kỳ trong tay vào đúng vị trí, sau đó nhoáng một cái đã xuất hiện trước mặt lục châu, song trường hợp lại đánh ra hạo nhiên thiên cương năng lực, đặc thù kia lại xuất hiện vừa ra tay đã là đạo lực lượng lục châu đột nhiên cảm giác được diệp chính mang lại khí thức nguy hiểm hơn xa quỷ nô 15 mệnh cách và tần nại hà 16 mệnh cách chỉ cách hai mệnh cách lại khác biệt một trời một vực lục châu quả quyết từ bỏ sử dụng lực lượng thiên tướng bàn tay bóp nát một tấm thẻ một kích trí mạng trường ấn bay ra đánh về phía diệp chính diệp chính thấy lục châu không bị đạo lực lượng ảnh hưởng thầm nghĩ đối phương quả nhiên cũng là chân nhân thế nhưng trưởng ấn của đối phương mang theo lực lượng quỷ dị đánh tới hoàn toàn không phải là đạo lực lượng trưởng ấn có điểm giống hạo nhiên thiên cương của nho môn cũng có điểm giống đại kim cương luân trưởng ấn của phật môn và một phần giống chân ngôn đại thủ ấn của đạo môn tam gia hợp nhất diệp chính nâng trưởng nghênh đón oanh trưởng ấn đẩy diệp chính bay ngược ra sau đám người quan chiến như ngừng thở không thể tin nổi nhìn chân nhân bị đánh lui chỉ bằng một trưởng nhưng mọi việc còn chưa kết thúc lực lượng bên trong trưởng ấn đột nhiên tăng lên gấp trăm lần diệp chính cả kinh buông tay quay đầu chạy trốn thế nhưng trưởng ấn tựa như đã dự liệu được ập tới với tốc độ nhanh như thiểm điện oanh một trưởng kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu Diệp Chính, rơi thẳng xuống phía dưới 35 nho sinh lập tức kinh hô, Diệp chân nhân. Lục Châu nhíu mày cảnh giới chân nhân vượt qua ba mệnh quan có một điểm yếu, một khi bị đánh giết một mệnh cách, lực lượng sẽ giảm đi vô cùng nặng nề, mang tính đả kích cực lớn đối với một chân nhân, vì để giải quyết loại tình cảnh xấu hổ này, các chân nhân đều phải nghĩ đủ mọi cách để bảo toàn mệnh cách của mình, thân là một chân nhân tu hành qua bao tuế nguyện, Diệp Chính đương nhiên có thủ đoạn bảo mệnh chính vì thế, Lục Châu không nghe thấy thông báo đánh giết mệnh cách mà là một thông báo khác, tinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch 12.000 điểm công đức x2 khôi nô. Khôi nô chỉ có một, nếu kích phát gấp đôi, thì phải lấy đi một mệnh cách mới đúng rốt cuộc là thứ đồ chơi gì. Sau giây phút suy tư và kinh ngạc ngắn ngủi, Lục Châu lấy thái hư kính ra mặc kệ hắn là yêu ma quỷ quái gì, soi một phát là biết ngay kia là. Thái hư kính, bảo vật có thể phân biệt thật giả ngu thượng nhung, đáp lão tiên sinh đúng là thâm tàng bất lộ khổng văn thì thào càng biết nhiều càng cảm thấy mình vô tri tuy hắn tỏ ra rất sùng kính lão tiên sinh nhưng trong lòng lại xem lục châu thấp hơn vị trí chân nhân một bậc và trên người tự do một bậc nhưng hiện tại hắn lại bị vào mặt lần nữa lão tiên sinh dùng một chiêu đánh bại diệp chính tuyệt đối có tu vi không dưới chân nhân đùi to như vậy vì sao đám người tôn mộc lại tự ý rời khỏi ma thiên các nhỉ người cũng bị chấn động mạnh không kém chính là tần nhân việt đối thủ ngày xưa bị lão giả thần bí dùng một trường đánh bay sao hắn có thể không sợ hãi thái hư kính dọi kim quang bị đám nho sinh vọt tới che chắn lục châu quát cút ngay em thanh như kinh lôi khiến đám nho sinh giật bắn mình nhưng bọn hắn biết mình không thể tránh ra dù có chết cũng không bọn hắn gọi ra tinh bản tạo thành một tầng phòng ngự như may rùa lục châu trầm giọng nói còn không tránh ra đừng trách lão phu đại khai sát dưới tần nhân việt vốn định khuyên giải một tiếng nhưng thái độ của lục châu khiến hắn nuốt ngược lời muốn nói vào bụng diệp chính nếu chết thật cũng có điểm lợi tần nhân việt không có được hỏa phượng thì tìm cơ hội đánh lục ngô cũng ổn thỏa thế cục chuyển biến quá nhanh khiến đám người mở rộng tầm mắt, không ai dám lên tiếng lục châu, thấy 35 nho sinh không chịu rời đi, càng thêm kỳ quái. Trong tay xuất hiện một tấm thẻ lôi cương lão phu thành toàn cho các ngươi khi lục châu, vừa định động thủ, bên trong mai rùa truyền đến âm thanh, bày trận tuân lệnh 35 nho sinh đứng, vào vị trí diệp mỗ không muốn cùng các hạ là địch, nhưng các hạ bức bách diệp mỗ, vậy thì đừng trách diệp mỗ trở mặt vô tình diệp chính, trầm giọng nói diệp chính có thêm thiên cương trận kỳ trở nên cường đại hơn bao giờ hết đây cũng là lý do tần nhân việt chấp nhận nhượng bộ tam thập lục thiên cương trận kỳ phát sáng lên tần nhân việt tán thán nói chẳng trách lực lượng trận kỳ cường đại như thế thì ra vốn là đồ án tinh bản lục châu lập tức quan sát cẩn thận quả đúng như lời tần nhân việt nói trận kỳ này trông giống hệt đồ án tinh bản mà ngày xưa lục ly cho hắn vù diệp chính đột ngột xuất hiện bên cạnh lục châu thản nhiên nói người chậm đi nhiều thật sao lục châu ngang nhiên vung ra một tấm thẻ lôi cương trưởng ấn dẫn theo tia lửa điện đánh về phía Diệp Chính với tốc độ cực hạn oanh. Diệp Chính không có cách nào tránh né trường ấn này, kinh lôi bổ xuống khiến toàn thân hắn tê dần, bị chấn bay ngược trở về đáng tiếc là thẻ lôi cương, không kích phát hiệu quả giết chết hoặc làm trọng thương mục tiêu, nhưng đã đủ khiến đám người ngây ngốc chân nhân. Từ bao giờ lại yếu như vậy? Thiên cương trận kỳ tỏa ra quang mang bao bọc lấy Diệp Chính, rất nhanh đã chữa trị cho hắn Diệp Chính, ngẩng đầu nhìn Lục Châu với vẻ khó có thể tin nổi, trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Lục Châu nhìn lại số điểm công đức còn hơn 170.000 điểm, chậm rãi nói, lão phu muốn xem xem ngươi có thể tiếp nhận bao nhiêu trưởng một cỗ sát khí phát tán. Ra, Diệp Chính chưa bao giờ cảm thấy nguy hiểm và bất an đến thế. Oanh! Đúng lúc này, dị biến xuất hiện truy cập halayzi.com, hoặc link mình để ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Trong khe núi, một đôi cánh đỏ rực bay vọt ra hỏa phượng, dục hỏa trùng sinh tạo thành băng sơn địa liệt, hỏa diễm đầy trời, đại địa run rẩy, phanh phanh phanh. 35 nho sinh không kịp dãy ruộng, toàn bộ bị đánh văng ra ngoài, đồng loạt thổ huyết hỏa phượng đã mạnh hơn rất nhiều. Niết bàn thành thánh. Hỏa phượng đã niết bàn thành thánh rồi. Tất cả chúng ta đều bị nó lừa. Trốn mau. Đám tu hành giả quan chiến vội vàng có cẳng chạy vu chính hải và ngu thượng nhung, quay đầu nhìn xung quanh, lão tứ đâu rồi? Hai người kèm bạch trạch, một trái một phải, ăn ý bay đi nhan chân lạc và lục ly gọi đám huynh đệ khổng văn, còn đang ngơ ngác, còn đứng ngây ra đó làm gì, đi mau. Lực chú ý của Hỏa Phượng chỉ dồn vào hai đại chân nhân vừa nãy đối chiến với nó nó vọt lên bầu trời, vươn dài hai cánh, phủ đến ngàn trượng. Thánh thú vừa ra, chân nhân cũng phải cúi đầu tần nhân viện, và Diệp Chính lập tức cảm nhận được nguy hiểm lớn lao Hỏa Phượng, há miệng phun lửa thiên cương trận kỳ, trong khoảnh khắc bị thiêu hủy ngọn lửa cấp tốc nuốt chửng đám nhau sinh, bọn hắn theo bản năng gọi ra cương khí hộ thể, dù có mất đi mệnh cách cũng phải giữ lại tính mạng Diệp Chính, thi triển đạo lực lượng bay đi, trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, trốn. Đi! Tần nhân Việt vội vàng hô lên, 49 kiếm khách cấp tốc hội tụ hỏa diễm, không chút lưu tình thiêu đốt đám nhao sinh, từng mệnh cách bị đánh giết. Sự cường đại của thánh thú vượt qua sức tưởng tượng của tất cả mọi người diệp chính, vốn định đào tẩu, nhưng thấy đồng môn không ngừng hóa thành cho bụi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ta đấu với ngươi. Thủ đoạn của chân nhân được hắn phát huy vô cùng tinh tế, từng đạo trường ấn bay ra đều tăm tắp, số lượng lên đến trăm ngàn đánh về phía hỏa phượng thấy cảnh này, Tần Nhân Việt không khỏi thở dài dù là đối thủ một mất một còn, nhưng khi thấy Diệp Chính lo đầu vào lửa, hắn cũng cảm khái không thôi phanh phanh phanh. Trưởng ấn đánh xuyên thân thể hỏa phượng, nhưng rất nhanh hỏa diễm lại bổ khuyết thân thể nó, trở nên hoàn hảo không hề tổn hại. Hai cánh khép lại rồi lần nữa nở rộ. Tiếng kêu của hỏa phượng rung động khắp thiên địa phanh phanh phanh. Mặc kệ là sinh mệnh hay vật chết, toàn bộ đều bị đánh bay, khe núi bị săn bằng, đá vụn bắn tung trời một chiêu toàn lực của nó lấy đi một mệnh cách của tất cả mọi người có mặt nơi đây. Sau khi phóng thích ra tuyệt chiêu, Hỏa Phượng tựa như một pho tượng lăng không lơ lửng tại chỗ, tựa như đang ấp ủ cho đòn tấn công tiếp theo pháp thân thiên giới bà sa, xuất hiện rồi biến mất đồng loạt, đám người tập thể thổ huyết chỉ có pháp thân của Diệp Chính và Tần Nhân Việt, không xuất hiện lục châu nhìn thoáng qua bảng hệ thống quả nhiên đỡ đòn chí mạng, mất đi một lần lúc này Diệp Chính và Tần Nhân Việt mới hiểu ra, bọn hắn bị Hỏa Phượng lợi dụng Hỏa Phượng là hung thú trí tuệ cao, nếu đang trong giai đoạn niết bàn, sao có thể rời khỏi chỗ bí ẩn mà xuất hiện trước mặt mọi người? thả ra hỏa diễm khiến ngàn người vây tới. Rõ ràng là nó cố ý nó muốn lợi dụng lực lượng của chân nhân, để hoàn thành bước niết bản cuối cùng 49 kiếm khách đều hao tổn một mệnh cách, lung lay sắp đổ trên không trung diệp chính, bi vẫn nhìn đám đồng môn chỉ còn lác đác không tới mấy người, trong lòng ngập tràn lửa giận đi thôi. Tần nhân Việt đẩy 49 kiếm khách ra khỏi khu vực biển lửa, quay đầu nhìn về phía diệp chính, tự gây nghiệt thì không thể sống diệp chính bất lực nhìn đồng môn đang bị thiêu đốt, cấp tốc lao vọt xuống cứu hỏa tần nhân Việt lại nhìn về phía Lục Châu nói, các hạ, đi cùng ta đi ngươi. Lục Châu nói nếu không đi ngay thì sẽ không kịp tần nhân Việt nói, thật không dám giấu giếm, ta nắm giữ một loại thần thông có thể bảo vệ các hạ không hề hấn gì Lục Châu, nhìn biển lửa xung quanh, không hề do dự bay về phía Bắc Diệp Chính, cũng mang theo mấy người bay về hướng Bắc nơi đó có Lục Ngô, nếu để hai con thú hoàng tranh đấu thì sẽ có cơ hội đào tẩu rét. Hỏa Phượng rốt cuộc di động hai cánh nó đập phần phật đuổi theo đám người trong miệng không ngừng phun ra hỏa diễm tần nhân việt cao mày cảm giác tốc độ lục châu không thích hợp vội vàng nói đi cùng ta lục châu nhìn ra phía sau tốc độ hỏa phượng quá nhanh chỉ trong chớp mắt đã rút ngắn khoảng cách cả vạn mét bổ nhào về phía đám người ầm tần nhân việt bị đánh bay toàn thân đập vào một tòa sơn phong mà phía bên kia diệp chính cũng không ngoại lệ bị hỏa phượng đập văng xuống đất tạo thành hố sâu lục châu vươn tay đánh ra một trưởng chứa đầy lực lượng thiên tướng rốt cuộc ngăn được lực lượng của hỏa phượng nhưng hỏa diễm không ngừng thiêu đốt dù lực lượng thiên tướng cường đại cũng không chịu nổi mức tiêu hao này tần nhân việt bỏ dậy nhìn cảnh tượng này vừa cả kinh vừa thở dài cả kinh là vì không ngờ lục châu có thể chống lại một kích của hỏa phượng thở dài là vì phân cao thấp với nó trung quy người thua thiệt cũng chỉ là mình lực lượng thiên tướng rất nhanh đã bị tiêu hao gần hết lục châu lập tức bóp nát lá bài tẩy ngũ trọng kim thân ông năm tòa phật tổ kim thân lập tức xuất hiện chồng chất lên nhau cao đến trăm trượng lập tức chấn bay hỏa phượng Diệp Chính và Tần Nhân Việt đồng thời sững sờ hỏa phượng, bất khả chiến bại lại bị Phật tổ kim thân chấn bay trong nháy mắt là thế nào? Lục Châu lơ lửng bên trong ngũ trọng kim thân, lạnh lùng nhìn hỏa phượng trong 10 phút này kiểu gì hắn, cũng phải ẩu đả nó một hồi Lục Châu, mang theo ngũ trọng kim thân lao xuống hỏa phượng đã rơi xuống đất, lại vỗ cánh bay lên, tôn nghiêm của nó bị vũ nhục nghiêm trọng, nó càng trở nên điên cuồng sao động, tấn công về phía Lục Châu hai cánh nó xoay tròn như lốc xoáy, nhưng dưới cơn hỏa diễm phong bạo, ngũ trọng kim thân vẫn hoàn hảo không chút tổn hại mặc kệ hỏa phượng tấn công kiểu gì ngũ trọng kim thân cũng vững vàng như từng đồng vách sắt rách hỏa phượng càng lúc càng điên cuồng lúc này lục châu và hỏa phượng đã vừa di chuyển vừa đánh đến hơn trăm dặm đám tu hành giả quan chiến đã lùi đi thật xa tránh được tác động từ tuyệt chiêu của hỏa phượng lúc này đều đang ngây ngốc nhìn lục châu chiến đấu với hỏa phượng ngay cả vu chính hải và ngu thượng nhung cũng không thể tin nổi kim thân của sư phụ kìa Tiểu Diên Nhi chỉ vào kim thân xuất hiện giữa cơn hỏa diễm phong bạo vu chính hải, và ngu thượng nhung trầm mặc không nói đây chính là hỏa phượng đã niết bàn thành thánh. Nếu nói không lo lắng là đang lừa mình dối người thôi tu vi của sư phụ luôn là bí mật lớn nhất của ma thiên các. Các đồ đệ thường có suy đoán, nhưng sau đó sự thật đều tranh lệch rất xa so. Với dự đoán của bọn hắn không cần lo lắng, tu vi các chủ sao có thể kém hai đại chân nhân cho dù không địch lại thánh thú, thì trốn khỏi đó, cũng không thành vấn đề lục ly vừa cười vừa nói nhan chân lạc lườm hắn một cái ngươi không thật sự cho rằng các chủ chính là tổ tiên ngươi đó chứ sự thật thắng hùng biện trợn mắt nói dối cũng gọi là sự thật lục ly nhún vai lười tranh luận với ngươi tiểu diên nhi đang hết sức chăm chú quan chiến đột nhiên hỏi sư huynh con hỏa điều này có thể bắt về nuôi được không vu chính hải ngô thượng nhung vấn đề này đã vượt ngoài tầm nhận thức của bọn hắn thánh thú cũng có thể nuôi đương nhiên có thể khổng văn đáp đám người lập tức nhìn về phía khổng văn khổng văn bình tĩnh giải thích thánh thú đúng là rất tôn quý muốn hàng phục là chuyện cực khó nhưng việc hạnh phúc thánh thú không phải là bất khả thi khi hỏa phượng niết bàn là thời điểm nó yếu ớt nhất lúc này mà đánh bại nó có thể nó sẽ đầu hàng hỏa phượng được xưng là bất tử điểu niết bàn trọng sinh là năng lực độc hữu của nó chỉ là loại trọng sinh này cũng có hạn chế hạn chế gì khổng văn lắc đầu nói ngay cả hai vị chân nhân cũng không biết thì làm sao ta biết được vậy tức là không có biện pháp gì rồi tiểu diên nhi nói khổng văn cười đáp kỳ thực hung thú và nhân loại không quá khác biệt Chúng nó cũng kính sợ cường giả hoặc phải mạnh hơn nó, hoặc sử dụng thủ đoạn, thừa lúc nó yếu ớt mà hàng phục cái trước mới là vương đạo, cái sau thường khó có được lòng trung thành của hung thú, nếu có thể đánh bại nó vào thời kỳ toàn thịnh thì tốt nhất, đáng tiếc chân nhân không có đủ năng lực này, đám người cảm khái không thôi tần nhân Việt và 49 kiếm khách tụ vào một chỗ, Gia Nan nhìn về phía tràng cảnh chiến đấu ở đằng xa, một câu cũng nói không nên lời mà so với hắn, Diệp Chính càng khó chịu hơn chân nhân cường đại sao? Rất cường đại nhưng hoàn toàn không thể so sánh với lục châu lúc này hỏa phượng vừa nhất bàn thành thánh, cũng không thể công phá kim thân, mà vị lão tiên sinh này cũng không làm gì được hỏa phượng nguyên lang, hít sâu một hơi nói cường giả am hiểu phòng ngự cực hạn. Trên chân nhân, dưới thánh nhân đám người quan sát rốt cuộc, cũng cho ra phán đoán về thực lực lục châu hỏa phượng, xuất ra hết vốn liếng cũng không làm gì được lục châu, đôi bên đánh đến hôn thiên địa ám, đất trời dung chuyển cho đến khi hỏa phượng bắt đầu có dấu hiệu mỏi mệt, dù nó là thánh thú cũng cảm thấy bất đắc dĩ lục châu cũng gấp rồi lát nữa khi hiệu quả của ngũ trọng kim thân biến mất hắn sẽ toi đời lục châu có thể dùng thẻ một kích trí mạng nhưng hỏa phượng có năng lực trọng sinh làm vậy chỉ tổ lãng phí rét. hỏa phượng ngửa mặt lên trời kêu vang một tiếng nó khép cánh lại nhìn chằm chằm lục châu như muốn giao lưu gì đó trong mồm nó phát ra âm điệu kỳ quái cô cô chi chi vù nó vỗ cánh bay vào không trung sau đó đột ngột xoay người từ trên cao lao vọt xuống há mồm phun ra một đạo hỏa diễm lục châu lập tức đánh ra tất cả lực lượng thiên tướng đồng thời gọi ra lam pháp thân lam pháp thân vừa xuất hiện đã cấp tốc bổ sung lực lượng thiên tướng trong trường ấn trường ấn mạnh mẽ như sơn đánh tan hỏa diễm ập vào lồng ngực hỏa phượng quanh. song phương lui lại đối mặt nhìn nhau lục châu biết lam pháp thân quá mức nhỏ bé nằm bên trong năm tầng kim thân các tu hành giả xung quanh sẽ không cách nào nhìn thấy nhưng hỏa phượng đối mặt hắn thì lại nhìn không sót chút nào hỏa phượng đột nhiên khép cánh lại hỏa quang trong mắt biến mất hỏa diễm toàn thân nó cũng vụt tắt miệng nó lại phát ra tiếng cô cô chi chi hà Lục Châu không khỏi cảm thấy kỳ quái đúng lúc này, từ phía chân trời, làn hắc vụ đột nhiên trở nên cuồn cuộn, tựa như có vật gì đó đang bay tới Lục Châu nhướng mày hắn cảm nhận được, trong làn hắc vụ có một tồn tại thần bí cực kỳ nguy hiểm. Hung thú. Hắc vụ đang lăn lộn sang hai bên, rõ ràng có một con quái vật khổng lồ đang vén màn mây đi tới đây, chính là nguyên nhân hỏa phượng, thu hồi hỏa diễm và ngạo khí. Lục Châu nhìn lại ngũ trọng kim thân của mình, thật con mịa nó lóa mắt hắn rất muốn triệt tiêu hiệu quả của kim thân, nhưng hỏa phượng vẫn còn đứng trước mặt một khi nó thổi ra hỏa diễm lục châu lập tức thăng thiên trốn sao lục châu suy nghĩ nhưng điều này không phù hợp phong cách của lão phu nha không chụp chết con hỏa kê này thật là hỏng hết thanh danh của lão phu hỏa phượng cũng nhìn lên bầu trời trí tuệ của nó không kém gì nhân loại đột nhiên nó kêu lên chi chi đáp xuống đất hai cánh bao phủ toàn thân làm thành tư thế cuộn mình lại nó đang làm gì lục châu không tài nào hiểu được một tiếng bộp vang lên, hỏa phượng dương cánh chậm rãi bay vào không trung lục châu nhìn sang, chỉ thấy trên mặt đất lúc này có một quả trứng đỏ rực, đang nằm im bất động xấu hổ nha hỏa phượng không còn hỏa diễm, cũng không còn chút ngạo khí nào, nó kêu líu lo không ngừng với lục châu, sau đó quay đầu sải cánh bay về phía nam. Lục châu rất muốn nói, đừng đi, ngươi đánh rơi hài tử này đáng tiếc hỏa phượng trốn nhanh vô cùng, chỉ trong giây lát đã biến mất phía chân trời lục châu, cũng không còn thời gian mà lo lắng chuyện hỏa phượng nếu trong hắc vụ có một con hung thú còn cường đại hơn hỏa phượng thì hắn tiêu đời chuồn êm mới là thượng sách dưới tình huống này cái gì mà hình tượng đều vất đi sạch lục trâu nhìn xuống quả trứng dưới đất suy tư một chút sau đó hắn giật xuống ống tay áo dùng vài bọc lấy quả trứng rồi ôm nó bay trở về hắn thu hồi ngũ trọng kim thân vừa cấp tốc bay đi vừa ngoái đầu nhìn ra phía sau hắc vụ lúc này đã ngưng rúng động trở nên yên ổn như chiếc cân bằng giả nếu là hung thú hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội này để chém giết một trận chẳng lẽ hỏa phượng niết bàn thành thánh khiến sự mất cân bằng xuất hiện nên cân bằng giả mới ra tay lam hi hòa từng nói nàng cũng là cân bằng giả cân bằng giả không phải vô địch nhưng chắc chắn vô cùng cường đại tựa như côn bằng trong vô tận hải muốn đánh giết nó phải hao hết toàn bộ năng lượng của hệ thống vấn đề là dù làm thế cũng chưa chắc đã giết được côn bằng côn bằng thân kinh bách chiến quanh năm tồn tại trong vô tận hải làm sao có thể không có chút thủ đoạn tựa như diệp chính rõ ràng đã kích hoạt đánh giết nhưng hắn vẫn còn sống nhăn răng chẳng lẽ trên người diệp chính có ba cái khôi nô một lần là thẻ một kích trí mạng có hiệu quả nhân đôi, một lần là khi hỏa phượng thi triển tuyệt chiêu lục châu phi hành một khắc đồng hồ, rốt cuộc cũng nhìn thấy trên bầu trời có 49 kiếm khách, và tần nhân Việt đang lăng không đứng lục châu nhìn một vòng, phát hiện Diệp Chính đang ngồi xếp bằng dưới đất dù hắn đã bị thương, nhưng nếu xảy ra xung đột, lục châu chỉ có thể vận dụng chút điểm công đức còn lại thấy lục châu, tần nhân Việt lộ vẻ vui mừng nói, chúc mừng lão tiên sinh đánh lui hỏa phượng 49 kiếm khách đồng thời không người sau khi bị tập thể hạ thấp một mệnh cách, bọn hắn trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều diệp chính. Đột nhiên mở mắt nhìn về phía Lục Châu dù hắn rất kiêng kỵ thực lực Lục Châu, nhưng trong mắt vẫn ngập tràn cừu hận 36 nho sinh bây giờ chỉ còn lại 5 người. Do Diệp Chính dốc hết toàn lực cứu ra khỏi biển lửa nhưng cứu được rồi, cũng khó lòng trở lại trạng thái đỉnh phong Diệp Chính cao mày, ánh mắt càng lúc, càng lăng lệ một nho sinh toàn thân đen thui ngồi bên cạnh nắm lấy cánh tay hắn, thấp giọng nói, chân nhân, nhẫn nhị, thù hận trong mắt Diệp Chính từ từ biến mất, Trở lại bình tĩnh đã rất lâu rồi, tâm trạng của hắn không có ba động thế này. Đối với Diệp Chính, tận mắt nhìn thấy đồng môn chết đi là một loại đả kích cực lớn thật ngại quá. Đến chậm rồi, từ trong hư không tối đen chợt truyền đến một âm thanh trầm thấp hữu lực, lại có vẻ hoạt bát nhẹ nhàng đám người quay đầu nhìn sang, trên bầu trời đêm bị cuồng phong tàn phá, một tòa phi liễn trông như chiếc thuyền u linh bỗng đâu xuất hiện thác bạc tư thành. Tần Nhân Việt nhíu mày trong mắt Diệp Chính hiện lên tia dị sắc thác bạc huynh, từ khi tạm biệt đến nay không xảy ra việc gì chứ? Diệp Chính cất tiếng chào hỏi Diệp Chân Nhân cũng ở chỗ này. Xem ra ta đã bỏ lỡ một màn kịch hay thác bạt tư thành, nhẹ nhàng nói ngươi thật sự đã đến chậm rồi, nhưng mà, cũng may là ngươi đến chậm tần nhân Việt nói xin chỉ giáo cho. Hòa Phượng Niết Bàn thành thánh, Tam thập lục thiên cương toàn bộ bị mưu sát, nay chỉ còn lại Diệp Chân Nhân và năm tàn binh lời của tần nhân Việt, vừa có ý uy hiếp thác bạt tư thành, vừa có ý cảnh tỉnh Diệp Chính trong lòng Diệp Chính, bốc lên nộ hỏa nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường thác bạt tư thành kinh ngạc nói, Niết bàn thành thánh. Vậy ta đúng là đã tránh thoát được một kiếp hai vị chân nhân, ngày sau gặp lại, ta đi trước một bước tần nhân Việt nói, ngươi định đi bắt Lục Ngô. Thác Bạt Tư Thành cười đáp, tần chân nhân cũng muốn tranh với ta. Hắn tin chắc Hỏa Phượng đã tiêu hao gần hết lực chiến đấu, của hai người này nay thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều hướng về Thác Bạt Tư Thành, hắn oanh em thanh đạp đất vang lên, đại địa rung động, đám người lập tức giật mình nhìn về phương Bắc, trong bóng đêm đen kịt đột nhiên xuất hiện một cái đầu khổng lồ từ từ ló ra giữa màn hắc vụ cái đầu há mồm nói, các ngươi muốn bắt bản hoàng. Lục ngô, lui lại, mau lui lại. Tần chân nhân và 49 kiếm khách rất nhanh đã lùi về sau một khoảng xa diệp chính, cũng cấp tốc mang theo năm tên tàn binh lao vọt ra sau trong tòa hắc sắc phi liễn, thác bạt tư thành cũng không ngờ được lục ngô, lại chủ động đưa tới tận cửa toàn bộ tu hành giả như lâm đại địch, chỉ có một người vẫn đứng yên bất động lục châu bốt dâu, lạnh nhạt nhìn đám người tần nhân Việt chớp mắt nói, lão tiên sinh, hắn vội vàng ra hiệu cho Lục Châu tiến về phía mình tần nhân viện, không hy vọng Lục Châu xảy ra chuyện, hắn muốn kết giao với người này lúc này. Trên đỉnh đầu Lục Ngô, đoan mộc sinh thò đầu ra nhìn xuống, khom người hành lễ, đồ nhi bái kiến sư phụ miễn lễ Lục Châu đáp đoan mộc sinh, vỗ vỗ đầu Lục Ngô Lục Ngô bèn hạ thấp đầu xuống nói, tham kiến các chủ đã vào ma thiên các, thì phải tuân thủ quy củ ma thiên các người như thế mà thú. Cũng vậy bầu trời đêm lâm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi, như đao cắt khiến lòng người chết lặng bốn chữ này của lục ngô, hoàn toàn khiến tam đại chân nhân kinh hãi đúng như lời lục châu đã nói lục ngô là thú hoàng dưới trướng hắn tất cả mọi người đều cho rằng hắn khoác lác nhưng lục châu chỉ là trần thuật lại một sự thật mà thôi lục châu chú ý thấy sắc mặt tần nhân việt và diệp chính có biến hóa đặc biệt là diệp chính vẻ mặt trở nên khó coi vô cùng trong phi liễn thác bạt tư thành sửng sốt một chút sau đó bay ra đứng trên bong tàu nhìn xuống kỳ quái hỏi vị này là tần nhân việt đáp thác bạt chân nhân vị này chính là người đã đánh lui hỏa phượng Tần Nhân Việt đột nhiên phát hiện mình cũng không biết Lục Châu, tên gì ngay lúc hắn đang xấu hổ. Lục Châu đã ngẩng đầu nhìn lên phi liễn, người muốn bắt thú hoàng dưới trứng lão phu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thác bà Tư Thành thầm nghĩ, lão đầu này bề ngoài trông già nuôi yếu đuối, nhưng lời nói cử chỉ, và khí thế này tuyệt đối không phải một sớm một chiều dưỡng được hơn nữa. Tần Nhân Việt không phải kẻ ngu, người hắn muốn lấy lòng tất nhiên không phải kẻ yếu Thác bà Tư Thành, có thể khẳng định lão già này không phải người thanh liên giới. Vậy thì hắn đến từ đâu? Việc này hắn sẽ tìm cách nghe ngóng sau, không tiện hỏi trước mặt đối phương. Thác Bà Tư Thành lễ phép nói, bằng hữu đừng hiểu lầm, trước đó ta không biết Lục Ngô đã có chủ dù sao Lục Ngô cũng là thú hoàng hiếm thấy, ai mà chẳng muốn có được tần nhân việt cười thầm. Lão già này đúng là tinh danh đám chân nhân đều là kẻ sống qua vô số tuế nguyệt dài đằng đẵng, đương nhiên biết phân tích lợi hại, cân nhắc rõ ràng Diệp Chính vốn cho rằng Thác Bà Tư Thành xuất hiện sẽ thay đổi chiến cuộc, suy cho cùng Lục Châu đối chiến với hỏa phượng lâu như vậy hẳn cũng chẳng còn bao nhiêu chiến lực nào ngờ lục ngô xuất hiện thái độ của thác bà tư thành chuyển biến làm hy vọng của hắn vỡ nát diệp chính nói thì ra lão tiên sinh nói thật trước đó đã thất lễ mong lão tiên sinh đừng trách lục châu nhìn thoáng qua diệp chính chân nhân quả nhiên rất biết ẩn nhẫn thác bà tư thành cười ha hả nói ta nhớ rõ chủ nhân đời trước của lục ngô là đoan mộc chân nhân bằng hữu có thể thu phục lục ngô đúng là thủ đoạn thượng thừa lục ngô thấy mọi người không chú ý đến mình trầm giọng nói ngươi thì biết cái gì Tha Bạt Tư Thành, Tần Nhân Viện, lúc này, một bóng người cưỡi tọa kỵ bay tới khiến đám người lập tức trở nên cảnh giác, tưởng rằng lại có chân nhân đến nhưng khi bóng người bay tới, trước mặt mới lộ ra là một người trẻ tuổi hắn xua xua tay cười nói, "Thật xin lỗi, các vị cứ tiếp tục đi." Minh Thế Nhân và cùng Kỳ bay tới bên cạnh Lục Ngô hắn xấu hổ nói, "Sư phụ Lục Châu nghi hoặc nhìn Minh Thế Nhân chuyện là, Đồ Nhi đi tìm Lục Ngô đến viện trợ, Tam sư huynh có thể làm chứng chỉ là, không ngờ tốc độ của Lục Ngô lại nhanh như vậy, Minh Thế Nhân quả thật nhân dịp hỗn loạn." để chạy đến phía bắc tìm lục ngô có đoan mộc sinh. Ở đó, lục ngô sẽ không đả thương hắn con hỏa kê kia đâu rồi. Minh Thế Nhân gãi đầu hỏi đám người, mấy chân nhân nghe hiểu người này là đồ đệ của lục châu bèn gật đầu chào tượng trưng. Xem như để mặt hắn thú thật lục ngô đến rất kịp thời diệp chính hao tổn ba mệnh, tần nhân Việt có khuynh hướng kết giao với lục châu. Thác Bạt Tư Thành là người trung lập, liên minh giữa Lục Châu và Lục Ngô rõ ràng có lực lượng cao hơn hẳn Thác Bạt Tư Thành, cảm thấy không còn gì thú vị, bèn nói, hôm nay đi một chuyến về tay không. Ta không bồi các vị nữa, tạm biệt hắn đi vào phi liễn không ai lên tiếng ngăn cản, phi liễn quay đầu chậm rãi bay đi diệp chính, cảm thấy không thích hợp ở lại nên cũng lên tiếng, chuyện hôm nay đều là hiểu lầm xin cáo từ nhưng mà. Lục Ngô đột nhiên trầm thấp nói, đứng lại diệp chính nhíu mày, hửm? Thế nhân đều biết Lục Ngô rất có trí tuệ, nhưng không ai biết nó là một con thú có thủ tất báo thậm chí, nó còn khinh thường nói đạo lý với nhân loại, chẳng màng ngó ngàng đến các loại đạo đức của nhân loại thế là. Bốn vó Lục Ngô đạp đất bay lên không trung trăm mét miệng há to phun ra một đoàn vũ khí về phía Diệp Chính rắc. Em thanh đông kết vang lên, nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, hàn khí cực hạn bao phủ xung quanh Diệp Chính nhấc tay, tinh bàn xuất hiện chắn trước mặt hắn không do dự sử dụng đạo lực lượng, không gian lập tức bị đình trệ lục châu, không ngờ Lục Ngô sẽ động thủ chỉ sợ Tần Nhân Việt và Thác Bà Tư Thành cùng nhúng tay, vấn đề sẽ trở nên phiền phức Lục Châu quay đầu nhìn về phía Tần Nhân Việt, mới phát hiện mình đã nghĩ nhiều Tần Nhân Việt đang vui vẻ nhìn Diệp Chính, lẩm bẩm nói, người cũng có ngày hôm nay tuy Diệp Chính tránh được băng phong, nhưng năm tên nho sinh tàn binh thì không may mắn như thế tinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 3000 điểm công đức x năm tinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch được 3500 điểm công đức, địa giới thưởng thêm 1500 điểm x năm tiếng thông báo này, chứng tỏ Lục Ngô đã nhận định Đoan Mộc Sinh là chủ nhân sắc mặt Diệp Chính vô cùng dữ tợn, lập tức rời khỏi khu vực băng phong Lục Ngô tựa hồ đã dự liệu được, há mồm gào thét, nga o o. Cường đại sóng âm lăn lộn, bay ra nó nhảy vọt một bước dài ngàn mét, răng nanh cắn chặt vào tinh bàn của Diệp Chính, Diệp Chính trầm giọng nói, ngươi còn chưa đủ năng lực giết bản tọa thanh sắc tinh bàn bao trùm bầu trời đêm, 18 khu vực mệnh cách sáng lên, bắn ra một ấn phù quang trụ lục ngô không hề mảy may sợ hãi, tiếp tục nghênh đón, Diệp Chính, nhận lấy cái chết. Đoan Mộc Sinh đã rời khỏi người Lục Ngô, từ lâu hắn đứng một bên lo lắng nhìn Lục Ngô minh thế nhân nói, đừng lo lắng, chân nhân này tuy mạnh nhưng đệ cảm thấy hắn không chống đỡ được bao lâu lực lượng tinh bàn đánh xuống tỏa ra quang mang xanh biếc, bên trên khắc đủ loại ký hiệu thần bí lục ngô nổi giận gầm lên, không chút kiêng kỵ phát tiết lực lượng oanh. Ánh sáng chói mắt khiến đám người không thể quan sát được chuyện gì xảy ra, chỉ biết cả Lục Ngô và Diệp Chính đều thi triển ra chiêu thức tối cường Lục Châu, gọi ra phiền lung ấn ngăn ở phía trước lát sau, Hàn Y biến mất, đám người mới kinh ngạc nhìn thấy toàn bộ khu vực hơn, ngàn mét trước mặt đã phủ đầy băng xương không biết trải qua bao lâu kết băng, phong rốt cuộc vỡ vụn. Tinh bàn 18 mệnh cách phóng về phía chân trời một đạo băng tiễn phá không bay theo, bắn thẳng vào thanh sắc tinh bàn đạo băng tiễn tráng kiện như một cây cột chống trời tinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 5000 điểm công đức diệp chính, như bị sét đánh trong mắt tần nhân Việt lóe lên dị sắc, 49 kiếm khách cũng kinh hãi nhận ra tinh bàn của Diệp Chính đang thu nhỏ lại đến mấy lần hắn bị giáng cấp. Có người kinh ngạc nói chân nhân cũng bị giáng cấp. Lục Ngô, đúng là cường đại Lục Châu thầm nghĩ, nếu không phải lão phu và Hỏa Phượng đã lấy đi ba mệnh của Diệp Chính, thì Lục Ngô cũng không hàng cấp hắn được nói cách khác. Diệp Chính có ba lần ngăn chặn mệnh cách bị đánh giết Tần Nhân Việt nói, chưa chắc Lục Châu quay đầu, nghi hoặc hỏi, người đánh giá hắn cao như vậy. Tần Nhân Việt đáp, ta và Diệp Chính đã chiến đấu gần 5.000 năm, thường xuyên luận đạo trên Thanh Vân Sơn trên đời này, không có ai hiểu Diệp Chính hơn ta tu vi của hắn cực cao, từ trước khi vượt qua ba mệnh quan đã bắt đầu tìm kiếm thủ đoạn bảo vệ mệnh cách. Đại khái là, chân nhân đều rất sợ bị giáng cấp mà Diệp Chính vẫn luôn tìm kiếm mệnh cách chi tâm thứ 19 đến giai đoạn này mệnh cách chi tâm của thú hoàng cũng có tỷ lệ thất bại rất lớn, chỉ có mệnh cách chi tâm của thánh thú mới ổn thỏa bấy lâu nay hắn đều một mực tìm kiếm tung tích của thánh thú, vì để bảo vệ mệnh cách, hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào lục châu hỏi, là thủ đoạn gì? Tần Nhân Việt lắc đầu, biểu thị mình không biết loại sự tình này luôn là đại bí mật, làm gì có ai tùy tiện để cho người khác biết chẳng trách khi Lục Châu muốn dùng Thái Hư Kính, 36 nho sinh lại sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống, để che giấu cho Diệp Chính Oanh nguyên khí phong bạo xuất hiện lớn, đến mức trước nay chưa từng thấy, tàn phá tứ phương mái tóc Diệp Chính rối tung, trong mắt đều là thù hận và phẫn nộ nguyên lang thì thảo nói, Diệp Chính phải biến mất khỏi hàng ngũ tứ đại chân nhân rồi không đâu tần nhân viện, đáp lời hắn, chân nhân dù bị giáng cấp, chỉ cần bổ sung lại mệnh cách chi tâm, trong vòng 3 ngày thì vẫn có thể trở lại làm chân nhân lục châu, không khỏi kinh ngạc thì ra chân nhân lợi hại như vậy thọ mệnh của chân nhân rất dài, nhất định có chữ sẵn mệnh cách chi tâm, thứ 18 để phòng ngừa bị giáng cấp lão phu phải nhìn xem. Rốt cuộc hắn là yêu ma quỷ quái gì Lục Châu, lấy Thái Hư Kính ra, dùng tất cả lực lượng thiên tướng còn sót lại, trong cơ thể truyền vào kính một vệt kim quang bắn ra chiếu rọi vào người Diệp Chính, sau lưng hắn xuất hiện tòa pháp thân cỡ nhỏ có hình dáng như một con chim ba đầu sáu mắt, có sáu chân và ba cánh đáng tiếc ba đầu của nó đã mất hết, trở thành quái vật không đầu Lục Châu chợt nhớ tới Diệp Chân. Tần Nhân Việt kinh ngạc nói, "Tam thủ điểu?" Thì ra là thế minh thế nhân lắc đầu tặc lưỡi không biết đám dị tộc phiên bang này nghĩ cái gì nữa làm người không tốt sao cứ nhất định phải nghiên cứu mấy thứ đồ bằng môn tả đạo này tần nhân việt cười nói đây chính là nguyên nhân ta chán ghét diệp chính hắn rõ ràng là nho môn chính tông vì truy cầu tu hành mà đánh mất bản tâm cả ngày cứ ra vẻ mình là chính nhân quân tử nhưng ở sau lưng lại luyện hóa pháp thân chim thú lục châu hỏi ngươi có biết diệp chân không tần nhân việt lắc đầu minh thế nhân nói diệp chân còn khoa trương hơn hắn nhiều pháp thân là yêu quái chín đầu có lẽ vì muốn bảo mệnh mà có rất nhiều người sử dụng phương pháp này bọn hắn làm sao làm được tần nhân việt đáp đó là một loại thuật cổ cấm kỵ được ghi trong cổ tịch chỉ là không ngờ diệp chính lại dùng thứ này chẳng trách mỗi lần luận bàn với ta hắn đều yêu cầu không gọi ra pháp thân pháp thân có thể ẩn tàng nhưng một khi thật sự chiến đấu cũng phải lộ tẩy hắn đương nhiên không dám gọi ra trước mặt mọi người minh thế nhân nói các vị thật sự không biết người tên diệp chân không biết tần nhân việt đáp nể mặt lục châu Tần Nhân Việt cũng khá có kiên nhẫn trả lời Minh Thế Nhân Diệp Chính. Diệp Trân, tên có hơi giống đều là nho sinh, ngay cả cách ăn mặc cũng giống nhau Minh Thế Nhân nói có lẽ chỉ có nhạn nam thiên, mới biết được Tần Nhân Việt lắc đầu nguyên khí phong bạo từ từ thu nhỏ tinh bàn, biến mất lục ngô nhìn Diệp Chính, khinh thường nói, ngươi mà cũng xứng giết bản hoàng. Diệp Chính thở hổn hển, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi nhìn xuống hai tay, sờ sờ gò má, tựa như không tin được đây là sự thật lúc này, lục ngô lại đuổi tới nó muốn đuổi tận giết tuyệt. Mình thế nhân cười nói, "Ta thích tính tình này. Tam sư huynh, hay là chúng ta trao đổi đi, ta cho huynh cẩu tử của ta nè Đoan Mộc Sinh, không thèm để ý đến hắn mà hà hơi vào những đường long văn trên thân bá vương thương, chăm chú lau chùi thật cẩn thận, trên môi còn mang theo nụ cười gâu 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 cẩu tử ngẩng đầu kêu, lên mấy tiếng ủy khuất mắt thấy Lục Ngô đã phóng tới trước mặt Diệp Chính, đột nhiên từ xa có một đạo hắc ảnh lướt tới nề mặt ta, tha cho Diệp chân nhân một lần." Trưởng ấn màu xanh đen như bài sơn đảo hải đánh vào đầu Lục Ngô, Lục Ngô không lui mà càng thêm nổi giận, gầm lên một tiếng chấn vỡ trường ấn ngao. Xúc sinh, đừng có không biết cân nhắc. Tinh bàn xoay tròn nằm ngang giữa chân trời một cỗ lực lượng đặc thù xuất hiện, Lục Châu phát hiện phản ứng của Lục Ngô chậm đi một nhịp không ổn Lục Châu, lập tức tung người nhảy lên, tiện tay vung ra một tấm thẻ hàng cách, trầm giọng nói, lão phu muốn nhìn xem ai mới là kẻ không biết cân nhắc thẻ hàng cách, lượn vòng bay ra hóa thành một đạo ánh sáng bắn trúng hắc ảnh ầm. Nguyên khí trên thân hắc ảnh nhanh chóng bị rút đi trong lòng hắn rung động mạnh, run rẩy hô lên, giáng cấp. Không có khả năng. Chân nhân sợ nhất chính là giáng cấp, mà thứ bọn hắn muốn bảo hộ nhất chính là mệnh cách. Thứ 18 đối phương vừa ra tay đã giáng cấp hắn, trong mắt hắc ảnh ngập tràn sợ hãi hắn từ bỏ tấn công lục ngô, cấp tốc xoay người tóm lấy diệp chính, hoảng hốt lao vụt vào màn đêm lục ngô khôi phục lại, cả giận nói, dám trêu chọc bản hoàng. Đừng đuổi theo lục châu nói trải qua một trận chiến, lục châu đã có thêm nhiều kiến thức về chân nhân diệp chính có người giúp đỡ, còn là cấp bậc chân nhân lục ngô mà đuổi theo rất có thể sẽ mất mạng như chơi lục ngô nghe lời không tiếp tục truy kích mà ngẩng đầu cao ngạo nói lần sau bản hoàng tất phải lấy mạng chó của hắn go 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 không nói ngươi cút qua một bên phù lục ngô thổi một hơi cùng kỳ và minh thế nhân đều bị thổi bay vừa thổi xong nó bỗng cảm thấy không ổn bè nâng cự chảo to như một ngọn núi chụp lấy minh thế nhân và cùng kỳ xin lỗi nha tần nhân việt 49 kiếm khách, đường đường là thú hoàng lại xin lỗi một hậu sinh vãn bối. Tần Nhân Việt biết rõ các loại thú hoàng luôn có cảm giác ưu Việt hơn hẳn người khác, cho dù chúng nó sai, cũng không dễ dàng nhận sai bao giờ, hắn nhìn về phía thanh niên cưỡi chó, người này có khí tức cân đối, không nặng không nhẹ, quả thật là nhân tài hiếm có, chờ thêm một chút thời gian, hắn chắc chắn sẽ nhẹ nhõm vượt qua hai mệnh quan xem ra Lục Ngô, kiêng kỵ vị lão giả này, tình nguyện thần phục điều khiến Tần Nhân Việt càng kinh ngạc hơn chính là Hắc Ảnh vừa xuất hiện kia đã thi triển đạo lực lượng, cũng là cấp bậc chân nhân. Nhưng vì sao vừa đón lấy đạo quang mang kia đã lập tức trốn đi rồi? Trong lòng Lục Châu cũng đang suy nghĩ xuất thần đánh lâu như vậy, sao hắn lại quên mất thẻ hàng cách chứ? Đây đúng là tấm thẻ chuyên khắc chế chân nhân mà, có thể gọi là siêu cấp sát khí nha. Thẻ hàng cách bản cường hóa có thể vĩnh viễn tước đoạt một mệnh cách của mục tiêu, mà thẻ hàng cách cường hóa cao đẳng có thể vĩnh viễn tước đoạt năm mệnh cách, đồng thời có tỷ lệ thu hoạch được mệnh cách chi tâm, đẳng cấp cao nhất của đối phương Lục Châu, xem trong giao diện hệ thống giá của thẻ này đã tăng lên 20.000 điểm công đức, bên cạnh còn có một ghi chú, muốn sử dụng thẻ với thánh nhân phải để thăng quyền hạn thánh nhân là chuyện của sau này, hiện tại Lục Châu, còn lại 198.760 điểm công đức nếu mua 3 tấm rồi kết hợp lại thành bản cường hóa, cũng chỉ mất hơn 80.000 điểm cùng lúc đó trong màn đêm, hắc ảnh mang theo diệp chính bay lên một chiếc phi liễn, sắc mặt cực kỳ khó coi hắn tháo khăn che mặt ra, nhìn về phía phương xa rồi lại nhìn xuống hai bàn tay mình năm ngón tay đang run rẩy ướt đẫm mồ hôi khôi phục rồi. 20 giây vừa rồi, hắn cảm giác như mình rơi xuống địa ngục, có một bàn tay tử thần đâm xuyên qua lồng ngực, lúc nào cũng có thể móc tim hắn mang đi, rốt cuộc cảm giác đó cũng biến mất, hắn lại cảm nhận được mình là chân nhân, như được trọng sinh sống lại, hắn đứng trên bong tàu hít một hơi thật sâu, bình phục lại tâm tình rồi nhìn về phía Diệp Chính đường đường là chân nhân lại lưu lạc đến bước này. Hai mắt Diệp Chính vốn đang vô thần từ từ lấy lại tiêu cự hắn chỉnh trang lại quần áo tóc tai rồi đứng lên nói đa tạ ta đã nói từ sớm nhạn nam thiên động thiên phúc địa không phải là đối thủ của tần nhân việt hắc ảnh nói nghìn tính vạn tính cũng không tính được hắn có người giúp đỡ người kia rốt cuộc là ai diệp chính hồi tưởng lại lời diệp vô thanh nói cường giả kim liên giới kim liên giới người tự do của diệp ra các ngươi không phát hiện ra sao người tự do quá mức tự do trước kia diệp ra cử đi không chỉ một người đến phía đối diện ngàn năm trôi qua còn lại không mấy người ta sẽ kết thúc kế hoạch người tự do diệp chính nói sắc mặt hát ảnh trở nên ngưng trọng người này có thể hàng phục lục ngô lại đánh bại ngươi tu vi chắc chắn ở trên chân nhân ý ngươi là hắn có tu vi 19 mệnh cách thậm chí là 20 mệnh cách diệp chính hỏi suy đoán mà thôi trước mắt lượng tin tức còn quá ít cũng có thể trên người hắn có nhiều bảo vật nếu không vì có hỏa phượng có lẽ hắn không phải là đối thủ của ngươi nhắc tới hỏa phượng thần sắc diệp chính trở nên ảm đạm 36 mươi sáu nho sinh đều đã vẫn lạc chuyện này khi trở về hắn làm sao mà bàn giao với các bậc tiên hiền ngươi là chân nhân đều hiểu được rất nhiều đạo lý, ta sẽ không nói nhiều trong ba ngày. Ta đưa ngươi về nhạn nam thiên hắc ảnh nói diệp chính, không nói gì nữa lục châu hợp thành một tấm thẻ hàng cách bản cường hóa, cảm thấy tự tin vô cùng ngươi có biết người cứu diệp chính không? Lục châu hỏi tần nhân Việt lắc đầu, hắn ẩn nấp khí tức toàn thân, rất khó phân biệt thanh liên giới chỉ có tứ đại chân nhân, không phải ngươi thì chính là, thác bà tư thành hoặc là phạm trọng chẳng lẽ còn có người khác? Minh thế nhân hỏi người này thân pháp quỷ dị, không hề tầm thường, đạo lực lượng của hắn có tác dụng làm chậm đối thủ, hẳn không phải là Thác Bạt Tư Thành hay Phạm Trọng Lục Châu nghi hoặc hỏi, còn có vị chân nhân thứ năm, có thể là chân nhân ẩn tàng, cũng có thể là chân nhân đến từ Tịnh Đế Thanh Liên Tần Nhân Việt nói, tinh bàn của hắn có màu tối, rất giống màu xanh đen nhưng lại có chút khác biệt minh thế nhân hỏi, đạo lực lượng là gì? Tần Nhân Việt quay đầu nhìn hắn người trẻ tuổi, đừng mơ tưởng xa vời đạo lực lượng cách ngươi còn xa lắm, cần cố gắng nhiều hơn minh thế nhân vừa định mở miệng, lại không ngờ Lục Ngô bỗng trầm thấp nói, người tốt nhất nên đáp lời hắn tần nhân Việt hơi sững người, khóe mắt liếc nhìn Lục Châu, thấy Lục Châu cũng đang nhìn mình bèn đường hoàng đáp, nuôi dưỡng vạn vật là đạo, vận hành nhật nguyệt là đạo, bốn mùa biến hóa là đạo. Đạo kỳ thực chính là căn bản của thiên địa, có ở khắp mọi nơi, sinh sôi không ngừng nhân loại tu hành nghịch thiên, cũng chính là không ngừng đánh vỡ trói buộc của đạo chẳng hạn như thanh kiếm này. Hắn nhấc tay, thanh kiếm sau lưng Nguyên Lang bay ra, lơ lửng trước mặt mọi người ta không để ý tới nó nó sẽ tự động rơi xuống đất đó là quy tắc của đạo xoẹt trường kiếm đâm vào mặt đất ta dùng nguyên khí khống chế nó khiến nó thoát ly khỏi quy tắc vốn có vụt thanh kiếm bay vút lên không trung tu hành giả dưới cấp bậc chân nhân không ngừng đánh phá trói buộc còn chân nhân sẽ lợi dụng những trói buộc này để sinh ra lực lượng chính là đạo lực lượng tần nhân việt giải thích minh thế nhân chắp tay nói thụ giáo xin hỏi có bao nhiêu chủng loại đạo lực lượng chuyện được đọc bởi kênh haley audio thiên biến vạn hóa đạo cũng có thể xem như là quy tắc tiên hiền ngày xưa cho rằng quy tắc cường đại nhất thế gian chính là thời gian tu hành giả thông qua việc tu hành để gia tăng thọ mệnh cũng là đang phá vỡ quy tắc của thời gian minh thế nhân gãi gãi đầu ý của ngươi là chân nhân có thể nghịch chuyển thời gian tần nhân việt lắc đầu nghịch chuyển thời gian thì không ai làm được chỉ có thể làm nó chậm lại thời gian là một trong các đại đạo đến thánh nhân cũng không dám nói lời của ngôn như nghịch chuyển thời gian nói xong hắn xoay người nói với lục châu nếu lời ta có chỗ nào chưa đúng mong lão tiên sinh bổ sung sửa chữa người này là đồ đệ của Lục Châu. Nếu hắn nói sai chẳng khác gì dạy hư học sinh của người ta Lục Châu nói. Người nói không sai, chỉ là pháp tắc trên thế gian có ngàn ngàn vạn vạn, thời gian chưa chắc là tối cường tần nhân Việt giật mình. Chắp tay nói, xin lắng tai nghe lỗ tai 49 kiếm khách cũng dựng lên, muốn được nghe các vị cường giả đàm luận về tâm đắc tu hành. Đối với bọn hắn thì đây cũng là một loại kỳ ngộ Lục Châu nói, bất kể thời gian có biến hóa như thế nào thì thương hải vẫn hóa tăng điền. Con người vẫn là sinh lão bệnh tử, trong khi đó thiên địa vĩnh hằng rất khó thay đổi đó là không gian ngoài ra còn có một số pháp tắc còn huyền diệu hơn chẳng hạn như pháp tắc bảo toàn hoặc là pháp tắc cân bằng nơi nào có sinh mệnh nơi đó ắt có pháp tắc vĩnh viễn sẽ không biến mất nói xong hắn nhìn về phía tần nhân việt tần nhân việt gật đầu cười đồng ý nhân loại vẫn luôn bị thiên địa ràng buộc ước thúc bị pháp tắc bảo toàn luật rừng thậm chí là pháp tắc cân bằng ước thúc người chân chính đánh phá những pháp tắc này mới thật sự là đại năng đám người lộ vẻ thụ giáo khi cá thể đạt tới cường độ nhất định có thể cải biến những người xung quanh thậm chí là một phương thiên địa pháp tắc như thế mới xứng đáng gọi là đại năng chân nhân rốt cuộc vẫn còn kém một chút lục châu vuốt dâu cũng may thời đại học hắn đọc nhiều sách chỉ cần nói nhảm mấy câu có logic thì không thể nào sai nha còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của lão tiên sinh tần nhân việt hỏi hôm nay hắn hoàn toàn đắc tội diệp chính tuy diệp chính bị giáng cấp nhưng rất nhanh sẽ khôi phục lại có chân nhân khác giúp đỡ hắn Tần Nhân Việt nhất định phải lôi kéo Lục Châu lão phu họ Lục tham kiến Lục, chân nhân Tần Nhân Việt và 49 kiếm khách đồng thời hành lễ thôi, mặc kệ bọn họ hiểu lầm vậy Lục Châu, chỉ là không quen người ta gọi mình là chân nhân, suy cho cùng tu vi hắn còn chưa tới mức đó nhưng luận về thực lực chân chính thì hắn cũng không kém gì, dù có giải thích cũng chẳng ai tin Tần Nhân Việt nói, nếu có thể, không biết chư vị có muốn đến thăm Hàn Xá một chuyến. Lục Châu nói, lão phu còn có việc bận vậy thì đành tạm biệt Tần Nhân Việt, lấy ra mấy tấm phù chỉ minh thế nhân nhanh tay cầm lấy nếu có việc thì cứ liên hệ ta mong bằng hữu không ghét bỏ không dám lục châu đáp nói xong tần nhân việt mang theo 49 kiếm khách bay về phía chân trời minh thế nhân nhìn theo ghen tị nói chân nhân thật mạnh đáng tiếc minh thế nhân không nhìn thấy một màn lục châu kịch chiến với hỏa phượng liên lạc với các sư huynh ngươi lục châu nói vâng minh thế nhân sử dụng phù chỉ liên hệ với vu chính hải và ngô thượng nhung biết cuộc chiến đã kết thúc mấy người lập tức chạy đến trên đường đi khắp nơi đều là cảnh cháy xém hoang tàn khiến mấy người không khỏi than thở chờ một chút khổng văn bỗng nói sao vậy kia hình như là thú hoàng khổng văn chỉ tay về phía lục ngô khổng lồ đúng thật là nó khổng vũ trợn mắt nói ngu thượng nhung mỉm cười nói đừng lo lắng lục ngô là thuộc hạ của gia sư không bao lâu sau đám người đã bay đến trước mặt lục châu tiểu diên nhi nhảy khỏi lưng bạch trạch chạy tới hỏi sư phụ người không sao chứ lục châu lắc đầu nói hòa phượng mạnh ngoài sức tưởng tượng vi sư chỉ có thể đánh nuôi nó ách đánh lui còn sống đã là không tệ đánh lui là khái niệm gì khổng văn ngẩng đầu nhìn lục ngô len lén nuốt nước bọt rồi rụi rụi mắt sau đó mới dám xác định đây đích thị là lục ngô cấp thú hoàng lục ngô đưa quả trứng cho minh thế nhân cất kỹ đây là gì ạ đừng truyền ra ngoài lục châu căn dặn vâng minh thế nhân vốn định mở ra xem nhưng thấy sắc mặt sư phụ nghiêm túc lập tức hiểu ý vội vàng nhét nó vào túi hành trang tam sư huynh tiểu diên nhi và hải loa hành lễ đoan mộc sinh thu hồi bá vương thương mỉm cười nói các vị sư muội đã lâu không gặp tam sư huynh mạnh hơn xưa nhiều rồi tiểu diên nhi nói so với các sư huynh thì ta còn kém xa lắm đoan mộc sinh gãi đầu ngu thượng nhung mỉm cười khích lệ đệ vốn là người khắc khổ tu hành nay có lục ngô giúp đỡ chờ thêm một thời gian nữa tất có thể vượt qua ta và đại sư huynh đa tại nhị sư huynh khen ngợi tâm tình đoan mộc sinh rất tốt lục châu nhìn lên thiên không bầu trời vẫn tối đen xám xịt không chút ánh sáng nên tìm chỗ nghỉ ngơi một chút lục ngô vốn định dẫn mọi người đến sân mạch bí mật cách đó trăm dặm nhưng nơi này hoàn cảnh quá kém không thích hợp cho nhân loại cư ngụ cũng may khổng văn có kinh nghiệm phong phú đề nghị mọi người đi về hướng đông nơi đó có một cánh rừng bao la lưng lựa vào vách núi lại có sông ngòi uốn quanh thích hợp để nghỉ ngơi bầu trời không trăng cũng không sao đoàn người lục châu đi tới cánh rừng lục ngô nhìn quanh với vẻ nhàm chán nhân loại thật không thú vị ngươi là hung thú nằm ở đâu ngủ cũng được nhân loại thì không giống như thế đoan mộc sinh nói nhớ ngày đó đoan mộc chân nhân lấy trời làm chăn lấy đất làm giường ngay cả trong nước cũng có thể ngủ khổng văn nghe đến tê cả ra đầu rón rén đi tới cạnh Minh Thế Nhân, thấp giọng hỏi, đây, thật sự là thú hoàng sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Minh Thế Nhân liếc hắn một cái rồi không nói gì nữa lục châu cao giọng nói, chúng ta nghỉ ngơi ở đây một khoảng thời gian mọi người tự mình tu hành, đừng rời đi quá xa vâng đám người không người đáp lục châu, tìm một chỗ ẩn náu trên cây cổ thụ, thôi động tử lưu ly, gấp rút khôi phục lực lượng thiên tướng sau đó hắn gọi ra mệnh cung, không hề do dự đặt mệnh cách chi tâm của xích nhãn chữ yêu vào thất bại cũng không sao, hiện tại số lượng mệnh cách của hắn quá thấp, tranh lệch rất nhiều so với chân nhân chất lượng có thể chậm lại một chút, mở hết khu vực cấp nhân, rồi tính tiếp khu vực cấp thiên quá kén chọn mệnh cách chi tâm, lại mang tới thống khổ vô cùng cấp nhân, thì dễ dàng hơn nhiều cách mệnh cách chi tâm bắt đầu chìm, vào khu vực mệnh cách hoàn cảnh nơi này rất dễ ẩn náu, bí ẩn chi địa lại rộng lớn, vô cùng, chỉ cần không gây động tĩnh quá lớn thì có ẩn cư 10 năm, cũng không ai phát hiện huống hồ dù có chân nhân đến. Lục Châu cũng tự tin đối phó, vì trong tay đã có thể hàng cách những người khác tản đi nghỉ ngơi minh thế nhân, lấy ra hai viên mệnh cách chi tâm, đưa cho Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung Khổng Văn cầm viên mệnh cách chi tâm của Chu Yếm không ngừng thưởng thức, cẩn thận lau chùi một lúc mới đem cất vào túi sau đó Khổng Văn đến tìm Nhan Chân Lạc xin mấy tấm phù chỉ Nhan Chân Lạc hiếu kỳ hỏi, cái này để làm gì? Truy tung ấn phù có thể truy tung khí tức mục tiêu lưu lại, trong không khí rất nhiều người khi ẩn nấp khí tức lại không chú ý bản thân ấn phù, cũng là một loại vết tích ta cần phải ngụy trang khí, tức ấn phù ở những chỗ khác để phòng ngừa địch nhân tìm đến nhan chân lạc gật đầu ngươi đúng là rất cẩn thận khổng văn cười đáp lão tiên sinh đối với ta tốt như vậy ta đương nhiên phải dốc sức làm có hứng thú gia nhập ma thiên các không nhan chân lạc hỏi dò khổng văn nghe vậy trên mặt lộ vẻ mừng rỡ nếu được ôm đùi ma thiên các thì hắn nằm mơ cũng cười tỉnh chỉ là ma thiên các có cao thủ nhiều như mây ngay cả lục ngô cũng chỉ là thuộc hạ hắn không có tự tin chúng chúng ta đủ tư cách không phải xem các ngươi biểu hiện thế nào nữa nhưng theo ta thì không thành vấn đề nhan chân lạc nói thật sao khổng văn lần đầu được khen ngợi không khỏi ngượng ngùng nhan chân lạc chỉ cười không nói cùng lúc đó tiểu diên nhi và hải loa cùng bạch trạch nghỉ ngơi dưới một gốc cây cổ thụ minh thế nhân bay tới đưa cho các nàng hai túi lớn hai vị sư muội giữ đồ dùng ta ta phải đi canh gác vâng tiểu diên nhi gật đầu sư huynh vất vả rồi minh thế nhân ngáp một cái vươn vai nói không sao sau đó hắn tung người nhảy lên bay về phía bìa rừng hải loa nói sư phụ dặn chúng ta không nên đi quá xa Tứ sư huynh còn chạy lung tung ta đã quen rồi, tứ sư huynh làm việc rất có chừng mực, không sao đâu tiểu diên nhi cầm lấy hai túi đồ đây là gì thế? Một cỗ hồng quang nhàn nhạt, nhạt ẩn hiện trong túi khiến hai nàng chú ý hồng biết luôn hải loa nói mở ra xem là biết ngay tiểu diên nhi nhanh tay mở túi ra một quả trứng màu đỏ sẫm lăn ra ngoài hai thiếu nữ tròn xoay mắt nhìn cái gì thế này? Ta không nhớ sư phụ có mệnh cách chi tâm kỳ quái như thế này nha. Tiểu diên nhi sờ cầm nói muội cũng chưa từng thấy mệnh cách chi tâm nào kỳ quặc như thế tiểu diên nhi nhặt một nhánh cây chọc chọc cái trứng sau đó gõ nó mấy lần bột 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 âm thanh phát ra trầm đục hải loa nói muội nhớ rồi thứ này được sư phụ bọc lại đưa cho tứ sư huynh tiểu diên nhi chớp chớp mắt vậy nhất định là đồ tốt rồi nàng vứt bỏ nhánh cây dùng ngón tay chọt chọt nó quả trứng chẳng có chút phản ứng gì tiểu diên nhi dùng lực chọt một cái rắc quả trứng xuất hiện một vết nứt thôi xong làm hỏng đồ của sư phụ rồi cửu sư tỷ trông thứ này như quả trứng gà á trứng gà tiểu diên nhi tỉ mỉ dò xét đúng là hình dạng rất giống, chỉ là lớn hơn quả trứng gà gấp mấy lần, vỏ ngoài màu đỏ sậm tỏa ra hồng quang tiểu diên nhi, vội vàng nhét quả trứng vào trong túi, xem như không có chuyện gì xảy ra nàng trở về bên cổ thụ nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi cửu sư tỷ. Hải Loa có chút mộng bức thế là thế nào? Nhưng nàng phản ứng cũng không chậm, lập tức học theo tiểu diên nhi, nằm xuống đánh một giấc sáng hôm sau lục châu mở mắt ra, lực lượng thiên tướng đã khôi phục một phần ba, có lẽ vì lam pháp thân tiêu hào quá độ, nên tốc độ mới chậm hơn bình thường một chút mệnh cung. Trước mặt khai mệnh cách rất thuận lợi, đã khảm vào được một nửa với tốc độ này, chỉ cần mất khoảng 7 đến 10 ngày là thành công thế là Lục Châu hạ lệnh, cho tất cả mọi người ở lại cánh rừng nghỉ ngơi thêm 10 ngày thừa dịp rảnh rỗi. Lục Châu mặc niệm thính lực thần thông em thanh xung quanh truyền vào tai. Cách hắn gần nhất là Tiểu Diên Nhi và Hải Loa sẽ không vỡ ra chứ? Hải Loa thấp giọng hỏi không có việc gì đâu, ta còn chẳng dùng lực mà đây không phải là mệnh cách chi tâm rồi, mệnh cách chi tâm rất chắc chắn hay là nói cho sư phụ một tiếng, tiểu diên nhi nói rắc trong túi lại truyền tới tiếng nứt gãy gọn hai nàng đưa mắt nhìn nhau tiểu diên nhi nhẹ tay mở túi ra phát hiện đường nứt tối qua đã nứt thành hình mạng nhện á tiểu diên nhi sợ hãi hô lên nếu trứng gà vỡ ra hậu quả sẽ khó mà lường được tìm sư phụ nàng không do dự nữa sách theo cái túi chạy về phía cây cổ thụ của lục châu lục châu thu hồi thần thông khẽ lắc đầu nha đầu này lại quậy phá gì nữa đây cái gì nứt ra lục châu nhảy xuống đất chờ mấy giây sau tiểu diên nhi và hải loa vội vã chạy tới thấy sư phụ đứng chắp tay dưới tàng cây, các nàng lập tức quỳ xuống đồ nhi biết sai, đồ nhi không cẩn thận làm hỏng bảo bối của sư phụ rồi tiểu diên nhi, rất thành thật khai báo hỏng rồi. Tiểu diên nhi lấy quả trứng ra đặt xuống đất cho lục châu xem kỳ quái. Đây là trứng của hỏa phượng, không lý nào lại dễ vỡ như vậy trứng của thánh thú thông thường sẽ cứng rắn. Không thua gì vũ khí thiên giai mới phải, sao có thể đụng nhẹ là hỏng. Đừng lo lắng, để vi sư nhìn xem hai thiếu nữ, và một lão đầu châu đầu vào quan sát quả trứng rắc lần này tiếng nứt vang lên rất rõ ràng khiến ba người sững sờ vết nứt trông như mai rùa chẳng chịt đầy vỏ trứng a à, đồ nhi hiểu rồi nó sắp nở tiểu diên nhi bừng tỉnh đại ngộ nói lục châu nhướng mày lạ nha hắn tận mắt thấy hỏa phượng đẻ trứng làm gì có quả trứng nào vừa đẻ xong đã nở quá phi lý chỉ có một khả năng hỏa phượng đã sớm đẻ trứng nhưng vì muốn bảo vệ trứng sợ hiện tượng mất cân bằng làm xáo trộn kế hoạch của nó bèn bất đắc dĩ từ bỏ quả trứng dẫn dụ cân bằng giả rời đi cho nên trước lúc chia tay hỏa phượng cô cô chi chi là muốn nhờ lão phu chiếu cố con của nó. Lục Châu vén tay áo lên, đánh ra một đóa liên hoa ẩn chứa lực lượng thiên tướng, bao trùm lấy quả trứng quả trứng lập tức hấp thu năng lượng sinh cơ nồng đậm lát sau. Rắc, quả trứng càng nứt ra nhiều hơn ngươi còn nứt nữa, lão phu cũng nứt theo ngươi mất nhìn xu thế này, hẳn là nó sắp nở thật rồi mang một quả trứng sắp nở đi khắp nơi không tiện, thôi thì giúp nó nở ra luôn vậy Lục Châu đánh ra từng đóa liên hoa, quả trứng ngoan ngoãn hấp thu toàn bộ khoảng một canh giờ sau rắc, phần vỏ trên nóc quả trứng bị đội lên, một con chim nhỏ màu đỏ rực trông như gà con xuất hiện trước mắt ba người hỏa kê. Tiểu Diên Nhi thốt lên là hỏa phượng lục châu, sửa lời nàng tiểu hỏa phượng bé xíu toàn thân đỏ rực, chỉ có cái đuôi là màu xanh, trông đẹp hơn gà con nhiều nó bước đi một bước đã ngã lăn ra đất, miệng kêu chíp chip, chip ha ha. Tiểu gia hỏa tiểu Diên Nhi vươn tay ra, tò mò chào hỏi nó hỏa phượng dùng cánh trống xuống mặt đất để đứng lên, rồi lại ngã xuống nó thử đến mấy lần. Rốt cuộc mới đứng vững nó ngẩng đầu nhìn lên thế giới bên ngoài sau đó, đột ngột dương cánh kêu chít chít vội vàng chạy tới chỗ tiểu diên nhi tiểu diên nhi giật nảy mình toàn thân bay lên lơ lửng giữa không trung chột dạ nói ê ê ta đâu có hại người đâu hỏa phượng giang cánh muốn bay lên theo không thể không nói năng lực thích ứng của hung thú rất mạnh chỉ chưa tới một khắc đồng hồ mà nó đã đi lại vững vàng không còn ngã trái ngã phải như trước hỏa phượng vỗ cánh vừa bay lên được một mét đã cắm đầu rơi xuống sư phụ làm sao bây giờ tiểu diên nhi nhìn hỏa phượng lại cố gắng vỗ cánh bay lên rồi té xuống ấp úng hỏi Lục Châu cũng không biết nên phán đoán thế nào, chỉ có thể tiếp tục quan sát nhưng hắn lại không có nhiều thời gian rảnh, bèn nói, Diên Nhi, người trông chừng nó, nếu có dị biến thì báo cho Vi Sư A. À. Tiểu Diên Nhi nhìn con hỏa phượng lào đảo bay lên, há hốc mồm nói, chăm sóc nó. Đó là hậu duệ của thánh thú hỏa phượng nhớ lại cảnh tượng hỏa phượng oai phong hùng vĩ. Tiểu Diên Nhi chớp chớp mắt hỏi, về sau nó cũng sẽ trở thành thánh thú sao? Có lẽ vậy Lục Châu cũng không rõ suy cho cùng không phải cứ là loài hung thú đó, thì đều có thể thành thánh chỉ có thể nói ghen của nó, tốt hơn những con hung thú khác nhiều, có tỷ lệ thành thánh cao hơn tiểu diên nhi mỉm cười, sung phong nhận việc, vậy đồ nhi sẽ chăm sóc nó. Lục Châu gật đầu, hiện tại nó vẫn còn đang trong thời kỳ ấu thú, hình dáng của nó quá đặc thù, người hãy nghĩ cách ẩn tàng cho nó tiểu diên nhi nghĩ ngợi rồi đáp, chuyện này dễ ẹc, đồ nhi biết rồi vậy lui xuống đi vâng tiểu diên nhi bay về phía hỏa phượng, tóm lấy nó sách lên hỏa phượng dãy ruộng kêu chip chip hải loa, tiểu diên nhi hỏi, sư muội, muội thông hiểu thú ngữ, có biết nó đang nói gì không? Hải loa lắc đầu biểu thị không biết tiểu diên nhi tóm cánh nó nói, ta sẽ chăm sóc người thật tốt, đừng sợ nha hai người mang theo tiểu hỏa phượng rời đi lục châu, bay trở về ngọn cây cổ thụ, phát hiện mệnh cách chi tâm đã chìm hẳn vào trong khu vực mệnh cách, thuận lợi tiến vào giai đoạn 2, hấp thu thọ mệnh quá trình khai mệnh cách thuận lợi hơn hắn mong đợi cùng lúc đó, bên ngoài cung điện bạch sắc lam hy hòa ngẩng đầu nhìn không trung xanh thẳm, như có điều suy nghĩ lát sau, một nữ hầu đi tới, không người nói, Chủ nhân, bên phía thánh điện nói hiện tượng mất cân bằng đã tăng thêm một bậc, bí ẩn chi địa rơi vào trạng thái hỗn loạn có phát hiện ra điều gì bất thường không? Bí ẩn chi địa quá lớn, người của thánh điện chưa tìm ra nữ hầu nói Lam hi Hòa, thở dài một tiếng thiên hạ đại loạn, muốn thu thập tin tức đã khó nay lại càng khó năm ngày sau rắc lục châu mở mắt, cảm thấy trong đan điền khí hải truyền đến lực lượng mênh mông khu vực mệnh cách, trên mệnh cung lóe ra quang mang, liên tọa đã lớn thêm một vòng lục châu gọi ra tinh bàn. Mười đạo mệnh cách theo thứ tự phát sáng chói mắt nhất vẫn là mệnh cách chi tâm của Lục Ngô Lục Châu hài lòng thu hồi tinh bàn đáp xuống đất, lệnh cho tất cả mọi người tập hợp, trừ Minh Thế Nhân không thể trở về. Những người khác rất nhanh đã tụ tập tại gốc cổ thụ Tiểu Diên Nhi và Hải Loa mang theo Tiểu Hỏa Phượng đứng ở hàng đầu tiên Tiểu Hỏa Phượng trông hoàn toàn khác. Trước đuôi nó bị cột lại thành một chùm, lông trên thân đã nhuộm thành màu khác. Lục Châu cao mày nói, đây là hỏa phượng. Sư phụ, làm như vậy thì không ai có thể nhận ra nó nữa. Tiểu Diên Nhi nói đám người ma thiên các đã cạn lời với nàng từ lâu, nếu không phải đã biết đây là hỏa phượng, thì ai cũng sẽ cho rằng nó chỉ là một con gà phổ thông mà thôi. Mấy ngày nay đám người từ kinh ngạc chuyển sang tiếp nhận, sau đó là ngưỡng mộ muốn chết tương lai tiểu hỏa phượng, chắc chắn sẽ cường đại không kém gì lục ngô. Thế nên mọi người đều lý giải được cách làm của Tiểu Diên Nhi Lục Châu nói, chuyện của Hòa Phượng phải giữ bí mật nếu dám tiết lộ, bản tọa quyết không khoan dung đám người không người đúng lúc này, bốn huynh đệ khổng văn đi tới trước mặt lục châu quỳ xuống nói lão tiên sinh ta có một việc muốn thỉnh cầu nói đi truy cập halayzi com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời em ly cà phê nhé huynh đệ chúng ta mong được gia nhập ma thiên các mong lão tiên sinh cho chúng ta một cơ hội kỳ thực lục châu cảm thấy bốn người này gia nhập ma thiên các có hơi miễn cưỡng thực lực bọn hắn không bằng đám người tôn mộc nhưng dọc theo con đường này bọn hắn biểu hiện rất tốt biết điều hiểu chuyện khiến lục châu cũng thấy nên thay đổi sách lược thu nhận người tài không nên chỉ xét tu vi, bắt buộc phải cân nhắc tới nhân phẩm của đối phương. Lục Châu vuốt dâu nói, các ngươi thật sự muốn vào Ma Thiên Các? Khổng Văn đáp, ta và Nhan Tả sứ đã tán gẫu mấy đêm nay, ta hiểu rõ quy củ Ma Thiên Các hơn nữa. Huynh đệ chúng ta đã nghĩ rõ ràng, để tỏ lòng thành ý, viên mệnh cách chi tâm này xin dâng lên, cho ngài hắn đưa lại viên mệnh cách chi tâm Lục Châu đã ban thưởng trước đó. Lục Châu cảm thấy khá bất ngờ, dù sao chu yếm cũng là thú vương. Khổng Văn tiếp tục nói, ta biết thực lực của chư vị rất mạnh mẽ viên mệnh cách chi tâm này càng thích hợp để chư vị sử dụng hơn, để cho chúng ta dùng chính là đại tài tiểu dụng bốn người đồng thời không người nói. Mong lão tiên sinh nhận cho mọi người gật đầu nhìn bốn huynh đệ bốn người này, rõ ràng là hiểu chuyện hơn đám tôn mộc, rất nhiều người kính ta một thước, ta kính người một trượng lục châu nói, đồ vật lão phu đã cho sẽ không nhận lại a. À. Khổng văn gấp gáp nói, lão tiên sinh không muốn thu nhận chúng ta ư. Lục châu lắc đầu, nếu các ngươi đã nghĩ kỹ càng, vậy thì lưu lại ma thiên các đi bốn người lập tức sửng sốt, Ngây già không nói nên lời bọn hắn vốn đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị cự tuyệt, nào ngờ, còn thất thần cái gì? Nhan chân lạc nhắc nhở khổng văn lấy lại tinh thần, vội vàng cùng các huynh đệ dập đầu bái lạy, bái kiến các chủ. Tinh, thu hoạch được bốn thuộc hạ, ban thưởng bốn nghìn điểm công đức lục châu hài lòng nói, đứng lên đi vâng bốn người lục tục đứng dậy khổng văn nói, viên mệnh cách chi tâm này. Các chủ đã cho ngươi, ngươi cất kỹ đi còn cho là chúng ta muốn cướp của ngươi chắc. Lục Ly nói yên tâm đi, thứ đồ này ma thiên các không hề thiếu nhan chân lạc, nói khổng văn gãi đầu đám người bật cười ha hả có lẽ, trong bí ẩn chi địa gặp quá nhiều chuyện lục đục chắc trở, tình người lạnh bạc nên nhìn mọi người thoải mái vui vẻ như vậy. Bốn huynh đệ cũng mỉm cười theo độ trung thành tăng lên không ngừng lục châu gật đầu nói, nói chính sự bí ẩn chi địa có nơi nào thích hợp khai mệnh cách không? Ý của các chủ là, khổng văn khó hiểu hỏi lại tiểu diên nhi, và hải loa tấn thăng thập diệp đã lâu theo lý thuyết, các nàng lẽ ra phải là người tấn thăng thiên giới bà xa sớm nhất ma thiên các lục châu nói khổng văn minh bạch đáp lời đúng là có một chỗ thích hợp đi về phía tây vạn dặm gần đến khu vực hạch tâm trong bí ẩn chi địa sẽ gặp được trấn thọ khư một cổ thành còn sót lại từ thời thượng cổ nghe nói nơi đó có cổ trận chiếm cứ tốc độ khai mệnh cách và tu luyện đều sẽ để thăng gấp mấy lần còn có chỗ tốt như vậy đây chẳng phải sẽ khiến người người tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu nhan chân lạc hiếu kỳ nói khổng văn lắc đầu có lợi đương nhiên cũng có hại nơi đó bị hung thú chiếm cứ tu hành giả bình thường không cách nào đến gần mà chân nhân trở lên lại không cách nào vượt qua ranh giới sẽ bị cân bằng giả phát hiện nhưng hiện tại thế giới đang mất cân bằng việc này không nói trước được lục châu gật đầu nơi này rất phù hợp với nhu cầu của đoàn người hiện tại lục châu có thể hàng cách cường hóa phòng thân không sợ chân nhân nếu tiểu diên nhi và hải loa có thể thành công tiến vào thiên giới bà sa quá xuất sư sẽ giúp hắn đi ngang trong bí ẩn trì địa lúc này cái đầu khổng lồ của lục ngô xuất hiện trên không trung nó mở miệng hỏi muốn đi chấn thọ khư người cũng biết chấn thọ khư lục châu hỏi chỗ đó rất là tả môn là thánh địa tu hành của đám bò sát thời cổ đại nhưng tả môn cực kỳ lục ngô nói đoan mộc sinh cao mày đã nói với ngươi bao nhiêu lần không được dùng từ bò sát để hình dung nhân loại thiếu chủ đừng gọi ta là thiếu chủ đoan mộc sinh nói ách lục ngô thở phì phò về sau không nói là được chứ gì đám người cười ha hả lục châu không ngại việc này tư duy của nhân loại và hung thú không giống không nhất thiết phải ép buộc nó, bèn hỏi, ngươi đã từng đến chấn thọ khư. Lục ngô ngẩng đầu nhìn lên không trung tựa, như đang nhớ tới một số hồi ức không vui nào đó, đoan mục chân nhân từng đến đó một lần, bị hao tổn ngàn năm thọ mệnh giảm thọ. Đoan mục sinh cao mày hỏi khổng văn nói xen vào, đúng là có lời đồn như thế, đó cũng là lý do nơi này được gọi là, chấn thọ khư nghe nói những người nán lại ở chỗ này càng lâu, thì càng già đi rất nhanh đám người đưa mắt nhìn nhau lo lắng nhất chính là tiểu Diên nhi, và hài loa hay là, Thôi đi Tiểu Diên Nhi nói, Đồ Nhi xung kích thiên giới bà sa ở đâu cũng được, mà Đồ Nhi cũng vậy hải loa phụ họa Lục Châu nhìn các nàng, thản nhiên nói, các ngươi đã sớm bước vào thập diệp, khai mệnh cách không khó, có hy vọng vừa ngưng tụ thiên giới bà sa đã xung kích hai mệnh cách, thậm chí là ba mệnh cách vu chính hải cười nói, hai vị sư muội sợ đau có đúng không? Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên mình ngưng tụ thiên giới bà sa, mang tới nỗi thống khổ cỡ nào làm gì có Tiểu Diên Nhi nói, đi thì đi hỏa phượng bay lên đối diện với tiểu diên nhi nó giang cánh há miệng ra hai cánh tỏa ra hồng quang tiểu diên nhi vươn tay tóm chặt cánh nó xách lên nói ngoan lát nữa ta sẽ bắt sâu cho ngươi ăn đám người thật khó tưởng tượng con gà này sẽ là thánh thú tương lai nha khổng văn nói tiếp nhưng chính bởi vì đặc điểm này của trấn thọ khư nên đây cũng là một cơ hội tiến vào đó có thể tìm được thiên tài địa bảo có tác dụng kéo dài thọ mệnh có khi sẽ gặp được vài con hung thú cường đại với tu vi của các chủ thì đánh hạ bọn chúng không thành vấn đề khổng văn cho rằng Lục Châu là cấp bậc chân nhân phàm là có chân nhân dẫn đường, cho dù gặp phải nguy hiểm cũng có thể thong dong rời đi chẳng hạn như tần nhân viện, có thể mang 49 kiếm khách an toàn rời đi diệp chính vốn cũng có cơ hội. Đáng tiếc hắn lại đắc tội với Lục Châu và thú hoàng Lục Ngô Lục Châu gật đầu nói, nghỉ ngơi hai ngày, sau đó chúng ta xuất phát đám người không người tuân mệnh Lục Châu nhìn về phía Lục Ngô, người rất hận diệp chính. Lục Ngô gầm gừ, nếu không phải hắn trốn thật nhanh thì bản hoàng đã bẻ xương lột ra hắn. Nói xong Lục Ngô quay đầu rời đi đoan mộc sinh lúng túng khom người hành lễ với lục châu sư phụ đồ nhi sẽ dạy bảo nó đàng hoàng lục châu nhìn đoan mộc sinh dò xét rồi nói xem ra người đã tiến bộ không ít được sư phụ khích lệ trong lòng đoan mộc sinh vui như hoa nở cười đáp đều nhờ sư phụ chỉ điểm lục ngô tiếp tục cố gắng mặt khác vi sư đã truyền thương thuật phá trận tử cho lục ngô để hắn dạy ngươi đừng lơi lỏng tập luyện đồ nhi cần tuân sư mệnh lục ngô nói xong lục châu trở về cổ thụ đoan mộc sinh nhảy lên người lục ngô hỏi sư phụ ta dạy ngươi thương thuật phá trận tử Lục Ngô lẩm bẩm nói, về sau nói cho ngươi nghe tại động Thiên Phúc địa nhạn Nam Thiên trong, thùng thuốc nồng đậm sương khói mờ mịt, Diệp Chính mở mắt, trên mặt lộ vẻ vui mừng chúc mừng Diệp, chân nhân trở lại vị trí chân nhân một đệ tử khom người nói Diệp Chính, lấy ra tinh bàn, 18 mệnh cách theo thứ tự sáng lên đáng tiếc là, độ sáng chưa đủ trưởng lão nói, tuy ngài đã trở lại tu vi chân nhân, nhưng nguyên khí phong bạo xuất hiện khiến ngài hao tổn không ít tu vi, phải tu luyện một thời gian mới chân chính trở lại thời kỳ đỉnh phong Diệp Chính trầm mặc một lúc rồi gật đầu nói, ta đã biết trưởng lão còn nói, phía sau núi có ba con thú vương ửm sắc mặt Diệp Chính không thay đổi, khẽ gật đầu, còn nói gì nữa không? Trưởng lão nói chỉ có ngày mới có thể báo thù cho tam thập lục thiên cương, mong ngày sớm ngày khôi phục tu vi Diệp Chính thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra hình ảnh 36 nho sinh trình, trong ngọn lửa bốn vị trưởng lão đâu? Diệp Chính hỏi bốn vị trưởng lão đã đến bí ẩn chi địa. Nói là muốn thu hồi chấn thọ thung chỉ có chấn thọ thung, mới có thể giúp ngài hồi phục nhanh chóng diệp chính nghe vậy không biết nên nói cái gì nhạn nam thiên gần như đặt toàn bộ hy vọng lên người hắn mà hắn lại cô phụ kỳ vọng của tất cả mọi người lui xuống đi vâng lục châu thành công khai người mệnh cách sử dụng lực lượng thiên tướng quan sát các đồ đệ ở hồng liên và kim liên ngoại trừ hoàn cảnh ác liệt ra thì chưa có gì bất thường hắn chú ý thấy tư vô nhai chuẩn bị đột phá thập diệp giang ái kiếm lại rời khỏi bồng lai đảo đến thiên vũ viện còn mang theo một đống kiếm không biết xấu hổ nhờ vương đại trùy chế tạo cho sáng sớm hai ngày sau Đoàn người Ma Thiên các tập hợp xuất phát đám người nhảy lên lưng Lục Ngô ngay cả Bạch Trạch cũng được hưởng thụ cảm giác được trở lại như thế nào Lục Ngô, lần này vất vả ngươi rồi Đoan Mộc Sinh cầm bá vương thương đứng ở phía trước, nói với nó bốn huynh đệ khổng văn hưng phấn vô cùng, đời này bọn hắn chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình được cưỡi, trên lưng thú hoàng Lục Ngô cao ngạo nói, ngồi cho vững oanh, bốn vó đạp đất, nó nhảy vào trong hắc vụ mênh mông Lục Ngô cố ý khoe khoang thực lực, sử dụng tốc độ kinh khủng để phóng đi, mỗi bước hơn ngàn trượng vốn phải cần 10 ngày nửa tháng mới tới nơi nhưng với tốc độ của lục ngô chỉ cần hai ba ngày là đủ lục châu lại tiếp tục sử dụng thẻ dịch dung và thẻ ẩn tàng trên đường đi đám người nhìn thấy rất nhiều đoàn hung thú di chuyển đại quy mô lít nhà lít nhít kéo về hướng đông thật lâu rồi chưa thấy lại cảnh tượng này khổng văn tán thán nói việc di chuyển có thể giải quyết tình trạng mất cân bằng thật sao lục ly hỏi không rõ nữa khổng văn thở giải đáp chân nhân còn không giải quyết được vấn đề này chỉ sợ chúng nó làm thế cũng không ích gì nhưng nếu chúng không di chuyển thì sẽ thế nào đây Vấn đề này khiến mọi người trầm mặc tu hành giới có rất nhiều nan đề. Việc mất cân bằng chưa phải là vấn đề khó khăn nhất một khi hỗn loạn đến cực hạn, thiên địa sẽ khôi phục bình tĩnh so với việc này. Thiên địa ràng buộc mới là điều khó xử lý nhất khổng văn. Cười nói đám người gật đầu đồng tình ba ngày sau, đoàn người đã đến rất gần chấn thọ khư đoạn đường này thật thuận lợi, không gặp phải nhân loại, cũng chẳng thấy thú hoàng cường đại nào lục ngô vốn chính là thú hoàng. Có sợ cũng là người khác sợ nó hơn nữa bí ẩn chi địa lớn như vậy, muốn gặp nhân loại cũng không dễ dàng đúng lúc này, lục ngô bỗng nói phía trước chính là trấn thọ khư lục ngô đáp xuống không tạo thành chút âm thanh nào tựa như con mèo lớn uyển chuyển đoan mộc sinh nói nếu mỗi lần di chuyển ngươi đều êm ái như thế này thì tốt biết mấy lục ngô minh thế nhân cười nói tam sư huynh nhân loại và hung thú không giống nhau chẳng hạn như cầu tử nó đi tới đâu cũng thích đào hố cứ như sợ người khác không biết nó đến đây là một kiểu đánh dấu lãnh địa công khai của hung thú vậy sao lần này đoan mộc sinh gãi đầu hỏi nơi này là trấn thọ khư thiên tài địa bảo rất nhiều, khả năng có thú hoàng ẩn nấp khổng văn. Giải thích đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía màn sương mù dày đặc trước mặt, như thể có một con đường ngăn cách chấn thọ khư với bí ẩn chi địa. Trong chấn thọ khư bỗng chuyển ra tiếng hét thảm từ trong sương mù, một đạo thân ảnh cấp tốc bay vọt ra, rơi bịch xuống đất thân ảnh kẻ đó toàn là máu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, hốt hoảng nói, đừng đi vào, đừng đi vào. Chạy mau. Lục Châu cao mày nói, cớ gì ngươi lại sợ hãi như vậy? người kia nuốt một ngụm nước bọt gian nan bỏ dậy lắp bắp nói quái vật quái vật chưa bao giờ thấy cái đầu khổng lồ của lục ngô áp xuống đôi mắt to như nhật nguyệt nhìn hắn chằm chằm tu hành giả kia vừa ngẩng đầu nhìn lên đã trợn tròn mắt a à một tiếng ngã xuống hôn mê bất tỉnh minh thế nhân cạn lời nói nhát gan như vậy còn đến bí ẩn chi địa làm gì về nhà trông con đi lục châu truyền cho người kia một trưởng lực lượng thiên tướng hắn tỉnh lại không nói hai lời nhanh như chớp đã không còn bóng dáng soạt bên phía trấn thọ khư chuyển đến âm thanh cự thạch rơi xuống đám người đưa mắt nhìn nhau lục châu bút dâu tay chắp sau lưng đi vào trong trấn thọ khư khi bọn hắn vừa bước vào một loại cảm giác kỳ lạ xuất hiện tựa như đám người đang di chuyển dưới mặt nước nguyên khí xung quanh nồng đập gấp mấy lần mọi thứ đều trở nên nhanh hơn ngu thượng nhung điểm nhẹ mũi chân bay lên một trụ đá ôm kiếm nhìn bốn phía không hổ là thánh địa tu hành hắn đã cảm giác được tốc độ ngưng tụ nguyên khí nhanh hơn trước nhiều lần có động tĩnh minh thế nhân nói phía trước lại chuyển đến âm thanh cự thạch rơi xuống đất ngu thượng nhung mỉm cười nói để ta đi xem một chút thân ảnh như tơ liễu vọt về phía trước kiếm cương nở rộ hư ảnh lục châu cũng lóe lên rồi biến mất những người khác không hề do dự bay theo chỉ có lục ngô cảm thấy nhàm chán nên nằm xuống tại chỗ nhắm mắt nghỉ ngơi liên tục chạy suốt ba ngày nó cũng muốn được xả hơi một chút lục châu bay đến giữa không trung quan sát cảnh tượng bên dưới đám người đã đuổi tới lăng không đứng bên cạnh lục châu nhìn về phía quái vật trước mặt khiến da đầu run lên đó là một sinh vật toàn thân đen nhánh, thân cao 3, 4 mét, phần trên để trần trông như con người hắn có mắt có mũi, có tứ chi và ngũ quan, đôi mắt trông như mắt cú mèo. Nhưng điều kỳ quái nhất là giữa lồng ngực hắn hoàn toàn chẳng có gì, chỉ có một lỗ hồng cực lớn xuyên từ trước ra sau. Tiểu Diên Nhi sợ hãi trốn sau lưng mọi người, thò đầu ra nói, đây, đây là hung thú gì thế? Tin tức về quái vật hiện ra trước mắt Lục Châu tính danh, qua nhĩ thân phận, Quán hung tộc Tu Vi, thiên giới bà Sa từ khi rời khỏi đại viêm đến nay, Lục Châu đi đến đâu cũng đều gặp giống loài thuộc về phạm chủ nhân loại, dù có xuất hiện dị tộc thì cũng không khác gì con người nhưng quán hung là gì? Khổng Văn, người được xưng là hung thú biết tuốt, cũng phải suy nghĩ hồi lâu mới nói, đây là quán hung quán hung. Khổng Văn nói, trước đây thật lâu, bí ẩn chi địa cũng có bốn mùa, có mặt trời mọc và lạn hàng ngày nơi này có rất nhiều chủng tộc cùng nhau sinh tồn về sau khi thiên địa xảy ra tai nạn, một số chủng tộc dần dần biến mất quán hung là một trong sáu chủng tộc dị dạng chủng tộc dị dạng. Bởi vì bọn hắn trông giống nhân loại nhưng lại hoàn toàn không phải nhân loại, nên được gọi là chủng tộc dị dạng tộc vô tràng và kỳ quang biến mất đầu tiên, nghe nói đã rời khỏi bí ẩn chi địa, về sau chỉ còn lại bốn tộc dị dạng là tam thân, tam thủ, nhất tí và quán hung khổng văn nói bổ sung, bọn hắn lẽ ra đã bị diệt tuyệt từ lâu rồi mới phải. Tiểu Diên Nhi lập tức che mắt không dám nhìn tên quán hung kia, càng không muốn suy nghĩ đến ba loại chủng tộc mà khổng văn, vừa kể chỉ cần nghe tên đã biết bọn hắn dị dạng cỡ nào quá đáng sợ rồi vù một cây côn trắng kiện bay vào tay tên quán hung hắn cắm côn vào giữa lồng ngực chống hoác sau đó hai tên quán hung khác có dáng người thấp bé hơn nhảy tới ba người đồng thời cùng treo trên một cây côn trông như một cái đòn gánh tên quán hung cao to nói rời khỏi trấn thọ khư kẻ này lại biết nói ngôn ngữ của nhân loại lục châu thản nhiên hỏi lý do nơi này không phải chỗ các ngươi có thể đến qua nhĩ khàn khàn nói các ngươi chiếm hết chỗ tốt, bây giờ đến bí ẩn chi địa cũng muốn chiếm." Khổng Văn thấp giọng giải thích, cổ tịch ghi chép, bốn chủng tộc dị dạng sống tách biệt với loài người bọn hắn hẳn là rất thống hận chúng ta, việc này rất dễ lý giải người khác nhìn thấy bọn hắn, cảm thấy bọn hắn dị dạng, nhưng trong mắt bọn hắn thì đám người Lục Châu mới thật sự là dị dạng. Ở đâu ra đám người ngực đặc thành một khối thế này, quá xấu rồi." Lục Châu nhìn tên quán hung, nói, "Ý ngươi là, Trấn Thọ Khư là địa bàn của các ngươi?" Qua nhĩ gật đầu, Khổng Văn lập tức nói, đánh rắm. Trấn Thọ Khư vẫn luôn là tồn tại biệt lập 12 vạn năm trước, nơi này hẳn là địa bàn của nhân loại, bao giờ lại đến lượt chủng tộc quán hung các ngươi. Qua nhĩ nhìn khổng văn, nói rõ ràng từng chữ, hiện tại nơi này thuộc về bọn ta đúng lúc này, trong Trấn Thọ Khư, có 5 tên quán hung cao to bay ra đuổi bọn hắn đi 5 người kia đứng thẳng, bộ ngực rỗng tuếch bỗng phát sáng lên lực lượng mệnh cách. Năm đạo cương ấn quang trụ đánh về phía đám người ma thiên các lục châu, nâng tay gọi ra tinh bàn phanh 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 tinh bàn tỏa kim quang ngăn trở toàn bộ lực lượng mệnh cách qua nhĩ đột nhiên xoay người hai tên tiểu quán hung treo trên cây côn tựa như đạn pháo bắn tới dương nanh múa vuốt cặp mắt cú mèo trợn trừng để ta đoan mộc sinh nâng bá vương thương tử long trên hai tay xuất hiện tỏa ra quang mang phanh 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 trong giây lát hắn đâm ra mấy chục thương hai tên tiểu quán hung bị đánh lui chật vật nhảy ra sau đoan mộc sinh nắm chặt bá vương thương toàn thân tà khí lẫm nhiên như biến thành người khác lơ lửng giữa không trung qua nhĩ ngẩng đầu nói ma Mà... Đoan Mộc Sinh thi triển loại lực lượng này, toàn thân sung sức gấp mấy lần, Tử Long vườn quanh thân không ngừng công kích qua nhĩ thương cương đánh vào người qua nhĩ, tia lửa văng ra khắp nơi thật rắn chắc. Đám người tán thưởng Minh Thế Nhân thấp giọng hỏi Khổng Văn, đám quái vật này có nhược điểm gì? Khổng Văn lắc đầu nói, không biết, nhưng ta biết một điều, khi chúng nó bạo liệt sẽ sinh ra lực sát thương cực mạnh, hơn nữa còn có thể bắn ra một loại độc có tác dụng ăn mòn rất ghê gớm, không có nhược điểm. Minh Thế Nhân cao mày chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio đoan mộc sinh và qua nhĩ kịch đấu mấy trăm hiệp dù đoan mộc sinh có thể áp chế đối phương nhưng lại không cách nào đánh giết hắn lúc này năm tên quán hung cao lớn cũng vọt tới sáu tên đồng thời bao vây đoan mộc sinh đoan mộc sinh lấy một địch sáu vẫn không rơi vào thế hạ phong vu chính hải và ngu thượng nhung không tiến lên hỗ trợ mà lăng không quan sát trong ma thiên cát không ai khắc khổ chăm chỉ hơn đoan mộc sinh nhưng kinh nghiệm thực chiến của hắn quá ít đối với đoan mộc sinh mà nói đây là cơ hội tốt để ma luyện sinh tử chiến liệu nguyên bách kích điệp lãng thiên trọng thương cương đánh ra ồ ạt không ngừng nghỉ, như cuồng phong vũ bão đám người nhìn mà hoa cả mắt tam sư huynh. Không mệt sao? Tiểu Diên Nhi thò đầu ra nhìn, tiểu hòa phượng đậu trên vai nàng cũng thò đầu ra nhìn trộm ngu thượng nhung cười nói, tam sư đệ quanh năm luyện tập thương thuật với bốn vị trưởng lão từ, sau khi hoa trưởng lão có được tứ phương cơ, lực phòng ngự đại tăng nếu bàn về kinh nghiệm tấn công đối thủ có lực phòng ngự cao, thì chúng ta không ai bằng hắn vu chính hải, cũng gật đầu đồng tình, nói rất đúng chỉ là, ta không ngờ trong khoảng thời gian này tam sư để lại tiến bộ nhanh đến thế tiểu diên nhi nhìn cuộc chiến trước mặt nghi hoặc nói vậy tam sư huynh có thắng được không việc này chỉ có thể nói đoan mộc sinh sẽ không rơi vào thế hạ phong nhưng muốn thắng cả sáu tên quán hung thì độ khó rất lớn đúng lúc này lục châu bỗng gọi ra vị danh kiếm thẻ nhược điểm hiện tại dùng thẻ nhược điểm vô cùng có lời không chỉ tìm ra nhược điểm của một mình qua nhĩ mà nhược điểm của toàn bộ chủng tộc quán hung đều lộ ra quả nhiên tại khu vực dưới nách ba tấc của quán hung hiện ra một điểm đỏ có tên hiện ra đến hai hoặc ba điểm đỏ lục châu, thừa cơ bay tới lui gia đoan mộc sinh, lăng không lui lại cùng lúc đó năm đạo cương ấn quang trụ, cũng bắn tới vị danh kiếm biến thành thuẫn, ngăn trở toàn bộ quang trụ đoan mộc sinh khôi phục lại như trước, nói, sư phụ, xin cho đồ nhi thêm một chút thời gian, đồ nhi nhất định có thể tìm ra nhược điểm của bọn hắn lục châu lắc đầu nói, vi sư không phải không tin ngươi, mà là chúng ta không cần phải lãng phí thời gian vào bọn hắn vị danh thuẫn, biến thành vị danh thương dài đến 10 trượng, quang mang lấp lóe nhìn kỹ hư ảnh lục châu nhoáng lên vọt vào giữa đám quán hung thương cương dợp trời xuất hiện còn hoa mắt hơn của đoan mộc sinh nhiều thương thuật sư phụ rất ít khi dùng thương thuật không ngờ tao nghệ về thương thuật của người lại cao đến thế mỗi một thương cương đều chuẩn xác đâm vào vị trí dưới nách ba tấc thế như lôi đình phanh 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 đám quán hung không ngờ tốc độ lão giả lại nhanh như vậy cả sáu tên đều bị thương cương đánh bay rơi lột đột xuống đất chiến đấu kết thúc chấn thọ khư lại rơi vào yên tĩnh đám người ma thiên các đã quá quen với tình cảnh này không lấy làm bất ngờ thương thuật này tên là phá trận tử xem rõ ràng chưa lục châu quay đầu hỏi đoan mộc sinh đoan mộc sinh mừng rỡ gật đầu đa tạ sư phụ tiếng vỗ tay của khổng văn đột ngột vang lên đám người quay đầu nhìn hắn khổng văn xấu hổ gãi đầu nói thật xin lỗi ta ta không nhịn được rắc thân thể đám quán hung tựa như tảng đá vỡ ra thành bã vụn tinh đánh giết một quán hung thiên giới bà sa thu hoạch ba năm trăm điểm công đức địa giới thưởng thêm một năm trăm điểm chủng tộc thưởng thêm một điểm x năm nghe tiếng thông báo này Lục Châu cảm thấy nghi hoặc chủng tộc thưởng thêm là cái gì? Vì sao khi giết hung thú lại không có địa giới thưởng thêm và chủng tộc thưởng thêm? Thật là kỳ quặc, logic của hệ thống có vấn đề, nha dưới mặt đất chỉ còn lại một tên quán hung, cuối cùng chưa chết, hắn thoi thóp nằm ngửa nhìn vị lão giả có thể nhẹ nhõm đánh phá tầng phòng ngự của quán hung với vẻ kinh hãi đám người đi tới quan sát, lấy làm kỳ lạ đây đâu phải nhân loại, rõ ràng là quái vật. Thi thể của quán hung bên ngoài có da như con người, nhưng kết cấu bên trong lại toàn màu xanh ngay cả máu cũng có màu xanh, kỳ lạ là máu rất ít, tựa như chỉ là dầu bôi trơn kết nối các phần cơ thể sư phụ, người làm sao phá vỡ được phòng ngự của bọn hắn. Lục Châu vuốt dầu nói, dưới nách ba tắc là điểm chí mạng, bọn hắn không có mệnh cách, không có pháp thân thì ra nhược điểm nằm ở đó, như vậy chẳng phải đâm một cái là chết ngay sao. Minh Thế Nhân tò mò nói ông trời vẫn rất công bằng Lục Châu lắc đầu nói, phòng ngự của quán hung cực cao, muốn phá vỡ điểm chí mạng không hề dễ dàng hơn nữa, điểm chí mạng của bọn hắn không chỉ có một chỗ nhìn nơi này lục châu chỉ vào phần dưới nách tên quán hung còn sót lại tiếp tục nói dưới nách ba tấc của kẻ này có đến bốn điểm trí mạng tên quán hung kia vừa nghe vậy con ngươi co rụt lại tựa như nhìn thấy quái vật trong mắt ngập tràn sợ hãi ta nhớ ra rồi khổng văn đột nhiên hô lên vỗ đùi một cái lời các chủ nói giống hệt như trong cổ tịch ghi chép tiểu diên nhi lườm hắn một cái có thể đừng đột ngột la lớn như vậy không làm ta giật mình nè xin lỗi xin lỗi kim lòng không được khổng văn nhìn lục châu càng cảm thấy các chủ quả nhiên là sâu không lường được điểm trí mạng này tương đương với số lượng mệnh cách của nhân loại phải đánh giết toàn bộ mới chết nơi này có đường vân hẳn là do hắn cố ý ẩn tàng minh thế nhân rút ly biệt câu ra phóng tới xoẹt khu vực nách hiện ra rõ ràng mọi người nhìn thấy bên dưới có bốn cái vòng tròn không quá ngay ngắn nhưng đều cách nách ba tấc lợi hại lợi hại việc này ta cũng không biết tứ tiên sinh đúng là học rộng tài cao khổng văn chắp tay nói chuyện nhỏ ta cũng được coi là người có kiến thức rộng rãi minh thế nhân vỗ bả vai khổng văn ta đã phát hiện ra khổng văn gật đầu minh thế nhân hớn hở nói ngươi thật là thú vị ta thích nhất người thành thật như ngươi xem vũ khí của ta không tên nó là ly biệt câu được thiên vũ viện dùng ba viên hỏa linh thạch đoán tạo hết 15 ngày lại dùng thuần hỏa chiết xuất hao phí thêm 300 cân tinh thiết mới nâng lên hồng cấp đó sao hả đẹp không đẹp khổng văn đáp nhìn nè phù văn bên trên có phải là rất phong cách hay không lại xem chỗ này lợi nhận mới là điểm tinh túy nhất của ly biệt câu đám người im lặng lắc đầu minh thế nhân lại lên cơn khoe khoang rồi qua nhĩ lắp bắp nhìn lục châu kinh hãi nói ngươi ngươi là ai lục châu đứng trên cao nhìn xuống hắn nơi này không phải là nơi các ngươi nên ở vì vì sao dòng chảy thời gian trong trấn thọ khư nhanh hơn bên ngoài nhiều các ngươi không có mệnh cách không thể sống được lâu lục châu nói trong yết hầu qua nhĩ như kẹt thứ gì nói không nên lời lát sau hắn mới nói thật sao lục châu hỏi các ngươi ở đây bao lâu rồi qua nhĩ trầm mặc một lúc hắn cảm giác được sinh mệnh của mình đang trôi dần đi, tốc độ sói mòn càng lúc càng nhanh 300. 20 năm qua nhĩ đáp hơn 300 năm. Các ngươi sống ở đây, đương nhiên cảm nhận được tốc độ dòng chảy thời gian có thể thấy các ngươi, vì muốn gia tăng tu vi, mà không tiếc hao tổn vô số thọ mệnh thế giới này có rất nhiều chuyện, không thể tính toán được mất có người dùng tiền mua mệnh, cũng có người dùng mệnh kiếm tiền hự con ngươi qua nhĩ co rụt lại, sau đó toàn thân hắn cứng ngắc rồi vỡ tan tinh, đánh giết một quán hung thiên giới bà xa thu hoạch 3.500 điểm công đức, địa giới thưởng thêm 1.500 điểm, chủng tộc thưởng thêm 1.000 điểm điểm công đức của Lục Châu đã tăng lên thành 111.760 điểm chết, rồi sao? Tiểu Diên Nhi gión rén đi tới nhìn một chút, trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi tiếp tục tiến tới Lục Châu, hạ lệnh đám người theo chân Lục Châu bay vào trong nội bộ trấn thọ khư trên đường đi, bọn hắn nhìn thấy vô số cổ thụ chọc trời, và khô lâu trải đầy khắp mặt đất thỉnh thoảng có hung thú chạy trốn. Rõ ràng hình thể chúng lớn hơn bên ngoài không ít cùng lúc đó, Tại một phía khác trong trấn thọ khư, có bốn người đang phi hành tới bốn người đều là lão giả tóc trắng xóa, hai người mặc trường bào trắng, hai người mặc trường bào đen đến nơi rồi ba vị lão giả khác gật đầu, quan sát trấn thọ khư tối tăm mờ mịt 12 vạn năm trước, trấn thọ khư là thánh địa tu hành trong bí ẩn chi địa, hàng năm đều có không ít tu hành giả đến đây, lịch luyện để gia tăng thực lực cách mỗi 30 ngàn năm, hạt giống thái hư thành thục, trấn thọ khư càng thêm náo nhiệt thời điểm này trấn thọ khư, hẳn là không có quá nhiều người chúng ta làm việc cẩn thận chút nên tránh đi đám hung thú cường đại phải xem mạnh cỡ nào nữa nếu là dưới cấp thú hoàng thì chúng ta không ngại bắt lấy bọn nó đoạn đường này gặp phải rất nhiều thú vương ta ngứa tay muốn chết bốn vị trưởng lão cười ha hả nhưng rất nhanh lại thở dài diệp chân nhân bị giáng cấp nếu không trở về kịp thời thì e là diệp thị không còn ánh sáng hầy nhiệm vụ của chúng ta thật nặng nề diệp chính làm người quá cố chấp không chịu nghe lời khuyên của chúng ta hy vọng tam thập lục thiên cương chết có thể khiến hắn hiểu được đạo lý này bốn người thở dài gật đầu không biết mình có đang làm đúng không bọn hắn cũng không thích phong cách hành sự của diệp chính nhưng diệp ra mà không có diệp chính thì chẳng là gì cả vẫn nên suy nghĩ cách đối phó với trấn thọ thung thì hơn ta có một kiện thánh vật có thể cung cấp năm năm thọ mệnh hẳn là đã đủ cho trấn thọ thung dùng tốt bốn vị lão giả nhìn nhau gật đầu sau đó bay vọt vào trong trấn thọ khư mấy người lục châu đã tiến vào khu vực nội bộ tốc độ di chuyển không nhanh trên đường đi không tiếp tục gặp phải quán hung bước sâu vào trong phế tích lục châu đột nhiên nâng tay ra hiệu dừng lại sư phụ sao thế ạ đám người nghi hoặc hỏi dòng chảy thời gian tăng nhanh lục châu, nhìn bảng hệ thống cứ cách một đoạn thời gian, thọ mệnh của hắn lại bị trừ đi một ngày chênh lệch một hai ngày nhỏ như vậy, người khác rất khó nhận ra, huống chi ai nấy đều có rất nhiều thọ mệnh dòng chảy thời gian. Minh Thế Nhân chạy tới, vỗ một trưởng xuống đất thanh sắc dây leo mọc lên tràn lan với tốc độ mắt thường, cũng có thể nhìn thấy Minh Thế Nhân lui về sau chục mét, dùng phương thức tương tự để gọi ra dây leo quả nhiên tốc độ sinh trưởng chậm hơn một nhịp Minh Thế Nhân. Cao mày nói, sư phụ, đây không giống dòng chảy thời gian. Có thể khống chế dòng chảy thời gian chỉ có chân nhân làm được, chỉ e là. Chấn thọ khư đang hấp thu thọ mệnh của chúng ta hấp thu thọ mệnh. Đám người kinh ngạc nói tiểu diên nhi đưa tay lên sở má, phát hiện ra rẻ vẫn còn bình thường, bèn thở vào một hơi chấn thọ khư. Cái tên này đặt rất đúng nơi này vốn không có tên, là do tu hành giả đến đây rồi đặt tên này cho nó minh thế nhân đứng lên, chỉ tay về phía trước, tiếp tục đi về phía đó tốc độ hấp thu thọ mệnh sẽ tăng gấp đôi sư phụ làm sao bây giờ đúng là muốn mạng mà càng đi sâu vào trong càng mất mạng như chơi lục châu vuốt dầu suy tư chịu hy sinh tất nhiên sẽ có được đại kỳ ngộ nhưng lục châu không gấp gáp ra quyết định việc này cần được tất cả mọi người nhất trí hành động thiên phú của mỗi người có hạn không phải ai cũng thu hoạch được kỳ ngộ chuyến đi này có lẽ sẽ có người bị hao tổn không ít thọ mệnh lục châu đứng tại đường ranh giới quay đầu nói với đám người ma thiên cát lợi và hại trong việc này bản tỏa sẽ không nói nhiều người nào muốn đi thì tiếp tục tiến lên, người không muốn đi thì đứng chờ ở chỗ này. Bản tọa sẽ không trách tội đã rất lâu rồi Lục Châu không tự xưng là. Bản tọa thường khi phải dùng đến xưng hô này là lúc hắn rất nghiêm túc và trịnh trọng trấn thọ khư, tràn đầy bất ngờ và nguy hiểm, hắn phải chịu trách nhiệm đối với từng người vu chính. Hải và Ngu Thượng Nhung không hề do dự lấy một giây, lập tức lướt tới Minh Thế Nhân cười nói, sao có thể thiếu đồ nhi. Hắn và cầu tử cũng đi tới chỉ là hao tổn thọ mệnh thôi, mà Khổng Văn và ba vị huynh đệ quả quyết đi theo tu vi của bốn người bọn họ khoảng bốn mệnh cách, thọ mệnh tầm 4.600 năm tiểu diên nhi và hải loa vốn còn do dự, nhưng thấy các sư huynh tích cực như vậy, các nàng cũng đi theo sư phụ và sư huynh đều đi cùng, các nàng không sợ nhan chân lạc cười nói, đi thôi lão lục việc này, ta suýt quên, ngươi chỉ có năm mệnh cách, lại còn bị trọng thương vậy ngươi quay lại chỗ lục ngô đi, lục ngô có thể so với chân nhân, rất an toàn nhan chân lạc nói lục ly vốn còn đang do dự, nghe nhan chân lạc khích tướng lập tức đáp, ta lẽ ra đã là người chết hiện tại sống thêm một ngày đã là kiếm lời lục ly cũng bước theo nhan chân lạc không nói nhiều ôm bả vai hắn cùng tiến tới đâu phải là sinh ly tử biệt đâu đừng có trầm trọng như vậy chứ minh thế nhân cười nói lục châu vuốt dâu nhìn lục ly gọi mệnh cung ra lục ly khẽ gật đầu gọi ra mệnh cung năm khu vực mệnh cách như ẩn như hiện còn trong trạng thái đang khôi phục nhưng mệnh cung quá nhỏ chỉ có thể chứa đủ năm mệnh cách này không còn một chỗ dư thừa nào nói cách khác hạn mức thiên phú của hắn chỉ đến đây thôi lục châu vuốt dâu nói Kế tức thái hư có thể giúp ngươi gia tăng hạn mức cao nhất, đừng quá lo lắng lục ly gật đầu, trong lòng cũng không nuôi hy vọng quá lớn bao nhiêu người đã vì kế hoạch thái hư, mà vẫn lạc, hắn làm sao dám yêu cầu xa vời nhưng lão tổ tông đã lên tiếng, thì hắn cũng có một tia hy vọng minh thế nhân bỗng tò mò hỏi, hiện tại xem ra bí ẩn chi địa quá mức hung hiểm, khu vực hạch tâm hẳn là, nguy hiểm chập trùng năm đó người lãnh đạo kế hoạch thái hư là Lam Hy Hòa, chỉ có 13 mệnh cách, bọn hắn làm sao ứng phó được nhỉ? Kế hoạch thái hư. Khổng văn mờ mịt hỏi thanh liên giới không có sao. Khổng văn lắc đầu xem ra kế hoạch thái hư, chỉ giới hạn trong hắc liên bạch liên cơ thiên đạo một mình đi vào bí ẩn chi địa, chứ không kết đoàn đội lục châu nói. Có lẽ khu vực hạch tâm mà bọn hắn tới cũng chỉ là ngoại vi đoàn người ma thiên cát, tiếp tục tiến về phía trước, xung quanh là một mảnh phế tích nơi này đúng, là đã từng có nhân loại cư trú nhan chân lạc, nói có thể bảo tồn lâu như vậy mà chưa hóa thành cho bụi, đám phế tích này cũng không đơn giản đi tới một khu vực trống, khổng văn lấy ra ấn phủ truy tung không bao lâu sau đã có kết quả bên trái tiếp tục tiến lên 10 dặm, phía trước xuất hiện quán hung nằm đầy đất khổng văn cấp tốc tiến lên kiểm tra rồi nói, các chủ, chết hết rồi thi thể đám quán hung đều đã nứt toát, trên thân có trăm ngàn lỗ thủng minh thế nhân và cùng kỳ bay lượn một vòng rồi nói, khắp nơi đều có thi thể quán hung, khoảng hơn 500 bộ thi thể đám người hít sâu một hơi, đồng loạt nhìn, về phía lục châu trong lòng mọi người sinh ra một cỗ lo lắng không tên lục châu. Vừa định sử dụng thần thông, bỗng nghe thấy phía trước chuyển đến tiếng đánh nhau, lập tức bay vào không trung đoàn người lập tức theo sau, rốt cuộc nhìn thấy một nhóm người hơn 10 quán hung và mấy chục tu hành giả nhân loại đang hoảng sợ chạy tới, trên thân dính đầy máu tươi biểu tình trên mặt bọn hắn rất giống nhau, chỉ có sợ hãi. Một tiếng kêu bén nhọn như yêu nữ trong rừng cây truyền ra, âm thanh khuếch tán như sóng âm đuổi theo đám quán hung và tu hành giả, khiến bọn hắn sợ đến hồn phi phách tán lục châu tóm lấy một người đang bay vọt tới, dùng lực lượng thiên tướng truyền vào khiến hắn bình tĩnh hơn rồi hỏi, "Đó là gì? Chúa tể giả?" chúa tể giả của trấn thọ khư chúa tể giả người kia không ngừng lặp đi lặp lại lục châu bốn tay người kia có được tự do vội vàng chạy trốn tiếng kêu càng thêm bén nhọn nhan chân lạc và lục ly phải bịt tay lại bốn huynh đệ khổng văn liên tục lùi về sau gọi ra cương khí hộ thể những đồ đệ khác đều bình yên vô sự nhìn sang nhan chân lạc lục ly và bốn huynh đệ khổng văn với vẻ kỳ quái khổng văn ngưng trọng nói là ung hòa lục ly kinh ngạc hô lên ung hòa giỏi về công tâm đó sao đúng vậy ung hòa có thể tấn công vào nhược điểm của nhân loại phóng thích ra cảm xúc tiêu cực và đe dọa khiến người có ý chí không kiên định rất dễ đánh mất bản thân mất đi bản tâm khổng văn nói vừa rồi nó phóng thích ra năng lực đe dọa khiến nhân loại cảm thấy sợ hãi gấp nhiều lần bình thường hẳn là chưa có ý định đại khai sát giới lục châu buốt dâu nói lão phu lại muốn xem xem con hung thú này lợi hại đến mức nào vừa dứt lời phía chân trời xa xôi có bốn đạo thân ảnh như ẩn như hiện lục châu nói theo sát phía sau đám người đồng loạt bay theo lục châu tiến vào khu vực trung tâm trấn thọ khư từ bên trên nhìn xuống khu vực vừa chuyển ra thanh âm chính là một tòa kiến trúc vuông vức trông như lăng mộ xung quanh có dây leo và thanh sắc vũ khí bao phủ ung hòa hẳn đang ở trong lăng mộ này kỳ quái trấn thọ khư từ bao giờ lại có lăng mộ nhì khổng văn nói ngươi từng đến nơi này minh thế nhân hỏi ách chưa từng ta đều chỉ nghe nói mà thôi lời đồn đại không thể tin phía chân trời bốn đạo thân ảnh hiện ra ngày càng rõ ràng đó là bốn vị lão giả mặc trường bào màu trắng và đen bốn vị lão giả bình tĩnh nhìn lục châu và đám người lục châu mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc các ngươi là ai không ngờ lão giả thật sự xưng tên ra lão phu là diệp duy ba người này là đồng bọn của lão phu lục châu vuốt dâu gật đầu sắc mặt như thường hỏi tiếp các ngươi đến đây làm gì vốn cho rằng sau khi báo tên đối phương sẽ bị dọa đến nhảy dựng nào ngờ còn phản tác dụng diệp duy bực mình cao giọng hỏi xin hỏi lão hữu đến trấn thọ khư để làm gì truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé đôi bên đều muốn biết rõ ràng mục đích của đối phương việc này rất mấu chốt nếu có xung đột về lợi ích thì chuyện bọn hắn muốn làm sẽ không dễ dàng còn nếu không xung đột thì biết đâu có thể hợp tác hoặc nước giếng không phạm nước sông nhưng hai phe đều không muốn tiết lộ mục đích khiến tình cảm lâm vào xấu hồ lục châu nói các ngươi nên rời đi thì hơn nơi này không nên ở lâu đám quán hung và tu hành giả đều bị ung hòa dọa chạy Lục Châu không cho rằng mấy người này có thể xử lý được, trông bọn hắn không có vẻ gì là chân nhân cả, mà ung hòa có thể là hung thú cấp thú Hoàng Diệp Duy cười ha hả nói, vì sao lão hữu lại bảo chúng ta rời khỏi đây? Nơi này vô cùng nguy hiểm Lục Châu đáp ngắn gọn nguy hiểm. Diệp Duy cười nói, thật không dám giấu giếm, bốn người chúng ta phi hành đã hơn nửa tháng, đến Trấn Thọ Khư là để lấy đi một vật đồ vật. Trấn Thọ Khư có thể có bảo vật gì? Đã qua 12 vạn năm, nếu có bảo vật cũng đã bị người ta lấy đi mất rồi, đám chân nhân đâu phải người ngu dựa vào cái gì lại buông tha cho bảo bối ở đây diệp duy thấy đối phương không cùng mục đích lập tức cười nói chúng ta chỉ đến lấy đồ vật những thứ khác sẽ không động tới vậy xin cứ tự nhiên lục châu ra dấu mời bốn vị lão giả đưa mắt nhìn nhau không vội rời bước bọn hắn đang lo lắng lục châu sẽ đâm sau lưng mình một đau đúng lúc này tiểu diên nhi đột nhiên chỉ tay về phía lăng mộ kinh ngạc nói đó là cái gì tất cả mọi người quay đầu nhìn sang phát hiện quanh lăng mộ đang bốc lên thanh sắc vũ khí là khí độc một loại khí độc có thể mê hoặc tâm trí con người khổng văn nhắc nhở lục châu có thanh thiền ngọc bách độc bất xâm đám đồ đệ có khí tức thái hư nhưng những người khác thì không nói trước được bốn vị lão giả đưa mắt nhìn nhau khẽ gật đầu diệp duy nói thì ra là có hung thú một lão giả phất tay lấy ra vài tấm phù chỉ phù chỉ hóa thành ấn phù bốc cháy rừng rực bay xuống thấy vậy khổng văn cao mày nói ngươi làm vậy sẽ kinh động đến ung hòa ung hòa diệp duy giật mình nghe đồn trong trấn thọ khư có một con hung thú làm chúa tể không ngờ lại là ung hòa ấn phù tiếp tục bay xuống bọn hắn muốn lấy đi đồ vật nhất định phải kinh động hung thú ấn phù vây quanh lăng mộ thanh sắc vũ khí nhanh chóng bị ấn phù tiêu diệt lăng mộ rung động kịch liệt tiếng kêu chói tai cuồn cuộn đánh ra bốn phía như sóng gợn càn quét khắp nơi bốn vị lão giả lập tức gọi ra cương khí hộ thể ngăn cản sóng âm đám huynh đệ khổng văn rơi xuống đất trên mặt ướt đẫm mồ hôi trong mắt xuất hiện vẻ sợ hãi nhan chân lạc và lục ly thì khá hơn một chút các đồ đệ vẫn bình an vô sự ha ha tiếng kêu của yêu nữ đột nhiên cao vút lên tần suất âm thanh chói tay gấp mấy lần trước đó ông hòa tức giận nhan chân lạc và lục ly rơi xuống đất toàn thân ướt đẫm mồ hôi cả người run run bốn huynh đệ khổng văn đã mất đi khả năng khống chế tấn công nhan chân lạc và lục ly đừng giết ta đừng giết ta khổng văn nhan chân lạc gọi to nhưng không có tác dụng đúng lúc này lục châu tung ra một trưởng cương ấn trói buộc cả bốn huynh đệ lại một chỗ ánh mắt bốn người đờ đẫn lỗ võ kêu lên đều là hung thú đều là hung thú đại ca ta bị hung thú cắn rồi bọn hắn quanh năm hành tẩu trong bí ẩn chi địa, trong tiềm thức sợ hãi nhất chính là đám hung thú ung hòa đã phóng đại nhược điểm của bọn hắn lên gấp trăm ngàn lần lục châu lắc đầu, đánh ra mấy đạo trưởng ấn phong bế đan điền khí hải bốn người, sau đó đánh ngất bọn hắn mất đi ý thức thì sẽ không bị khống chế nữa ông. Lục Ly đột nhiên gọi ra tinh bản, hai mắt đỏ bừng nhìn lên bầu trời, ta muốn chết, ta muốn chết, đừng cản ta. Thấy vậy, nhan chân lạc cấp tốc xoay người lại đánh ngất hắn tinh bản, biến mất nhan chân lạc hít sâu một hơi rồi nói, đánh ngất ta đi vu chính hải thi triển đại huyền thiên trương đánh ngã hắn bốn người diệp duy lăng không đứng trên không trung kinh ngạc nói các ngươi không bị ảnh hưởng lục châu vu chính hải ngu thượng nhung minh thế nhân tiểu diên nhi và hải loa đều không thi triển bất kỳ thủ đoạn phòng ngự nào nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo lục châu liếc nhìn bốn vị lão giả rồi nói với đám đồ đệ lui lại 10 mét vâng đám đồ đệ cấp cốc mang theo mấy người bị đánh ngất xỉu lùi về sau quả nhiên từ trong lăng mộ truyền ra một tiếng gầm giận dữ hư ảnh xông ra tận chân trời dương nanh múa vuốt đôi mắt nó đỏ ké cái miệng đỏ tươi như bồn máu lông trên người có màu vàng nó phát ra tiếng kêu cường đại gấp trăm lần trước đó lục châu gọi ra cương khí hộ thể và lực lượng thiên tướng bao phủ toàn bộ đám người tường đá xung quanh bị chấn nát ký hiệu chóc da cây cối gãy đổ khí độc lan tràn thực vật cấp tốc khô héo mà bốn vị lão giả cũng lui về sau mấy chục mét sắc mặt kinh ngạc nhìn hư ảnh kia tiếp tục như vậy không phải biện pháp nó hẳn là ung hòa cấp thú hoàng diệp duy nói chẳng lẽ phải từ bỏ không đến mức đó chủ yếu là vì nơi này có người nhìn đi lão tiên sinh kia dùng sức một người bảo vệ tất cả mọi người thực lực không thể khinh thường cho dù chúng ta tránh được ung hòa thì hắn vẫn một mực ở chỗ này ý của ngươi là phải hao tổn cùng hắn hao tổn đến khi một bên không còn lực lượng nếu người bị hao tổn hết là chúng ta thì sao vậy chỉ có thể nhận mệnh nếu đối phương vượt xa chúng ta thì không cần tranh nữa làm gì chỉ có thể trách Diệp Chính không có phúc phận này Diệp Duy. Nói bốn người gật đầu nhìn về phía Lục Châu, đây cũng là biện pháp tốt nhân tính con người tràn ngập nhược điểm Lục Ly. Có một câu nói rất chí lý, loài người luôn thích nội đấu nhân loại thích đề phòng nhân loại, không chú ý đến hung thú Diệp Chính chính là một. Ví dụ điển hình hắn đường đường là chân nhân, đề phòng tần nhân viện, đề phòng Lục Châu, nhưng lại không đề phòng hỏa phượng lợi dụng hắn để nhất bàn. Thậm chí lại còn vì thế mà suýt bị giáng cấp ung hòa cũng là thú hoàng nào phải kẻ ngu xuẩn nó nhìn đám nhân loại trước mặt há mồm nói nhân loại đáng ghét cho các ngươi nếm thử mùi vị của địa ngục hai mắt nó bắn ra quang mang cường đại như hồng sắc thái dương phóng thẳng lên trời đó là cái gì không rõ lục châu và mọi người cũng ngẩng đầu nhìn lên thiên không khi hai đoàn hỏa quang dọi vào mắt hắn lục châu đột nhiên cảm thấy trong não hải xuất hiện một cảm xúc sầu bi vô cùng có cảm giác dã rời khi phải cố sức làm việc kiếm tiền đóng tiền thuê nhà lúc còn ở địa cầu có phẫn nộ khi bị các đồ đệ phản bội có thù hận đối với đám danh môn chính phái trong thiên hạ. Từng cảnh tượng xưa cũ tái hiện trong đầu đúng lúc này, làm pháp thân trong đan điền khí hải tản mát một cỗ nguyên khí nhàn nhạt tươi mát, tựa như một gáo nước lạnh rội tỉnh lục châu lục châu hoàn hồn tinh thần đã lâu chưa, từng ba động vừa rồi lại bị gợi lên đây là năng lực của ông Hòa. Quả nhiên là hung thú cấp thú Hoàng Lục Châu đưa ra phán đoán, lui lại đáng tiếc, không ai nghe theo mệnh lệnh của hắn Lục Châu, phát hiện Vu Chính Hải và Ngu Thượng Nhung đang co mày, biểu tình có chút quái dị bọn hắn đang nhìn Lục Châu chằm chằm, trong mắt đại bộ phận đều là sợ hãi và có một phần chiến ý vu chính hải lẩm bẩm nói ai dám dẫm đạp ta ta giết kẻ ấy sư phụ một ngày là thầy cả đời là cha ngoại trừ lão nhân ra người đừng hòng có kẻ nào dám leo lên đầu ta ngồi ha ha ngu thượng nhung giữ im lặng tuy rằng biểu tình hắn quái dị nhưng thần sắc vẫn mang theo tự tin ung dung rõ ràng là cực kỳ khắc chế kỳ thực ngay cả lục châu còn bị hồng quang kia đảo loạn tâm hồn thì đám đồ đệ sao có thể thoát khỏi hạt giống thái hư không phải vạn năng không thể giúp bọn hắn đánh đâu thắng đó có lẽ đối với các đồ đệ đây là một kiểu rèn luyện tinh thần người có ý chí không kiên định rất dễ trầm mê vào quá khứ vu chính hải và ngu thượng nhung đều là người thân kinh bách chiến nếm đủ tư vị sinh tử ung hòa rất khó có thể khống chế bọn hắn nhưng đoan mộc sinh thì khiến lục châu hơi xấu hổ đoan mộc sinh nhấc bá vương thương lên đâm về phía lục châu sư phụ lại lần nữa làm càn lục châu tung trưởng đẩy hắn ra đoan mộc sinh lại cầm thương lướt tới phanh 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 sau mấy trưởng Lục Châu vung tay đánh vào ngực Đoan Mộc Sinh, Đoan Mộc Sinh bay ngược ra sau, va và vào tường ngất đi, Lục Châu gật đầu, hắn không hề trách cứ Đoan Mộc Sinh, bởi vì trong mắt Đoan Mộc Sinh, dũng khí lớn hơn sợ hãi, có can đảm khiêu chiến hết thảy. Chỉ cần ý chí hắn kiên định hơn một chút là tốt rồi lão tứ đâu. Lục Châu xoay người xem xét, nhưng không thấy bóng dáng Minh Thế Nhân đâu, gâu gâu gâu. Cùng kỳ không bị đồng loại mê hoặc tâm trí, nó há mồm sủa vang trời một đạo nhân ảnh lóe lên, nấp vào trong đám dây leo chẳng chịt chỉ nghe được Minh Thế Nhân thầm nói, vì sao vì sao lục châu cái gì mà vì sao lão đại lão nhị lão tam đều không có vấn đề gì lớn chỉ có biểu hiện của lão tư khiến lục châu nghi hoặc và lo lắng cho tới nay ngoại trừ khoảng thời gian phản bội lúc lục châu mới xuyên không đến minh thế nhân vẫn là đệ tử làm việc ổn thỏa nhất vì sao bây giờ lại thành ra thế này sư phụ các sư huynh làm sao thế tiểu diên nhi chớp chớp đôi mắt to hết nhìn trái lại nhìn phải nghi hoặc hỏi lục châu cũng nghi hoặc không kém ngươi không Cảm thấy có gì bất thường sao? Không có nha sư phụ, thật xin lỗi, vừa rồi Đồ Nhi mải ngắm nhìn hai luồng hồng quang xinh đẹp kia mà thất thần, không biết chỗ này đã xảy ra chuyện gì, Tiểu Diên Nhi gãi đầu nói Tiểu Diên Nhi không bị hồng quang ảnh hưởng lục châu, cảm thấy trong mắt nàng có một loại cảm giác thanh tịnh, không bị tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, không bị thói đời xấu xa tiêm nhiễm, nói nàng ngu xuẩn cũng được, ngây thơ đơn thuần cũng được. Tiểu sư muội, Tiểu Diên Nhi ngẩn người nhìn Hải Loa, lúc này đã đầm đìa nước mắt Hải Loa ôm mặt khóc nức nở nàng không nói một lời, chỉ khóc mà thôi. Nhưng bốn vị lão giả phía đối diện lại là một tình cảnh hoàn toàn khác Diệp Duy. Có phải ngươi muốn nuốt riêng chấn thọ thung không? Diệp Diệp Thanh, lão giả nhà ngươi dám nói xấu ta. Ăn một trưởng đi. Trưởng ấn xuất hiện đầy trời. Bốn người lao vào hỗn chiến ha ha tên hỗn đản Diệp chính ỉ mình là chân nhân. Cả ngày ra vẻ cao cao tại thượng. Không xem trưởng lão chúng ta ra gì dựa vào cái gì chúng ta phải lấy chấn thọ thung. Cho hắn. Ta muốn chấn thọ thung. Chấn thọ thung là của ta. Oanh. Chết đi cho ta, ta muốn giết các ngươi." Diệp Duy gọi ra tinh bản bao trùm bầu trời, 17 mệnh cách theo thứ tự phát sáng lên thấy cảnh này Lục Châu không khỏi kinh ngạc. Không ngờ Diệp Duy lại là cao thủ 17 mệnh cách, chỉ kém một mệnh cách nữa sẽ có thể vượt qua mệnh quan, trở thành chân nhân. Nhưng chính một mệnh cách này lại khiến hắn và chân nhân chênh lệch, như trời với đất phanh phanh phanh. Ba vị lão giả bay ngược ra ngoài, phun ra tiên huyết hư ảnh ung hòa để lộ nụ cười đắc ý hai mắt của nó tiếp tục kết nối với hồng quang trên bầu trời trong phương viên ngàn mét, chấn thọ khư hóa thành hồng sắc không gian, tựa như bị máu tươi nhiễm đỏ, rực rỡ như ánh tà dương diệp duy tà muốn đấu với ngươi. Ba vị trưởng lão cũng gọi ra tinh bản hai người 15 mệnh cách, một người 16 mệnh cách, tam đại tinh bản che phủ bầu trời chấn thọ khư bốn người tiếp tục lao vào hỗn chiến. Một tiếng kêu bén nhọn vang vọng chân trời, hư ảnh ung hòa bành trướng gấp trăm lần, cao ngất vào trong mây lục châu âm thầm mặc niệm thiên thư khẩu quyết, giữ cho tâm thái mình bình tĩnh, như trước tiếng rít chói tai và hồng quang mê hoặc nhân tâm kia đều bị ngăn ở bên ngoài tứ đại đệ tử vu chính hải ngô thượng nhung đoan mộc sinh và minh thế nhân lăng không bay lên đánh về phía lục châu tiểu diên nhi vẫn y như cũ mờ mịt không hiểu gì nhưng ánh mắt hải loa đã biến đổi lao về phía nàng trấn thọ khư loạn thành một đoàn lục châu gọi ra cương khí hộ thể đánh bay bốn người tứ đại đệ tử cho dù vây công cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của lục châu nhưng lục châu có thể cảm giác được tu vi tứ đại đệ tử có một bước tiến dài Vu Chính Hải và Ngu Thượng Nhung vẫn y như cũ không hơn kém nhau bao nhiêu, điều khiến Lục Châu kinh ngạc là lão tứ minh thế nhân, lại có lực lượng tấn công không thua gì lão đại và lão nhị đoan mộc sinh, thua ba người còn lại, nhưng lại có tiến bộ lớn nhất lực lượng suy bại, và hạt giống thái hư đã hòa làm một thể, tu hắn vào khoảng 4, năm mệnh cách Lục Châu đánh lui bốn đồ đệ xong, không vội gọi tỉnh bọn hắn ung hòa, càng mạnh thì Lục Châu càng có lợi thần thông thiên thư có thể khắc chế ung hòa, mà ung hòa lại khắc chế bốn vị lão giả đối diện sư muội. Tiểu Diên Nhi không ngừng cùng Hải Loa chiến đấu Lục Châu, vung ra một trường bắn trúng lưng Hải Loa, đánh bay nàng Tiểu Diên Nhi thuận thế khống chế Tiểu Sư muội Sư Phụ. Bọn họ làm sao thế? Tiểu Diên Nhi thấy bộ dạng của mọi người, gấp gáp hỏi nàng vừa quính lên, trong lòng bỗng có cảm giác dao động khó chịu dưới sự ảnh hưởng của ung hòa. Tất cả nhược điểm đều sẽ bị phóng đại gấp trăm ngàn lần Tiểu Diên Nhi, lập tức áp chế tâm tình kích động, tự nhủ, ta, ta vừa rồi làm sao thế này? Lục Châu căn dặn, trông trường hải loa, đừng có lo lắng vâng Lục Châu, đặt lực chú ý vào bốn vị lão giả đang chém giết lẫn nhau người sống lâu, quen nhìn cảnh tình người ấm lạnh thường sẽ có hai kết quả, một, tâm tình thản nhiên, có thể thành thánh, hai, càng có thêm nhiều tạp niệm, trở nên ngoan cố cố chấp mà Diệp Duy và đồng bọn thuộc về nhóm sau. Hư ảnh ung hòa tiếp tục bành trướng cho, đến khi có độ cao ngang với pháp thân nó ngừng lại, ngừng đầu lên trời giống lên một tiếng cường đại nhất từ trước đến giờ phong vân biến ảo thiên địa biến sắc như tận thế giáng lâm bên rìa biên giới chấn thọ khư lục ngô đang nằm dưới đất ngái ngủ bỗng dựng đứng lỗ tai sau đó nó cụp tai xuống che đi mọi tạp âm nó điều chỉnh tư thế rồi tiếp tục đánh một giấc lục châu biết các đồ đệ không cách nào chống cự đạo cường âm này hắn lăng không bay lên giữa không trung gọi ra phật tổ kim thân đại tĩnh tâm chú lực lượng thiên tướng được lực lượng thiên tướng gia trì phản âm cấp tốc bay vào tai các đồ đệ bọn hắn từ từ bình tĩnh trở lại lục châu vừa niệm khẩu quyết vừa nhìn về phía bốn vị lão giả toàn thân bốn người đều là máu hai mắt đỏ bừng ai nấy đều đã bị thương không nhẹ trừ diệp duy ra ba người còn lại đều mất đi một mệnh cách bốn người vẫn như cũ chém giết nhau không phân địch ta ung hòa đột nhiên ngậm miệng lại quay đầu nhìn về phía lục châu cặp mắt nó đỏ rực như hai vầng mặt trời ngươi vì sao ngươi không có việc gì lục châu bay lên cao đến đối diện ung hòa thản nhiên nói ngừng lại đi ha ha ung hòa bật cười tiếng cười này không có phóng thích năng lực đặc thù chỉ là một tiếng cười bình thường ta là ung hòa đại thánh thì sao? Lục Châu nhìn nó, hỏi nhân loại hèn mọn, cho dù là chân nhân đến chấn thọ khư cũng không dám làm càn như ngươi. Ung hòa trầm giọng nói nơi này là thánh địa tu hành, hàng năm có rất nhiều nhân loại đi tới nơi này nhưng chẳng ai ở lại được quá lâu, bởi vì chúa tể giả chân chính tại chấn thọ khư không phải là nhân loại, mà là ung hòa đại thánh chỉ là thú hoàng mà cũng xứng xưng thánh. Lục Châu nói ung hòa tức giận nhìn khắp bốn phía, nói, ta vốn là thánh, đều do đám nhân loại các ngươi lục châu nhìn lên đám hắc vụ che khuất không trung cân bằng có lẽ khi ngươi chết đi kim liên giới có thể xuất hiện một vị thánh nhân ung hòa điên cuồng cười ha hả nhân loại ngu xuẩn ngươi cho rằng đánh ngất bọn hắn thì ta sẽ không có cách nào khống chế bọn hắn sao ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ ung hòa tiếp tục bành trướng thân thể hư ảnh nó phóng lớn đến mấy lần bàn tay nó vươn ra như xúc tu vọt về phía đám người lục châu nhíu mày ung hòa không chỉ có thể thông qua thính giác và thị giác để khống chế tâm trí người khác, mà còn có thể tự mình ra tay điều khiển thân thể bọn hắn hai cái trước còn có thể xem như lịch luyện, nhưng Lục Châu không cách nào tha thứ loại phương thức khống chế thân thể này, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lục Châu điều động Phiền Lung Ấn, vù một tiếng, Phiền Lung Ấn đập thẳng xuống Lăng Mộ Oanh. Lăng Mộ bị lực thiên quân đánh sập hơn phân nửa ung hòa, tức giận thở hồn hển Lăng Mộ là căn cơ của nó, một khi Lăng Mộ bị hủy nó sẽ không còn chỗ nào để đi nó lập tức giống lên một tiếng trong lăng mộ lan tràn ra xúc tu đẩy phiền lung ấn bay vào không trung lục châu vung ra một trưởng tuyệt thánh khí trí mang theo lực lượng thiên tướng từ trên trời giáng xuống oanh trưởng ấn nện thẳng vào khu vực cách gáy ba tấc trên lưng ung hòa ung hòa lập tức cảm thấy đầu óc mê muội đau đớn không thôi đây chính là nhược điểm của nó hư ảnh không cách nào khống chế lục châu cũng vô pháp đụng vào hắn chỉ có thể đứng tại chỗ gào thét giận không kềm được ung hòa kêu thảm sóng âm và hồng quang dần dần biến mất hư ảnh cấp tốc thu lại bay trở về thân thể ung hòa lục châu phát hiện bản thể của ung hòa yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích bốn vị lão giả lấy lại được ý thức hồng quang trong mắt biến mất bọn hắn đưa mắt nhìn nhau không rõ đã xảy ra chuyện gì ngay sau đó bọn hắn rên lên mấy tiếng phun ra từng ngụ máu tươi ba người diệp diệp thanh diệp nguyên cửu và diệp canh đều cảm nhận được tu vi mình đã thay đổi mệnh cách của ta diệp duy Người ba người nhìn về phía Diệp Duy Diệp Duy lộ vẻ thống khổ và ái náy nói, là ung hòa bốn người quay đầu nhìn về phía lăng mộ ung hòa đang lăn lộn dưới đất, không ngừng kêu thảm bọn hắn rốt cuộc, cũng bừng tỉnh đại ngộ chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Đoan Mộc Sinh và Minh Thế Nhân cũng tỉnh táo lại sau phút giây mờ mịt ngắn ngủi, bọn hắn đã hiểu ra chân tướng nhan chân lạc, Lục Ly và bốn huynh đệ Khổng Văn cùng một lúc tỉnh lại, trên mặt tràn đầy mộng bức tiểu Diên Nhi và Hải Loa từ xa bay về sư huynh các huynh không sao chứ? Tiểu Diên Nhi hỏi không có việc gì Minh Thế Nhân cao mày nhìn về phía ông Hòa, chúng ta đều bị con hung thú này, mê hoặc tâm trí đây là một cảm giác rất tồi tệ, dù là ai, cũng rất khó tiếp nhận được việc mình bị người khác khống chế cẩn thận một chút, đừng để bị nó mê hoặc nữa khổng văn bỏ dậy nói, nếu xảy ra chuyện thì việc đầu tiên đệ cần làm chính là đánh ta ngất xỉu khổng vũ, yêu cầu này của huynh thật là kỳ quái khổng văn nói, các chủ vẫn bình an không có việc gì đừng để ông Hòa trốn đi, bản thể của nó rất yếu, năng lực đặc thù của nó có thể so sánh với thú hoàng, nhưng bản thể thì còn yếu hơn cả thú vương đám người gật đầu lục châu. Nhìn ung hòa đang kêu rên liên hồi, vung tay thi triển ma đà thủ ấn thủ, ấn chụp vào lăng mộ khiến lăng mộ vỡ ra nát bét ung hòa, bị ma đà thủ ấn lôi ra khỏi lăng mộ, thân ảnh nó hoàn toàn bại lộ trước mặt mọi người con mắt, và cái miệng nó đều đỏ lòm, lông vàng, trông khá giống vượn, nhưng lại cao gầy quái dị hơn nửa người dưới của nó giống như dễ cây đâm tua tủa, xung quanh còn có bùn đất bao bọc ung hòa trầm giọng nói thả ta ra. Ta lệnh cho ngươi, thả ta ra. Nó không ngừng gào thét đám người theo bản năng lui lại, bao gồm cả bốn vị lão giả ngã một lần sẽ khôn ra, dù bọn họ đều là nhất đẳng cao thủ, nhưng lại không có sức chống cự trước năng lực của ông Hòa. Lục Châu vuốt dầu nói, đến bây giờ mà vẫn không rõ tình cảnh của mình. Oanh! Lục Châu tung trưởng đánh vào đầu ung hòa khiến nó nổ đom đóm mắt, đầu óc quay cuồng Diệp Duy lên tiếng nhắc nhở, cẩn thận nó liều chết dãy ruộng, dù sao nó cũng là thú hoàng, sẽ có chút thủ đoạn phòng thân Lục Châu tiếp tục nhìn Ung Hòa chầm chằm hỏi, ngươi tới nơi này bao lâu rồi? Ung Hòa không trả lời vì sao lại cư ngụ ở Trấn Thọ Khư. Ung Hòa vẫn không trả lời trên tay Lão Phu đã dính bao nhiêu là máu tươi, tính thêm ngươi cũng không xem là nhiều Lục Châu nâng tay. Trưởng đao hình thành mang theo lực lượng thiên tướng chỉ cần một đao này vung ra, thân thể Ung Hòa sẽ bị chém thành bã vụn quả nhiên. Bộ rễ của Ung Hòa lại bắt đầu chuyển động, trong mắt xuất hiện hồng quang. Ta muốn các ngươi phải trả giá đại giới, thân thể của nó chảy ra tiền huyết, máu tươi đổ xuống bộ rễ đã cắm sâu vào trong mặt đất, dùng đại địa làm căn cơ, dùng chấn thọ khư làm chất dinh dưỡng, hư ảnh cấp tốc bành trướng tôn nghiêm của ung hòa đại thánh không thể xâm phạm. Diệp Duy lớn tiếng nói, bằng hữu cẩn thận, mau lui ra phía sau. Lúc này hắn không hy vọng lục châu, xảy ra chuyện bọn hắn đều đã đánh giá thấp ung hòa, nếu lại bị ung hòa. Khống chế lần nữa thì tâm lý của đám người sẽ bị đả kích vô cùng nặng nề mau, mau đánh choáng ta. Khổng Văn nói không ai để ý tới Khổng Văn ung hòa, kêu lên chói tai và bắn ra hai đoàn hồng quang, lặp lại chiêu cũ. Lục Châu vươn một tay lên trời, tinh bàn nở rộ che chắn thiên không Khổng Văn lập tức vỗ đùi nói, đúng rồi, sao ta lại không nghĩ tới chứ? Hắn tự phong bế thính giác và thị giác, nín hơi ngưng thần những người khác cũng cấp tốc làm theo trọng lực. Nghiệp hỏa, trọng lực áp chế ung hòa, khiến hư ảnh của nó không cách nào tiếp tục khoách trương nghiệp hỏa rơi xuống bắt đầu bốc cháy rừng rực thanh âm của ung hòa không ngừng càn quét về phía lục châu nhưng không thể làm dao động tâm trí hắn mảy may trừ lần đầu tiên không kịp phòng bị sau đó những lần công kích tinh thần tiếp theo của ung hòa đều không thể làm gì lục châu quanh năm tu hành khẩu quyết thiên thư khiến ý chí của hắn hơn xa vạn năm chân nhân có thể so sánh với thánh nhân vì sao ngươi không có việc gì vì sao vì sao ung hòa không ngừng lặp đi lặp lại hai tiếng vì sao nghe còn khó chịu hơn tiếng đường tăng niệm kim cô chú lục châu nhíu mày nghiệp hỏa bao trùm cả lăng mộ, cháy lên nghi ngút là nghiệp hỏa, mà còn là nghiệp hỏa đã thông qua mệnh quan Diệp Duy nói cao nhân kim liên giới, chẳng trách chẳng trách cái gì. Chẳng trách sẽ xuất hiện hiện tượng mất cân bằng bốn vị lão giả vì tự bảo vệ mình, nên gần như bị kín toàn bộ thanh âm, che lại tầm nhìn trên bầu trời, chỉ nhìn được động tĩnh của Lục Châu Lục Châu, không nghe được lời bốn vị lão giả nghị luận mà tiếp tục đối phó ông Hòa Băng, phong rắc, hàn ý lan tràn, ung hòa bị đông cứng băng hỏa lưỡng trọng thi nhau bào mòn sức lực nó lục châu gọi ra vị danh kiếm vung kiếm cương dài đến trăm trượng đâm tới xoẹt vị danh kiếm xuyên qua ung hòa hiển nhiên nó không chỉ có một trái tim lục châu gọi ra tinh bàn mười đạo lực lượng mệnh cách bắn ra cương ấn quang trụ hội tụ vào một chỗ ẩm lăng mộ bị đánh thành một hố sâu lục châu thu hồi tinh bàn đám người diệp duy đã kinh ngạc đến tròn mắt là chân nhân lực lượng vừa rồi vô cùng khủng bố vậy tại sao hắn không thi triển đạo lực lượng Vừa dứt lời, hư ảnh Lục Châu lại lóe lên xuất hiện bên cạnh Ung Hòa, thân thể Lục Châu trong suốt như mặt nước đám xúc tu của ông Hòa, đâm xuyên qua màn nước, không thể gây thương tổn cho Lục Châu một chút nào. Lục Châu lại dùng vị danh kiếm đâm Ung Hòa một nhát, bốn vị lão giả, đây còn không phải là đạo lực lượng sao? Bọn hắn cảm nhận được trên người Lục Châu toát ra một loại lực lượng vô cùng thần bí, chỉ có chân nhân mới, cho bọn hắn cảm giác sợ hãi tương tự trái tim bọn hắn đập thình thịch đây, chính là chân nhân bọn hắn lại toan tính tranh giành bảo bối với một vị chân nhân. Diệp Duy thấp giọng truyền âm nói, từ bỏ trấn Thọ Thung, lát nữa thừa cơ hội rời khỏi chỗ này bốn người cấp tốc nhất trí với nhau, quên sạch sành xanh hiểu lầm vừa rồi đều là lão nhân tinh, bọn hắn sẽ không tính toán chuyện ban nãy, chỉ có chung sức đồng lòng mới có thể chạy thoát khỏi bàn tay của chân nhân Diệp Chính, gặp phải chân nhân trong bí ẩn chi địa, người đó rốt cuộc là ai? Không biết, Tam thập lục thiên cương đều chết sạch, Diệp Chính cũng không muốn nhắc tới Diệp Diệp thanh thở dài đáp Diệp Duy cao mày, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Cầm lấy hắn lấy trong ngực áo ra một hộp gấm, trong hộp gấm có bốn cái ngọc phù diệp duy phát cho mỗi người một tấm đây là. Diệp canh kinh ngạc nói, thật sự phải dùng tới thứ này sao? Đây là thủ đoạn duy nhất giúp chúng ta chạy thoát khỏi tay chân nhân. Chuyện còn chưa rõ ràng, nếu có thể xác định chính là hắn thì chúng ta bóp nát phù này Diệp Duy. Nói ừm ba người gật đầu truyền âm xong, Diệp Duy tự vung tay đập vào, miệng mình một cái, về sau gặp người khác bớt có bô bô cái miệng tự giới thiệu mình đi nha một chiêu hư hóa thần thông của Lục Châu, khiến Ung Hòa Lâm vào tuyệt vọng nó dồn hết sức lực tấn công, nhưng chẳng có chút tác dụng gì tấn công thanh âm, thị giác, thực thể đều vô nghĩa với Lục Châu. Lục Châu tiến tới từng bước, vị danh kiếm bay múa trên không trung, mỗi một kiếm chém ra đều ẩn chứa lực lượng thiên tướng xoẹt xoẹt xoẹt. Thân thể Ung Hòa tựa như manh áo, bị cây kim khâu vị danh kiếm đâm tới đâm lui như đang theo thủ tiếng gào thét bén nhọn rốt cuộc cũng im bặt hư ảnh ung hòa dừng lại sau đó cấp tốc thu nhỏ lại rồi biến mất Toàn thân nó héo rũ cực nhanh ung hòa, cúi đầu nhìn toàn thân mình bị đâm như tổ ong, toàn bộ chấp niệm bỗng chốc tan biến. Nó cười một tiếng, sau đó bật khóc tiếng khóc làm cho người ta sợ hãi ngươi. Có biết ta đã ở nơi này bao lâu rồi không? Ung hòa nói lục châu không nói gì ba mươi ngàn năm. Dòng giã ba mươi năm ngươi có muốn biết bên dưới lăng mộ có gì không? Ha ha. Thấy vẻ mặt lục châu vẫn thản nhiên như không, nó bỗng nhiên tức giận nói, bản tính của nhân loại đều là tham lam. Tham lam thì phải trả giá đại giới nó còn cường đại hơn ta rất nhiều. Các ngươi rất nhanh sẽ phải chôn cùng ta thôi ha ha. Tiếng cười cuối cùng của ông Hòa kẹt lại trong cổ họng, khóe miệng nó vẫn nhách lên cao nhưng toàn thân đã cứng ngắc tựa một một gốc cây khô. Không còn động tĩnh ung hòa đúng là rất cường đại nhưng không thích hợp để thu phục, một phần vì nó quá quái dị và độc ác, một phần vì tâm tình của nó quá mức tiêu cực tinh, đánh giết thú hoàng ung hòa, thu hoạch được 30.000 điểm công đức lục châu từng giết tu hành giả nhiều mệnh cách, điểm công đức tổng cộng cao hơn mức này nhiều, nhưng con số này là số điểm ban thưởng cho một lần đánh giết cao nhất mà Lục Châu từng gặp nhịp tim của Diệp Duy đập rất nhanh. Ánh mắt hắn nhìn về phía lăng mộ Lục Châu ngẩng đầu nhìn về phía bốn người Diệp Duy, hỏi, bên dưới đó là Trấn Thọ Thung. Diệp Duy gật đầu đáp, vật này tên là Trấn Thọ Thung, là thánh vật hàng cấp Trấn Thọ Khư, có thể tạo thành không gian riêng biệt là nhờ có nó Trấn Thọ Thung, có tác dụng đẩy nhanh tốc độ tu hành, nhưng đồng thời cũng tiêu hao thọ mệnh. Đây là nguyên nhân các đại chân nhân không muốn lấy thứ này đến cấp chân nhân, chấn thọ thung không còn bao nhiêu tác dụng, ngược lại còn lấy đi sinh mệnh của bọn hắn. Đám chân nhân đương nhiên không ưa gì nó, mà người chưa đến cấp chân nhân lại không phải là đối thủ của ông Hòa, hoặc kiêng kỵ bí ẩn chi địa hung hiểm nên không thể lấy chấn thọ thung. Đi đã như vậy, vì sao các ngươi còn muốn lấy chấn thọ thung? Lục Châu hỏi việc này. Diệp Duy nghĩ ngợi rồi đáp, bởi vì ta muốn sung kích lên 18 mệnh cách ba. Lão già kia nghe vậy lập tức gật đầu phụ họa thấy mặt Lục Châu, không có biểu tình gì, Diệp Duy lại nói, nhưng bây giờ không cần nữa chúng ta đều đã bị thương, chỉ muốn rời đi thủ đoạn của lão tiên sinh thật kinh người. Bội phục, bội phục bốn vị lão già đồng thời chắp tay với Lục Châu, rồi xoay người rời đi chờ đã Lục Châu bỗng lên tiếng, ngươi tên là Diệp Duy. Điều em không muốn nay cũng đã đến. Diệp Duy đành gật đầu, đúng vậy ngươi có biết người tên là Diệp chính ở nhạn Nam Thiên không? Lục Châu nhìn chằm chằm bốn người, tỉ mỉ quan sát nhất cử nhất động của bọn hắn không thể không nói, đám người đều là lão nhân tinh. Khả năng khống chế cảm xúc đã đạt tới lô hòa thuần thanh, không để người khác nhận ra mình nghĩ gì Diệp Duy, nghe đến đây đã gần như có thể khẳng định người đánh Diệp chân nhân trọng thương chính là lão giả trước mắt bí ẩn trì địa lớn như vậy, vì sao lại hết lần này đến lần khác gặp phải người này chứ? Đúng là ý trời không biết Diệp Duy, mặt không đỏ tim không đập đáp chúng ta nào dám trèo cao, tự nhận mình quen biết Diệp chân nhân chứ Diệp Diệp Thanh nói Diệp canh còn khoa trương hơn, nói thật lòng, lúc vừa đến trấn Thọ Khư chúng ta có chút đề phòng lão tiên sinh nhưng vừa rồi lão tiên sinh ra tay đánh giết ung hòa thuận tiện cứu chúng ta một mạng đây chính là ơn cứu mạng đó chúng ta cảm động vô cùng dùng lời nói thật để che giấu suy nghĩ của mình đây cũng là một kỹ xảo để nói dối lục châu nhìn bốn người vẻ dò xét ngoài mặt bốn người trông rất bình thường nhưng trong lòng đều hoảng như nai tơ gặp hổ ngọc phù trong tay đã sắp vỡ nát thế sự khó lường khổng văn bỗng nhiên vỗ đầu nói ta hình như nhớ ra một chút cái tên diệp duy này nghe cứ quen quen thế nào đám người không còn gì để nói đại ca rốt cuộc là huynh có nhớ được không khổng vũ mất kiên nhẫn hỏi ta sắp nhớ ra rồi bị đệ cắt ngang dòng suy nghĩ lại quên mất đám người diệp duy len lén thở vào một hơi miệng nó suýt chết nha soạt đúng lúc này một cây trụ màu đen từ dưới lòng đất phá không bay lên tỏa ra quang mang quỷ dị trấn thọ thung nhìn thấy trấn thọ thung trong mắt bốn vị lão giả lộ vẻ nghi hoặc soạt trấn thọ thung lại bay lên cao một chút đám người không khỏi nhíu mày thành tinh rồi à Minh Thế Nhân nói đồ vật sao có thể chủ động xuất hiện. Không phải là ung hòa sống lại đó chứ. Lục Châu tỉ mỉ quan sát chấn thọ thung nếu chấn thọ khư thật sự có hiệu quả, như lời bốn lão giả nói. Vậy đây chính là thánh vật hàng cấp cực kỳ hiếm có tuy rằng, loại năng lực này đối với nhiều người có hại hơn là có lợi, nhưng với người nắm giữ thẻ nghịch chuyển như Lục Châu thì nó chính là cực phẩm. Thừa dịp chấn thọ thung còn đang bay ra, Lục Châu vung tay lên, vị danh kiếm lập tức lấy đi ba viên mệnh cách chi tâm, từ thi thể ung hòa đám người trợn tròn mắt nhìn mệnh cách chi tâm tỏa ra u quang nhàn nhạt, nhạt, như mắt lang sói trong đêm đen đẹp đến kinh tâm động phách nếu có thể dùng mệnh cách chi tâm này để khai mệnh cách thì ít nhất sẽ đạt được một năng lực của ung hòa bốn người diệp duy ao ước tới cực điểm lục châu ném ba viên mệnh cách chi tâm cho minh thế nhân minh thế nhân lập tức cất kỹ hớn hở nói đồ nhi cam đoan sẽ giữ cẩn thận ba viên mệnh cách chi tâm sư phụ chỉ dùng một viên mấy viên còn lại đương nhiên sẽ cho đồ đệ sử dụng a hi hi minh thế nhân sao có thể không vui vẻ cho được soạt lúc này trấn thọ thung đen tuyền đột nhiên toát ra quang hoa tựa như một bóng đèn màu đen đang phát sáng nó từ từ xoay tròn sinh ra một cỗ gợn sóng vô hình khiến không gian xung quanh biến thành một cơn lốc xoáy cái gì thế không ai hiểu được trấn thọ thung đang làm gì chỉ có thể lặng lẽ quan sát nó lòng hiếu kỳ của con người thường có thể chiến thắng sự sợ hãi huống chi đám người còn không thấy sợ hãi tí nào tốc độ xoay tròn của trấn thọ thung càng lúc càng nhanh cơn lốc xoáy cũng ngày càng lớn lục châu luôn cảm thấy rất kỳ lạ nhưng không thể nói rõ ra được ngay sau đó trấn thọ thung đột nhiên biến lớn ban đầu chỉ to bằng bắp chân người hiện tại đã to như cột đỉnh vòng xoáy tăng cường rồi minh thế nhân nói chúng ta rút lui trước gầu 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 không đúng là dòng chảy thời gian tăng tốc diệp duy cao mày nói nghe được tiếng nhắc nhở lục châu mở giao diện hệ thống ra xem phát hiện thọ mệnh của hắn đang không ngừng bị trừ đi với tần suất càng lúc càng nhanh trừ một trừ một hai chấn thọ thung đang hấp thu thọ mệnh của chúng ta minh thế nhân vừa nói vừa cảm nhận biến hóa của thực vật xung quanh chúng đang cấp tốc già đi ầm ầm trấn thọ thung lại khoách trương lần nữa to lên gấp mấy chục lần đám người cấp tốc lui lại từ phía trấn thọ thung sinh ra một lực hút cực lớn diệp duy nói lão tiên sinh chúng ta có biện pháp đối phó với trấn thọ thung nếu thành công ngài có thể giao vật này cho chúng ta không hắn vẫn không muốn từ bỏ trấn thọ thung như thế chỉ bằng các ngươi ý nói các ngươi đã bị thương như thế còn miễn cưỡng đòi thu phục trấn thọ thung rất khó bốn người Diệp Duy nghe ra được Lục Châu cũng muốn có được trấn thọ thung, bèn lựa chọn từ bỏ đi. Bốn người bay ra ngoài nhưng khi bọn hắn vừa bay được trăm thước, một vòng xoáy vô hình xuất hiện phong tỏa bốn người trên thực tế, từ khi ung hòa ngã xuống, đạo văn dưới mặt đất đã hình thành một tầng bình chứng bao bọc toàn bộ khu vực trấn thọ khư từ bên ngoài nhìn vào, trấn thọ khư như bị một tầng pha lê đen bịt kín vòng xoáy không ngừng hấp thu thọ mệnh của toàn bộ sinh vật trong trấn thọ khư, kể cả thi thể người chết đoan mộc sinh nói chúng ta đã bị Trấn Thọ Khư phong bế. Lục Châu nhìn về phía Trấn Thọ Thung, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Tất cả những vấn đề này đều do Trấn Thọ Thung mà ra sư phụ, người muốn lấy thứ này. Đã đến thì phải lấy nó có thể trợ giúp các ngươi tu hành đám người gật đầu bọn hắn, cũng rất muốn được ra ngoài. Chưa được bao lâu mà thọ mệnh của bọn hắn đã hao tổn gần 2 năm oanh. Trấn Thọ Thung lại tiếp tục khoách trương thêm mấy lần, biến thành một cự trụ chống trời có đường kính hơn 10 mét vòng xoáy càng lúc càng nhanh, thọ mệnh giảm mạnh bốn vị lão giả diệp duy điên cuồng tấn công tầng bình chướng nhưng bất lực hỏng rồi chúng ta đều đánh giá thấp uy lực của trấn thọ thung diệp duy nói lục châu bay vọt tới trưởng ấn đánh xuống trấn thọ thung oanh trấn thọ thung không hề suy xuyển mà tốc độ hấp thu thọ mệnh lại tăng lên không ít lão tiên sinh muốn giải quyết trấn thọ thung chỉ có hai biện pháp một là thỏa mãn nhu cầu của nó cho nó đầy đủ thọ mệnh hai là phải dùng lực lượng tuyệt đối để đánh bại nó diệp duy nói ngươi chắc chắn chắc chắn nó cần khoảng 5.000 năm thọ mệnh lục châu, không khỏi buồn bực con đường tu hành luôn muốn lấy mạng hắn khai cửu diệp muốn mạng, khai lam pháp thân muốn mạng, bây giờ giải quyết chấn thọ thung cũng muốn mạng nếu nói theo quy tắc bảo toàn, vậy những thọ mệnh bị hấp thu này sẽ đi đâu? Oanh! Chấn thọ thung vẫn tiếp tục bành trướng, lực hút điên cuồng gia tăng lục châu thấy bảng thọ mệnh của mình đang thay đổi, 300 ngày, 500 ngày, 800 ngày. Trên không trung, một thân ảnh to lớn đang lao tới lục ngô sắc mặt đám người Diệp Duy tái ngắt lục ngô lăng không trên bầu. Trời, cúi đầu quan sát đám người, chấn thọ thung. Người nhận ra vật này. Lục Châu truyền âm hỏi truyền thuyết nói rằng nó là bảo vật do thánh nhân đánh rơi, nhưng bí ẩn chi địa quá mức rộng lớn nên không ai tìm thấy lục ngô. Nói mau áp chế nó, nếu không các ngươi sẽ bị hút khô hút khô. Không phải chỉ có 5.000 năm sao. Diệp Duy ngẩng đầu, kinh ngạc nói lục ngô nhìn lão giả, híp mắt nói, người trông khá quen ai nói với ngươi trấn thọ thung chỉ hấp thụ năm ngàn năm thọ mệnh diệp duy cúi thấp đầu xua tay ta không biết ta chỉ đoán mò thôi vừa cúi đầu xuống diệp duy chợt phát hiện mình già đi rất nhiều diệp duy nhanh lên mau sử dụng thánh vật diệp diệp thanh thúc giục hắn diệp duy lấy thánh vật ẩn chứa năm ngàn năm sinh cơ ra lục châu và các đồ đệ bay lượn khắp nơi tìm cách phá vỡ bình chướng nhưng không thành công lục ngô ở bên ngoài cũng công kích bình chướng liên tục nhưng nó vẫn vững chắc như tường đồng vách sắt sư phụ Tiểu Diên Nhi hốt hoảng hô lên đám người quay đầu nhìn nàng mới phát hiện Tiểu Diên Nhi, trông đã già đi, mái tóc trắng xóa, mà hài loa cũng hệt như nàng, trở thành một bà lão nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.